Lúc này Hạ Tưởng đang phân cao thấp với một miếng thịt bò ốp lết, trong miếng thịt bò của hắn thì có 8/9 2/2 sống. Hắn đúng thật không thể chịu nổi miếng thịt bò nướng chín mà khi cắt ra còn có máu ở giữa miếng thịt bò. Nhân loại tiến hóa đến thời đại cao cấp rồi thế mà cứ giống như thời ăn tươi nuốt sống vậy, cho dù là có 8/9. Hắn cũng hiểu và có phần không thể chấp nhận được cách ăn của người Mỹ. Hắn dùng dao cắt đi phần sống của miếng thịt, chỉ ăn những phần chín, nhấm nháp mấy cái rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết vì sao người trong nước đều thích ăn đồ ăn Tây. Nói thật, so về truyền thống thì đồ ăn Tây không thể nào sánh được với sự tuyệt vời với đồ ăn của Trung Quốc. Chương 371, có một số người sợ rằng thiên hạ không loạn. Đang lúc Hạ Tưởng vất vả, cảm thấy đồ ăn nhạt nhẽo như vậy thì đột nhiên nghe được câu hỏi của Liên Nhược Hạm, hắn lập tức sửng sốt. Hạ Tưởng sửng sốt không phải bởi vì ý tưởng của Liên Nhược Hạm bất thình lình đưa ra, mà là hắn bị miếng thịt bò mắc nghẹn trong cổ. Nhưng trong mắt Liên Nhược Hạm thì dường như hắn đang bị lời nói của cô dọa trở thành như vậy. Bình thường thì Liên Nhược Hạm tùy hứng, nhưng tính tình của cô cũng rất quật cường, hiện tại thấy bộ dạng giật mình của Hạ Tưởng như vậy thì cô liền ủy khuất, nước mắt không kìm nổi phải chảy ra, cô mím chặt môi nói. Nếu anh không muốn thì thôi, không cần phải bày ra bộ dạng khó khăn đến như vậy. Hạ Tưởng cười khổ chỉ cổ họng, sau đó uống mấy hớp rượu nho thì mới nuốt trôi được miếng thịt. Không phải, thịt không chín, nhai không được, bị nghẹn. Hắn lại thấy bộ dáng ủy khuất của Liên Nhược Hạm thì trong lòng mềm nhũn, nhớ tới việc cô từ trước đến nay vì mình mà chịu đựng hết mọi gian khổ, làm sao hắn có thể cự tuyệt. Hắn liền không do dự gật đầu. Anh cầu còn không được, lần đầu tiên anh gặp được tình huống một cô gái cầu hôn chàng trai nên anh phải khẩn trương đồng ý luôn. Nếu không, từ nay về sau không tìm được cơ hội tốt như vậy. Liên Nhược Hạm cũng phải nín khóc mà bật cười, trừng mắt hung hăng nhìn Hạ Tưởng một cái. Anh mà không đồng ý với em thì em sẽ không tha cho anh. Giọng điệu rất nghiêm khắc nhưng không có chút sức lực nào cả. Ngày tiếp theo, Hạ Tưởng cùng với Liên Nhược Hạm tới một nhà thờ nhỏ, trước sự chứng kiến của mục sư, hai người đã trao nhẫn cho nhau. Mặc dù Hạ Tưởng cũng không phải là người theo đạo Thiên Chúa. Nhưng bởi vì ở nước Mỹ thì chỉ cần một mục sư chủ trì nghi thức là được, cũng không cần các thủ tục rườm rà linh tinh gì khác. Liên Nhược Hạm chọn một nhà thờ ở một chỗ rất hẻo lánh, chắc là cũng xem xét đến việc làm sao giảm sự ảnh hưởng đến nhỏ nhất. Nghi thức đơn giản mà trang trọng, lúc mục sư nói câu, con có thể hôn môi của vợ con, thì Hạ Tưởng nhìn thấy trong mắt Liên Nhược Hạm như có màn nước, vẻ thần thái hạnh phúc trên mặt cô dâng trào. Cả người cô như đắm chìm bên trong vầng hào quang tình yêu, tỏa sáng ra ngoài làm cho ai cũng trở nên vui sướng. Một người con gái, thời khắc đẹp nhất chính là thời điểm chính thức làm vợ. Ở nơi đất khách quê người, rốt cuộc Liên Nhược Hạm đã thực hiện được giấc mộng trong lòng cô là được gả cho Hạ Tưởng. Mặc dù trong nước vẫn chưa chính thức công nhận cuộc hôn nhân này, nhưng ít ra trong tâm lý thì cô có sự an ủi. Hơn nữa, cô đã lấy được quốc tịch nước Mỹ nên có thể yên tâm. Thoải mái để Hạ Tưởng trở thành người chồng duy nhất của cô ở tại nước Mỹ này. Hạ Tưởng lại tiếp tục vui vẻ với Liên Nhược Hạm thêm một ngày, đến lúc nhận được điện thoại của Cao Tấn Chu yêu cầu hắn quay trở lại với đoàn. Hạ Tưởng liền ước định với Liên Nhược Hạm, bảo cô nhanh chóng giải quyết công việc ở đây để quay về thành phố Yến trong thời gian sớm nhất. Mà theo Liên Nhược Hạm nói với Hạ Tưởng thì hiện tại tài sản của cô tại nước Mỹ này đã đạt được tới 500 triệu đô la Mỹ. Mặc dù Hạ Tưởng đã chuẩn bị tư tưởng từ trước nhưng cũng phải kinh ngạc không ngừng. Thời đại sáng lập quốc cũng chính là thời đại thần thoại sáng lập ra của cải, đúng là cả đời này hắn không nghĩ được, không nghĩ là ở kiếp này giấc mộng lại được thực hiện trong tay của Liên Nhược Hạm. Liên tưởng tới kiếp trước, mảng lĩnh vực này của ngành công nghệ chỉ trong mấy năm phát triển một cách thần kỳ, Google chỉ trong mấy năm đã trở thành tập đoàn mạnh của thế giới, vậy mà công ty của Liên Nhược Hạm còn tương đương với Google. Theo đà phát triển như thế này thì chỉ không đến vài năm sau, chẳng lẽ Liên Nhược Hạm sẽ tham gia vào câu lạc bộ những tỷ phú có trên 10 tỷ đô la Mỹ? Nghĩ lại thì cũng có chút không thể tin nổi, mặc dù theo như Liên Nhược Hạm nói thì doanh thu bây giờ chỉ mới mấy trăm triệu. Nhưng một khi phần mềm đã được sản xuất đại trà và được ứng dụng rộng rãi thì sẽ trở thành công ty hết sức quan trọng, có các quy phạm chế định và chuẩn mực về tư cách, có quyền phát ngôn. Không đến mức ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu nhưng cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Sau khi tham gia vào WTO, Trung Quốc thường xuyên bị nước Mỹ và châu Âu đè ép, chính là bởi vì trong tay không nắm được quy tắc của thị trường, không trở thành được người quy định các quy tắc trò chơi này.
Muốn tham gia vào các thị trường thì nhất định phải tuân thủ các quy định, chế tác do nước Mỹ và châu Âu đặt ra. Mà các nước này vĩnh viễn đặt lợi ích của nước mình lên cao nhất, nên khi muốn tham gia vào trò chơi thị trường thì đầu tiên phải bỏ ra một sự hy sinh rất lớn. Các tập đoàn xếp số 1 là những tập đoàn quy định ra các chuẩn mực, xếp thứ 2 là các tập đoàn làm ra các thương hiệu, thứ 3 là các tập đoàn bán kỹ thuật, thứ 4 là các tập đoàn làm ra các sản phẩm. Nếu một ngày kia, công ty của Liên Nhược Hạm có thể đứng ở trên cao trong ngành nghề này thì là lúc Hạ Tưởng có thể tham dự vào việc quy định các tiêu chuẩn, có thể là người Trung Quốc có đủ tư cách phát ngôn, có tiếng nói mạnh mẽ. Bởi vì, theo một ý nghĩa nào đó, thì nếu không được quy định ra các chuẩn mực tức là có ý nghĩa luôn là người đi sau mông người khác để học tập, chưa phải nộp học phí là may chứ đừng nói đến việc lên tiếng. Hạ Tưởng liền đề ra các đại sách lược về việc đặt ra các chuẩn mực, nói cho Liên Nhược Hạm biết ý tưởng của hắn. Ý tưởng của hắn đã làm cho Liên Nhược Hạm dâng lên tình cảm mãnh liệt, cô cũng quên mất mình đã gia nhập vào quốc tịch Mỹ, hồn nhiên nói. Anh nói đúng, em đây là muốn kiếm tiền của người Mỹ, ở nhà của người Mỹ, mướn người Mỹ làm việc, sau đó đưa ra các chính sách có lợi cho việc phát triển của Trung Quốc. Hạ Tưởng mỉm cười vui mừng. Vấn đề mấu chốt nhất chính là còn muốn được gả cho người Trung Quốc. Để Liên Nhược Hạm quay về thành phố Yến thì cũng không phải vô cớ bởi vì còn có nguyên nhân là Cao Tấn Chu, còn có việc thành phố Yến bắt đầu việc di rời nhà máy thép và nhà máy dược. Mùa thu năm nay sẽ bắt đầu phá bỏ cơ sở cũ, tin rằng, đến mùa thu này cũng là lúc sở hữu được đất của nhà máy thép và nhà máy dược. Từ các hành động trong đoạn thời gian trước đây, chắc chắn Đàm Long cũng sẽ nhúng tay vào việc này. Hơn nữa, căn cứ vào tài chính do Sở Giao thông phê duyệt lần trước thì cũng có thể thấy một chuyện là Phạm Duệ Hằng rõ ràng cũng có ý tứ chèn ép mình. Nếu chẳng may lúc đó Phạm Duệ Hằng tiếp tục tham gia vào việc này thì việc tập đoàn Viễn Cảnh có lấy được đất hay không thì còn rất nhiều biến số nữa. Nếu Liên Nhược Hạm trở về thì tập đoàn Viễn Cảnh còn có người đứng đầu chỉ huy, đất của nhà máy dược và nhà máy thép sẽ chắc chắn phải lấy, nếu không việc xây dựng công viên rừng rậm sẽ trở thành trò cười. Sẽ làm cho ý đồ tiến quân vào thành phố Yến của tập đoàn Viễn Cảnh chịu một đả kích rất lớn, cũng làm cho tập đoàn Viễn Cảnh muốn đứng vững bàn chân tại thành phố Yến trở nên khó khăn, thậm chí ảnh hưởng đến viễn cảnh tương lai của tập đoàn Viễn Cảnh. Vì thế, không thể không thận trọng. Liên Nhược Hạm cũng biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Tập đoàn Viễn Cảnh là tâm huyết của cô, chắc chắn cô sẽ không thể ngồi yên, phải về một phen để vãn hồi lại mọi chuyện. Trong một tháng về đó, cô sẽ tổ chức lại. Sắp xếp tốt nhất về nhân sự và phân phối lại cổ phiếu của tập đoàn. Từ biệt Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng quay trở về đoàn. Cao Tấn Chu vô cùng quan tâm đến Liên Nhược Hạm, hỏi Hạ Tưởng về tình hình hiện tại của cô như thế nào. Hạ Tưởng muốn biết xem tâm tư của Cao Tấn Chu bức thiết như thế nào nên đã nói ra tình hình thực tế. Biết được tháng sau Liên Nhược Hạm sẽ quay về nước, Cao Tấn Chu thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi cười nói. Tiểu Hạ, cũng chỉ có cậu khuyên nhủ được Nhược Hạm. Đúng là ánh mắt của ba tôi rất chuẩn, nói là chỉ cần mời cậu đi đến nước Mỹ, chắc chắn Nhược Hạm sẽ đồng ý quay về nước. Hóa ra bên trong còn bóng dáng của Cao Lão, quả nhiên gừng càng già lại càng cay, Cao Lão đoán chắc được mình sẽ làm cho Liên Nhược Hạm quay về, cũng nhìn thấu được Liên Nhược Hạm vướng bận nhất là chuyện gì. Ở trước mặt một ông lão thành tinh như Cao Lão thì Hạ Tưởng phát hiện ra hắn gần như không còn có chút bí mật nào nữa cả. Đương nhiên, Cao Lão không phải là thần thánh. Có một số mạng lưới quan hệ có liên quan tới hắn thì tin rằng, cho dù khôn khéo tinh tường như Cao Lão thì nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy được biểu tượng phía bên ngoài. Cuối tháng 8, Hạ Tưởng theo đoàn khảo sát quay trở về thành phố Yến. Lúc này chợt nghe một tin tức làm người ta khiếp sợ, hạng mục công trình đường Sơn Thủy xuất hiện một sự cố rất lớn, một người công nhân sau khi dợt xuống khe suối thì bây giờ không biết sống chết thế nào, sống không thấy người, chết không thấy xác, đã mất tích. Người nhà của người công nhân đó khiếu kiện, yêu cầu huyện phải có một câu trả lời rõ ràng, lại còn tổ chức mấy chục người nhà mang quần áo, di vật của người đó tới cửa trụ sở huyện ủy yêu cầu huyện phải cho họ một công đạo, chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người. Đồng thời, trong đội ngũ công nhân đang thi công còn có người phát ra lời đồn đại, nói là trong lúc thi công đường đã đào xuyên qua một hang núi, hang này năm đó vô số dân chúng bị người Nhật Bản giết, chết đi nhưng oan hồn không tán. Ai dám vào hang động thì các oan hồn này sẽ làm cho người đó sống không thấy người, chết không thấy xác. Lời đồn đại được truyền bá một cách bài bản hẳn hoi, làm cho lòng người hoảng sợ. Hơn nữa, gia đình người bị mất tích không ngừng gây rối, khiếu kiện nên dưới sự đề nghị của Đặng Tuấn Kiệt và Phòng Ngọc Huy,
huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đành phải phê chuẩn công trình này tạm thời dừng lại. Sau khi Hạ Tưởng nghe người phụ trách báo cáo xong thì sắc mặt xanh mét, lần đầu tiên lửa giận bốc lên. Thậm chí hắn còn không tới công trường để hỏi thăm từ các công nhân, cũng không cần tự mình đi xem xét hiện trường mà cũng đoán được rằng chắc chắn là có người ở phía sau phá rối. Nếu không, cho dù người công nhân rơi vào khe suối, nếu như không chết thì cũng sẽ tìm ra được người. Chỉ dựa vào việc một công nhân mất tích thì Hạ Tưởng cũng không dám khẳng định là có người ở phía sau bức màn thao túng. Nhưng một loạt các sự kiện nối theo như người nhà gây rối, lời đồn trong công trường bay lên khắp nơi, những điều này cho thấy có người bày ra sự kiện để bôi nhọ công trình. Đấu sức trong chính trị thì hết thảy phải dồn sức, khi hội nghị thường vụ đã phân thắng bại thì thôi. Nhưng hiển nhiên là đối phương không chịu tự nhận thua, còn muốn động tay động chân vào trong đội thi công công trình, mượn cơ hội để bôi nhọ hạng mục. Nếu đã như thế này, muốn nhẫn nhục cũng không thể. Bôi nhọ công trình, làm cho công trình bị dừng lại thì đối tượng bị tổn hao nhất chính là huyện An, là tất cả các kỳ vọng phát triển kinh tế của các cán bộ huyện An, của toàn bộ nhân dân huyện An. Mà một số người làm các việc tư tâm như thế này, thậm chí có thể chỉ để giải phóng sự bất mãn trong lòng mà lại dùng các thủ đoạn đê tiện như vậy cản trở tiến triển của công trình, những người này đều là những cán bộ bại hoại. Không đợi Hạ Tưởng đi tìm Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, hai người này không ngờ cùng đi tới văn phòng của Hạ Tưởng. Cơn giận Mai Hiểu Lâm còn chưa tiêu hết, giận dữ nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, cậu đã trở lại. Tôi và Bí Thư Khâu vẫn thường xuyên thảo luận các đối sách nhưng nghĩ mãi chưa tìm ra cách nào cả, cậu nói xem nên làm thế nào. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm đều là vẻ lo lắng, nhất là trong mắt Khâu Tự Phong đầy vẻ giận dữ thì hắn biết rằng, thông qua việc này Khâu Tự Phong và hắn sẽ kiên định đứng chung một hướng, sẽ không cùng lập trường với đám người ảo tưởng Phòng Ngọc Huy. Không cần nghĩ ngợi cũng biết người đứng phía sau bức màn chắc chắn là Phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt. Hạ Tưởng nhìn Mai Hiểu Lâm, Khâu Tự Phong mỉm cười rồi nói. Bí thư Khâu, làng du lịch mới tiến triển như thế nào rồi ạ? Khâu Tự Phong sửng sốt, Hạ Tưởng thế nào mà lại không nói sử dụng biện pháp nào để hóa giải chuyện này, lại hỏi đến tiến triển công trình của Phòng Ngọc Huy. Chẳng lẽ Hạ Tưởng là cũng muốn sử dụng thủ đoạn tương tự để trả thù đối phương? Y trả lời. Đã chính thức được phê duyệt, đã chuẩn bị mặt bằng tốt rồi, các thiết bị cũng được huy động về. Chắc 1-2 ngày nữa sẽ bắt đầu khởi công. Làng du lịch mới khởi công, đường sơn thủy thì lại vì sự cố an toàn mà dừng lại, đúng là tính toán rất tốt. Bởi vì sự kiện càng lúc càng lớn, làm cho thành ủy chú ý, bí thư Trần và thị trưởng Hồ đều gọi điện thoại tới, tỏ vẻ rất chú ý tới việc này. Nhất là thị trưởng Hồ, còn uyển chuyển đưa ra ý kiến phê bình, yêu cầu đưa ra vấn đề để giải quyết được an toàn thi công thật tốt, phải chứng thực được người còn hay mất. Phải có các trách nhiệm với người phụ trách thực hiện. Mai Hiểu Lâm nói chen vào, so với trước kia thì cô thành thục hơn không ít. Gánh nặng chủ tịch huyện đè nặng trên người, cũng làm cho cô cảm nhận được mình chính là nhân vật số một trong ủy ban, quyền lực lớn nhưng trách nhiệm cũng lớn, so với trước kia thì ý thức trách nhiệm càng lúc càng nhiều hơn, rất nhiều sự tình, không phải chỉ dựa vào sự quật cường và đối kháng mà có thể giải quyết, mà cũng cần phải có trí tuệ chính trị và sự kiên nhẫn. Chỉ có điều, sau khi cô và Khâu Tự Phong thảo luận một số đối sách thì đều cảm thấy mức độ của những đối sách này không đủ, vừa không bắt được điểm yếu của đối phương mà cũng không thể giải quyết được các cơ bản của sự kiện. Cô cũng chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để an ủi người nhà của người công nhân kia, đồng ý việc huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện sẽ dùng hết mọi lực lượng để tìm kiếm cứu nạn người công nhân mất tích, nhất định sẽ cấp cho người nhà của người công nhân một câu giải thích thỏa đáng. Khâu Tự Phong cũng lấy thân phận của bí thư huyện ủy để ra mặt an ủi người nhà người công nhân và bố trí các lực lượng thích đáng đối với đám người tới gây rối nên mâu thuẫn gay gắt mới không tiến thêm bước mới. May mắn là Trịnh Thiếu Phong cũng cực kỳ thông minh, phát hiện ra trong đám người có những kẻ đục nước béo cò, cố ý khơi mào gây rối. Tuy nhiên, chưa kịp bắt thì đối phương cũng đủ tỉnh táo thừa cơ chạy trốn. Mặc dù như thế, nhưng sự khôn khéo của Trịnh Thiếu Phong cũng chưa đến mức để Khâu Tự Phong để lại ấn tượng sâu đậm, nhưng Khâu Tự Phong nghĩ lại việc Trịnh Thiếu Phong cũng lập được công lớn trong vụ án lớn Lệ Triều Sinh nên bắt đầu manh nha ý niệm đề bạt y lên. Lúc Trịnh Thiếu Phong phát hiện những người đứng đàng trong đám đông gây rối cũng làm cho Khâu Tự Phong phải nhận thức sâu sắc rằng, tuy rằng y là thái tử đáng, nhưng dù sao căn cơ ở huyện An cũng không chắc, không vững bằng những quan chức sinh trưởng và lớn lên trong địa phương này, ví dụ như Phòng Ngọc Huy. Như Đặng Tuấn Kiệt.
hơn nữa y cũng nhận thức đầy đủ hơn việc y ít giao tiếp với quần chúng, không quá hiểu biết về tính tình và tập quán của dân chúng. Tuy rằng y có danh nghĩa là bí thư huyện ủy, là nhân vật số một, nhưng danh vọng bên trong quần chúng thì có lẽ còn không bằng những phó chủ tịch huyện có giao thiệp trực tiếp với bọn họ, thậm chí là bí thư đảng ủy xã. Trong vụ việc quần chúng khiếu kiện kêu oan theo tập thể như thế này thì Khâu Tự Phong mới phát hiện ra các khiếm khuyết của y rất lớn, may mắn là y nghe theo đề nghị của Trương Kiệt, dùng mọi khả năng, trước mắt tạm thời việc chính là dẹp bỏ các cuộc tụ họp theo quần thể thế này đã. Bởi vì thế cục huyện An đúng là rất phức tạp, nếu huyện An là một huyện có sự đoàn kết trong chính trị thì có thể bắt luôn người cầm đầu đe dọa những người khác, như vậy sẽ áp chế được sự kiện. Nhưng cũng có một số người trong huyện An sợ rằng không đủ loạn, vì thế tung tin trên các phương tiện chính thống, vì thế cũng chỉ có thể áp dụng chính sách dụ dỗ mà thôi. Trương Kiện đưa ra đề nghị trước mắt làm dịu đi các sự kiện này đã, sau đó sẽ tiến hành phản đòn sau. Sau khi xem xét, Khâu Tự Phong không khỏi phải cảm ơn lời nhắc nhở kịp thời của Trương Kiện đã làm cho y tránh khỏi sự tình nan giải trước mắt. Trong điện thoại, Bí thư Trần và Thị trưởng Hồ luôn cường điệu nhấn mạnh điều đầu tiên là phải chiếu cố đến dân chúng, không phải sợ mất bao chi phí trong việc này. Thậm chí, trong giọng điệu của Thị trưởng Hồ còn ám chỉ, nếu chẳng may làm bùng phát hơn đám đông người tới khiếu kiện thì huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện An sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Trách nhiệm trong chính trị làm cho Khâu Tự Phong phải đổ mồ hôi lạnh ra toàn thân, sự tình một khi đã đẩy lên đến độ cao quy về trách nhiệm chính trị có nghĩa là liên quan mật thiết đến tiền đồ chính trị, không ai dám phớt lờ. Nhưng một việc này cũng không thể tính là sự kiện có tính quần thể, có thể làm cho Thị trưởng Hồ nói ra lời nghiêm khắc đến như vậy, Khâu Tự Phong có thể đoán được có người nào đó trong thành phố can thiệp vào làm Thị trưởng Hồ cũng cảm thấy áp lực. Có chút người đúng thật không sợ có tâm dạ độc ác, chỉ sợ là thiên hạ không loạn. Khâu Tự Phong rất giận dữ với việc này. Trong chốn quan trường thì cũng không thể thiếu các cuộc tranh đấu khốc liệt, cũng không tránh khỏi tình trạng bằng mặt không bằng lòng, chiến tích chính là con ngựa kéo chiếc xe quan chức phát triển nhanh nhất. Nhưng nếu vậy thì cũng phải bằng bản lĩnh của mình mà kéo các nhà đầu tư đến, cũng có thể bằng ánh mắt độc đáo khai phá các thị trường mới, nhưng không thể chỉ nghĩ cho một mình đạt được thắng lợi mà để cho những người khác đều bị thua thiệt, thậm chí còn âm thầm hạ độc thủ hãm hại người khác. Huống chi, trong con mắt của Khâu Tự Phong thì đường sơn thủy của Hạ Tưởng so với làng du lịch mới có tác dụng hơn hẳn cho sự phát triển của huyện An. Theo góc độ cá nhân của y mà suy xét thì dự án đường sơn thủy cũng có một phần chiến tích của y ở trong đó, còn trong dự án làng du lịch mới của Đặng Tuấn Kiệt và Phòng Ngọc Huy thì hiển nhiên bọn họ không chừa ra một phần nào cho y cả. So sánh những điều trên, cộng với việc đối nhân xử thế của Hạ Tưởng thì Khâu Tự Phong mới phát hiện ra rằng so với sự âm hiểm giả dối của Đặng Tuấn Kiệt và Phòng Ngọc Huy thì Hạ Tưởng bao giờ trong công tác cũng lấy công việc đặt lên trên hết, trong các xung đột mâu thuẫn không bao giờ dùng cách giải quyết là ra ám chiêu để hạ độc thủ. Chương 372, Hạ Tưởng thong dong ứng đối. Khâu Tự Phong rất rõ ràng việc lựa chọn của y là hợp tác với Hạ Tưởng, đây là sự lựa chọn sáng suốt. Nếu đi lại gần với đám người Phòng Ngọc Huy, với phương thức làm việc như vậy thì y cảm thấy rất xấu hổ. Đường đường là một thái tử đảng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dùng thủ pháp bỉ ổi như vậy để hãm hại người khác, đúng là loại bại hoại trong chốn quan trường. So với suy nghĩ tường tận của Khâu Tự Phong thì ý tưởng của Mai Hiểu Lâm đơn giản hơn nhiều. Cô nghĩ rằng, nếu trong sự vụ này có Phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt dính vào, tốt thôi, sau này sẽ động chân nhúng tay vào trong công tác của bọn họ, để bọn họ không thể sống khá giả được. Trong lòng hai người đều tức giận, vừa nghe thấy Hạ Tưởng trở về liền không hẹn mà gặp cùng đồng thời tiến đến, cũng không nghĩ tới việc cùng một lúc cả hai nhân vật số 1 và nhân vật số 2 cùng xuất hiện tại văn phòng của Phó Chủ tịch huyện thường trực thì sẽ để người ngoài suy nghĩ gì. Hạ Tưởng vừa thấy vẻ mặt của Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm thì hiểu là bọn họ đang lo lắng. Mặc kệ là như thế nào thì Đặng Tuấn Kiệt và Phòng Ngọc Huy trong chuyện này đã làm hết sức quá đáng, không để cho nhau chút mặt mũi nào. Nếu để cho bọn họ tự tung tự tác thì công tác trong huyện An sau này làm sao mà khai triển nổi. Hắn nghe xong lời nói của Khâu Tự Phong thì hơi trầm tư, làm việc nghĩa thì không thể chùn bước được. Vì thế hắn nói, công trình đường sơn thủy từ nay về sau sẽ để tôi phụ trách xử lý. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ ăn ở ngủ nghỉ tại công trường, quyết tâm bám trụ không rời công trường nửa bước, cho đến lúc giải quyết được vấn đề mất tích của người công nhân. Đảm bảo quá trình thi công về sau tuyệt đối an toàn thì mới thôi. Khâu Tự Phong gật gật đầu, trong lòng hiện lên tia áy náy. Không phải là y không nghĩ tới việc tự mình tới trấn thủ ở công trường,
cũng chẳng ngại phải làm công to việc lớn gì, chỉ cần giả vờ giả vịt là cũng được. Bí thư huyện ủy đích thân xông lên tuyến đầu, trấn thủ ở đó 3 ngày thì xem ai dám không coi trọng. Ai dám không có việc gì lại đến gây rối. Chỉ có điều y lo lắng là nếu chẳng may khi y vừa tới mà công trường lại xuất hiện ra sự cố mất an toàn nào đó, lúc này lãnh đạo cấp trên trách tội xuống thì tất cả các sai lầm từ trước đến nay của công trình này đều trở thành lỗi mà hắn phải gánh chịu. Xét cho đến cùng, đây là Khâu Tự Phong cảm thấy áy náy với việc mình không dám nhận việc chịu trách nhiệm. Hạ Tưởng vừa quay về, không chút do dự lại đề nghị xông lên tuyến đầu xung yếu nhất, người này mới đúng thật là làm việc thực sự, là phó chủ tịch huyện chân chính là vì dân mà làm việc. Phó chủ tịch huyện Hạ, cảm ơn cậu là một người bạn đáng phải kính trọng. Hai bàn tay Khâu Tự Phong nắm chặt lấy tay Hạ Tưởng, vẻ mặt hổ thẹn nói. Hạ Tưởng suy nghĩ cẩn thận tâm ý của Khâu Tự Phong, hắn xua tay nói. Bí thư không nên nói lời như vậy. Nếu tôi đã một lòng thúc đẩy việc triển khai dự án đường Sơn Thủy, vì dân chúng huyện An làm thông một con đường xuyên qua núi thì nhất định tôi sẽ là người gánh chịu trách nhiệm. Chúng ta làm quan, nếu chưa làm đúng trách nhiệm thì cũng phải là một người có lương tri. Mai Hiểu Lâm cũng cảm động, nói một cách kiên quyết. Phó chủ tịch huyện Hạ, cậu yên tâm, tôi và bí thư Khâu sẽ theo dõi sát sao nhất cử nhất động của phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt, không để cho bọn họ âm thầm tiếp tục quấy rối. Hạ Tưởng cười ha hả. Nếu âm thầm quấy rối thì sao họ lại để cho chúng ta phát giác? Dự án làng du lịch mới sẽ khởi công, công việc của bọn họ sẽ trở nên rất lu bù, làm sao còn có thời gian chú ý đến tình huống của đường Sơn Thủy nữa. Cái bọn họ muốn chính là đường Sơn Thủy phải dừng lại, còn làng du lịch mới sẽ được khởi công một cách hoành tráng, tạo ra sự đối lập để cho thành ủy xem. Nếu các ngài không tin, khi dự án làng du lịch mới khởi công, chắc chắn bọn họ sẽ phải mời lãnh đạo thành ủy đến cắt băng xây dựng. Mai Hiểu Lâm hiểu ý mỉm cười. Việc làng du lịch mới khởi công thì chúng ta cũng phải ủng hộ mạnh mẽ mới được, phải kiểm tra cẩn thận các yếu tố an toàn lao động trong thi công, nhìn xem chỗ nào còn khuyết thiếu không. Chỗ nào còn chưa hợp quy định, đã là công trình quan trọng vào dạng bậc nhất nên chúng ta cũng phải kiểm tra cẩn thận từng chỗ một mới được, có chút vấn đề gì phải lập tức chỉnh đốn và sửa chữa ngay. Khâu Tự Phong cũng nghe ra ngụ ý, không khỏi phải liếc mắt nhìn Mai Hiểu Lâm một cái. Y nghĩ thầm rằng một người bộc tuyệt như Mai Hiểu Lâm không ngờ cũng có lúc sâu sắc đến như vậy. Không ngờ lại học được bài vận dụng trí tuệ chính trị để đối phó với đối thủ. Cái gọi là kiểm tra một cách cẩn thận là xuất phát từ sự suy xét trên góc độ an toàn đưa lên thành điểm quan trọng nhất cũng tương ứng với việc xuất phát từ sự trân trọng dự án làng du lịch, bảo hộ lợi ích xuất phát điểm của nhà đầu tư, chiếu cố đến an toàn trên nhiều phương diện cho lãnh đạo thành ủy. Nếu Đặng Tuấn Kiệt và Phòng Ngọc Huy muốn cho rằng là do huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cố ý làm khó dễ với bọn họ, muốn tìm xương trong trứng thì cũng không có cửa để đối phó, chỉ có thể nói là quan niệm về an toàn này hơi khác biệt. Nhưng huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cũng có lý riêng, đây là do tiếp thu được kinh nghiệm từ dự án đường Sơn Thủy nên triển khai các biện pháp phòng ngừa các sự cố phát sinh. Sau khi 3 người đạt thành sự nhất trí, bắt đầu triển khai công việc. Sau khi Hạ Tưởng thu thập xong hành lý liền tới thẳng công trường. Sau khi đi đến trong công trường, việc đầu tiên Hạ Tưởng làm là tiếp xúc với người phụ trách của công trường là Hùng Hải Dương, yêu cầu tường thuật lại tỉ mỉ các tình huống mất tích của người công nhân kia. Văn phòng hiện trường được dựng ở phía dưới triền núi, bên trong có một cái giường, một cái bàn, điện thoại và một đống lớn hồ sơ tài liệu chất đống lộn xộn như núi thì gần như không còn gì khác. Khi Hạ Tưởng lại đây, Hùng Hải Dương nghe nói Phó Chủ tịch Thường trực huyện sẽ ở thường xuyên tại đây thì lập tức trở nên khẩn trương, bắt đầu hò hét yêu cầu công nhân nhanh chóng quét dọn lại phòng ở, xếp gọn lại đồ đạc sạch sẽ. Hạ Tưởng xua tay nói, không cần phải phiền toái như vậy. Tôi trước kia đã từng ở công trường qua rồi, biết nhà ở tại công trường là như thế nào rồi. Có chút lộn xộn có nghĩa lý gì, chỉ cần công tác làm tốt là được. Một câu nói này lập tức kéo Hùng Hải Dương xích gần lại hơn. Hùng Hải Dương vốn là người của huyện An, trước là một nông dân, sau đó đó đi nhận thầu công trình rồi buôn đi bán lại kiếm lời, từ từ cũng tích lũy được một số tài chính rồi thành lập một đội thi công chuyên sửa chữa cải tạo các đường nông thôn. Tuy rằng y không phải xuất thân là cán bộ kỹ thuật, nhưng đã làm đường nhiều năm nên cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm quý giá. Hạ Tưởng là người tốt nghiệp trường chuyên ngành xây dựng, hắn cũng biết trong ngành xây dựng thì các tri thức trong sách vở thường lạc hậu hơn so với kinh nghiệm thực tế. Một sinh viên mới tốt nghiệp khi tới làm việc tại công trường,
nếu nói về các kiến thức thực tế trong triển khai công việc thì còn không bằng một công nhân kỹ thuật đi làm khoảng 2 năm. Sở dĩ đường Sơn Thủy giao cho Hùng Hải Dương thi công là vì trong phương diện sửa đường thì y quả thật có chỗ hơn người. Hơn nữa, y đối nhân xử thế tốt, có lực ngưng tụ, giỏi về đoàn kết công nhân nên nhóm công nhân đều rất tôn trọng và nể phục y. Hạ Tường tin rằng trải qua việc kiến tạo, tu bổ đường Sơn Thủy thì Hùng Hải Dương cũng có thể thay ra đổi thịt, trở thành đội thi công đầu tiên của huyện An trưởng thành phát triển lớn mạnh vươn ra khỏi huyện. Đường Sơn Thủy mới được tu bổ không đến một cây em, hiện tại đang ở trong trạng thái bị dừng, các công nhân túm năm túm ba tụ lại một chỗ, đang nói chuyện phiếm với nhau, bàn luận về việc người công nhân bị mất tích. Người công nhân bị mất tích tên là Biện Kim Thụy, đã đi theo Hùng Hải Dương hơn 3 năm, năm nay đã 38 tuổi, đối nhân xử thế cũng rất cẩn thận, lá gan cũng bình thường, tật xấu là hay ra quán uống rượu, cũng không có bệnh tật gì, từ trước đến nay cũng không làm việc gì sai trái quá. Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, theo lời một công nhân ở cùng với y nói thì buổi tối Biện Kim Thụy ra ngoài để đi tiểu tiện, rồi chợt nghe thấy y kêu một tiếng sợ hãi. Sau đó lại truyền đến thanh âm ầm ầm như người bị ngã nhào. Mọi người vội chạy ra thì thấy bên cạnh khe suối có một gốc cây nhỏ ngã, có dấu chân của người, có lẽ là Biện Kim Thụy trượt chân ngã vào trong khe suối. Khe suối thì khá sâu, có rất nhiều đá, ngã xuống cũng khó có khả năng chết đuối được. Mọi người liền kiếm đèn để tìm kiếm trong khe suối, nhưng tìm cả đêm cũng không thấy. Ngày hôm sau, tất cả mọi người lại huy động nhau đi tìm kiếm một lần nữa. Rất lạ rằng nếu người còn sống thì phải thấy người, nếu chết thì phải thấy xác chứ. Sau đó người nhà của người công nhân kia đến gây rối. Hạ Tường nghe xong thì cảm thấy trong việc này có không ít điểm đáng ngờ. Đầu tiên là không ai nhìn thấy Biện Kim Thụy rơi xuống khe suối, tiếp theo hắn cũng đi thăm dò khe suối thì thấy khe suối cũng không phải quá sâu, địa hình cũng không quá phức tạp, cũng không thể giấu được người. Cuối cùng là trong khu vực này không có động vật hoang dã ăn thịt, không có khả năng bị dã thú ăn mất xác. Hạ Tường liền đoán có khả năng là Biện Kim Thụy không mất tích, mà là có người giấu đi, mục đích chính là muốn gây tiếng xấu cho công trình đường Sơn Thủy. Nhưng vấn đề là Biện Kim Thụy hiện tại đang ở đâu? Bên trong những công nhân này có người nào nội ứng hay không? Hùng Hải Dương có đáng tin tưởng không? Việc này không thể nóng vội, từ từ rồi mọi việc cũng đến, đầu tiên là hòa mình vào nhóm công nhân này đã. Từ từ rồi thu thập tin tức từ những người này. Làm cho Hạ Tưởng không nghĩ đến là hắn vừa tới công trường thì ngày hôm sau Cao Lão và mấy chuyên gia của viện thiết kế cũng đi tới công trường. Cả đời Cao Lão chìm đắm trong ngành thiết kế nên đối với công trình đường Sơn Thủy đi xuyên qua rất nhiều địa hình dãy núi phức tạp cũng cảm thấy hứng thú. Những chuyên gia của viện thiết kế thì cũng muốn mượn cơ hội nghiên cứu một chút địa chất của dãy Thái Hành Sơn, nên tất cả mọi người cùng rủ nhau đến công trường giúp vui. Hạ Tưởng đối với nhóm người Cao Lão tới thì cực kỳ hoan nghênh. Hơn nữa, Cao Lão không hổ là người từng trải, chỉ trong chốc lát sau đã hòa mình vào nhóm công nhân, cười cười nói, so với những chuyên gia của viện thiết kế thì mạnh hơn không ít. Trong phương diện thu hút, hấp dẫn người khác thì Hạ Tưởng cảm thấy không thể so sánh được với Cao Lão. Trong thời gian Hạ Tưởng đang từ từ làm quen với nhóm công nhân thì cũng trong thời điểm này, quan hệ giữa Khâu Tự Phong và Phòng Ngọc Huy ngày càng phức tạp. Khâu Tự Phong đích thân tới hiện trường dự án làng du lịch, tự mình kiểm tra các biện pháp an toàn lao động. Tuy rằng Khâu Tự Phong không hiểu lắm về trình tự thi công, nhưng bên người y lại có Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị Sư Hiểu Hà là người có lĩnh vực trong chuyên môn này, thuộc lòng các quy định thi công tại công trường như cháo chảy. Cô ta là người thân tín của Khâu Tự Phong, tất nhiên cô hiểu được tâm tư của Bí Thư Khâu, vì thế đối với những điểm nghi vấn đều bắt bẻ. Thiếu chút nữa là xem như dự án này không có sự chuẩn bị gì về an toàn lao động. Điều này làm cho Đặng Tuấn Kiệt nổi giận lôi đình, tuyên bố rằng Bất Động Sản Cát Thành là công ty lớn số 1 số 2 của thành phố Yến, luôn nghiêm ngặt trong việc an toàn lao động, luôn luôn vượt qua được các loại kiểm tra. Đây là do Sư Hiểu Hà không hiểu gì về thi công trong công trường cả, không phải là người trong nghề. Sư Hiểu Hà bị Đặng Tuấn Kiệt phản bác ngay trước mặt, đương nhiên là cô không thể nhịn được, bất mãn nói. Phó Chủ tịch huyện Đặng nói tôi là người ngoài ngành, nếu vậy thì các kỹ sư xây dựng trong cả nước này đều là người ngoài ngành. Chẳng lẽ Phó Chủ tịch huyện Đặng cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, là công trình sư cao cấp? Đặng Tuấn Kiệt không nghĩ tới người có vẻ mặt ôn hòa như Sư Hiểu Hà lại ăn nói khắc nghiệt đến kinh người như vậy, tức giận đến run người lên, phẩy tay áo bỏ đi. Lần đầu tiên Khâu Tự Phong thấy không có chút nào tức giận, ngược lại trong lòng lại mơ hồ có sự cao hứng.
làm cho người khác phải tức giận bỏ đi mà mình không hề bực bội chút nào, đúng thật là mình cũng đã có biểu hiện của sự thành thục. Tiếp theo Mai Hiểu Lâm lại tới hiện trường của làng du lịch, phát biểu mấy câu yêu cầu phải từ sự cố của đường Sơn Thủy mà rút ra những kinh nghiệm quý báu, yêu cầu phải làm tốt công tác kiểm tra an toàn lao động, không thể có sơ sẩy, nếu chỉ cần xảy ra một vấn đề mất an toàn dù là nhỏ nhất thì bất kể là ai cũng sẽ truy cứu, nếu cần thiết sẽ bãi miễn chức vụ ngay lập tức. Lời phát biểu của Mai Hiểu Lâm rất nghiêm khắc, cô và Khâu Tự Phong một trước một sau nhìn chằm chằm vào dự án làng du lịch, liên tục yêu cầu kiểm tra các vấn đề về an toàn phương tiện, lại còn muốn mọi người lập một bản cam kết, trong đó nêu ra nếu ai để xảy ra vấn đề gì thì sẽ hỏi tội người đó. Mọi người đều rất lo lắng và đề phòng, tất cả đều sợ cái gậy lớn này lại giáng vào trên đầu mình. Dự án làng du lịch mới lập tức lâm vào tình trạng trì trệ, tạm dừng. Phòng Ngọc Huy giận tím mặt, trong phòng làm việc còn ầm ĩ với Đặng Tuấn Kiệt một trận. Tuấn Kiệt, không phải tôi muốn nói nhưng cậu nghĩ thế nào lại lạm dụng thủ đoạn như vậy? Cậu đã giấu biện Kim Thụy thì cũng chỉ nhất thời, có thể giấu được cả đời không? Cậu làm như vậy làm cho dự án đường Sơn Thủy lâm vào tình trạng bị dừng, bây giờ thì tốt rồi, người ta trả thù, cũng tự yếu tố an toàn làm chúng ta đối phó rất mệt mỏi. Điều này không phải là đem tảng đá ném vào chân mình sao? Điều làm phòng Ngọc Huy tức giận nhất chính là sự kiện biện Kim Thụy là do một tay Đặng Tuấn Kiệt bày ra, trên cơ bản là Đặng Tuấn Kiệt cũng không thương lượng với y mà tự quyết định, do đó mới đưa đến tình trạng bị động như bây giờ. Cho dù cấp trên có can thiệp mạnh như thế nào thì trong huyện An này, nếu bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đã bắt tay với nhau thì bí thư thành ủy cũng không thể can thiệp được, cũng không thể phủ định được cách làm tại huyện An này. Cấp trên can thiệp vào việc đảng chính của cấp dưới là điều tối kỵ trong quan trường. Hơn nữa, Phòng Ngọc Huy cũng cảm thấy nếu hội nghị thường vụ đã quyết định như vậy, đã hình thành kết cục mà lại đưa tay phía sau lưng làm loạn lên thì sẽ rối loạn các quy củ. Nếu sau lưng ai cũng làm sằng bậy, ai nấy cũng ngày nào thầm suy tính việc trả đũa thì làm sao còn làm được việc. Trong chốn quan trường, tốt nhất là lấy dương mưu làm chính, âm mưu chỉ có thể dùng một phần nhỏ, cố gắng càng giảm thiểu được thì càng hay. Tất cả đều phải dựa vào thực lực của mình mà nói chuyện, cũng là lưu lại một con đường, để sau này còn có lúc gặp lại nhau. Đặng Tuấn Kiệt thì hay rồi, không ngờ nghĩ ra kỹ xảo nhỏ vụ oan giá họa cho người khác, làm cho Hạ Tưởng tức giận. Bây giờ thì tốt rồi, vốn đang có hiềm khích với bí thư Khâu và chủ tịch huyện Mai, bây giờ mấy người này đã đồng tâm hiệp lực để đối phó mỗi mình, cho dù mình ở hội nghị thường vụ chiếm được đa số phiếu, nhưng bí thư và chủ tịch huyện hợp lại với nhau thì cũng thua. Trước kia Phòng Ngọc Huy dám ở hội nghị thường vụ lấy đa số để dồn ép số ít chính là đánh cuộc việc Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm bất hòa với nhau. Cả huyện An này ai không biết bí thư và chủ tịch huyện trước đó từng có đoạn thời gian khúc mắc. Bây giờ thì tốt rồi, chủ ý ngu xuẩn của Đặng Tuấn Kiệt đưa ra không làm tăng thêm hiềm khích giữa hai người mà ngược lại, lại kết hợp hai người lại. Việc như thế làm sao trong lòng y không tức giận. Tuy rằng về mặt ngoài thì Hạ Tưởng đã đi đến hiện trường thi công đường Sơn Thủy, nhưng ai mà chẳng biết hắn có lực ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế nào với Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm. Trước khi hắn trở lại thì dường như bí thư Khâu và chủ tịch huyện Mai bó tay không có biện pháp nào, thế mà Hạ Tưởng vừa quay về thì hai người liền hăng hái phản kích, với chiêu số sắc bén chí mạng, chỉ trong phút chốc đã đánh trúng điểm yếu của làng du lịch mới. Không phải Hạ Tưởng là người có chủ ý thì là ai? Nhân vật số 1, số 2 đều đã xuất chiêu thì phía dưới có ai dám lớn tiếng nói chuyện? Huống chi lại còn có một phó chủ tịch thường trực huyện, một phó bí thư chuyên trách nữa, có thể nói là đã tổ hợp được 4 người có quyền lực lớn nhất, chỉ sợ không chịu được mấy chiêu thì liên minh của mình sẽ tan rã trong nguy hiểm. Bí thư và phó bí thư nắm chặt trong tay quyền về nhân sự, chủ tịch huyện và phó chủ tịch thường trực huyện khống chế được đại cục của bộ máy ủy ban, một mình thì làm sao dậy sóng được. Đặng Tuấn Kiệt đúng là đầu óc ngốc nghếch. Đáng ra trong tình huống hiện tại thì điều thích hợp nhất làm chính là vùi đầu vào phát triển, có chiến tích đã rồi nói sau. Khi có chiến tích rồi, lợi dụng mối bất hòa giữa Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm để đẩy cao mâu thuẫn lên, cùng với số đông trong hội nghị thường vụ thì mới có thể từ từ nắm giữ quyền chủ động. Thế mà bây giờ, Đặng Tuấn Kiệt đúng là thông minh, lại làm ra hạ sách làm cho mấy người này lại liên hợp lại với nhau một cách mật thiết. Sự tức giận trong lòng Phòng Ngọc Huy dường như muốn phát cuồng lên. Nhưng y còn muốn lợi dụng sự bốc đồng và lỗ mãng của Đặng Tuấn Kiệt để đối phó với Hạ Tưởng, để chọc giận Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, làm cho trận tuyến của những người này tự loạn. Vì thế,
lời nói của y mới không quá khó nghe đến như vậy. Mà còn việc này nữa, tôi cũng không rõ tại sao cậu lại bất mãn Hạ Tưởng lớn đến như vậy. Giọng điệu của Phòng Ngọc Huy đã dịu đi được một ít. Đúng vậy, ngay cả Phòng Ngọc Huy cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao Đặng Tuấn Kiệt trước kia là một người khiêm tốn, thế mà khi được vào hội nghị thường vụ liền tỏa ra khí thế kinh người đến thế, mọi chốn mọi nơi đều nhằm mũi dùi vào Hạ Tưởng, giống như y và Hạ Tưởng có mối thâm thù đại hận gì đó. Mà rõ ràng dường như trước kia Đặng Tuấn Kiệt và Hạ Tưởng không có gì quan hệ sâu sắc. Chẳng lẽ là y chói mắt với hào quang của Hạ Tưởng mà sinh ra sự đố kỵ? Trên mặt Đặng Tuấn Kiệt hiện lên một vẻ tức giận, y hít sâu mấy hơi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại rồi nói. Hạ Tưởng hại chết Lệ Triều Sinh, tôi và gã không đội trời chung với nhau. Chương 373, có việc lớn xảy ra. Đặng Tuấn Kiệt và Lệ Triều Sinh giao tình với nhau rất tâm đầu ý hợp. Lệ Triều Sinh đối với Đặng Tuấn Kiệt đã từng có ơn, từng giúp y hơn 100.000 tệ để y cứu chữa bệnh cho mẹ của mình. Đặng Tuấn Kiệt đối với Lệ Triều Sinh vô cùng cảm kích, nhưng bởi vì duyên cớ là Hạ Tưởng mà Lệ Triều Sinh mới bị xét xử. Trước kia, y không có quyền gì lên tiếng nên đành phải nén giận, bây giờ thì đã được vào hội nghị thường vụ, đã có tư cách nói chuyện với Hạ Tưởng nên liền lập tức nhảy ra, liên tục đối đầu với Hạ Tưởng. Phòng Ngọc Huy thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Trong chốn quan trường, tuy rằng trong công tác không thể tránh khỏi việc yêu người này ghét người kia, nhưng trong các vấn đề lớn thì phải kiên trì nguyên tắc làm việc, nếu không sẽ rất dễ dàng bị thảm bại. Đặng Tuấn Kiệt này chẳng phân biệt được đâu là việc công, đâu là việc tư, đây là một sai lầm chủ quan quá nghiêm trọng. Ngẫm nghĩ một chút, y cũng muốn nhắc nhở một tí, vì thế liền nói. Nếu bất mãn với Hạ Tưởng thì cũng phải suy nghĩ cẩn trọng, không thể lấy đường sơn thủy để làm nơi trút giận. Nếu sự việc không tốt thì ngay cả người mình cũng bị liên lụy vào. Đặng Tuấn Kiệt cũng không nghe lời khuyên bảo của Phòng Ngọc Huy, y cười ha hả nói. Kế hoạch của tôi cực kỳ chu đáo, chặt chẽ. Không phải là Hạ Tưởng tự mình đi tới hiện trường để trấn thủ sao? Cũng tốt, tôi cũng muốn nhìn, nếu thời điểm gã đang ở hiện trường mà xảy ra sự cố an toàn nghiêm trọng thì một phó chủ tịch thường trực huyện lại là người phụ trách chính công trình này như gã xem thử có phải tự nhận lỗi mà từ chức hay không? Trong lòng Phòng Ngọc Huy cả kinh, đang muốn mở miệng khuyên Đặng Tuấn Kiệt ngàn vạn lần không nên để chuyện gì xảy ra nữa, nếu không sự tình phát triển lớn lên thì kết quả cuối cùng lại mất nhiều hơn được. Bỗng nhiên, y lại nghĩ lại, Hạ Tưởng mà có chuyện gì xảy ra thì cũng đều là do một tay Đặng Tuấn Kiệt bày ra sau lưng cả, chẳng có quan hệ gì tới mình. Nếu Đặng Tuấn Kiệt mà hạ bệ được Hạ Tưởng, cho dù y cũng bị liên lụy vào, cùng rơi đài với Hạ Tưởng thì một mũi tên lại được hai đích, đây cũng là chuyện tốt. Đặng Tuấn Kiệt này xuống đài cũng tốt, dù sao cũng không tổn thất gì bản thân mình cả. Phòng Ngọc Huy liền quyết định như vậy, mỉm cười nói. Tuấn Kiệt, hãy nghe tôi khuyên một câu, tất cả mọi việc nên lấy sự ổn thỏa làm chính, không cần phải làm ra chuyện gì lớn đâu. Xảy ra vấn đề, cả hai người chúng ta đều kham không được. Ánh mắt Đặng Tuấn Kiệt nhìn Phòng Ngọc Huy vài lần với vẻ phức tạp, nhẹ giọng, hừ. Lên một tiếng. Tất cả sự việc là đều do một mình tôi làm, sẽ không liên lụy tới phó chủ tịch huyện Phòng đâu. Phòng Ngọc Huy vội vàng xoa dịu sự oán giận của Đặng Tuấn Kiệt, bảo y là quá khách khí, nhưng trong lòng thì lại nghĩ nếu chẳng may có sự tình gì xảy ra thì tự mày lo đi mà giải quyết. Hạ Tưởng ở tại công trường cũng đã được một tuần. Mọi quá trình sinh hoạt của hắn cũng tại công trường này cả, cũng không thể hiện ra gì mình là một phó chủ tịch huyện, với công nhân cười nói suốt ngày. Thậm chí còn khai thác một ít các sự kiện không ảnh hưởng tới toàn cục mà chế giễu, rất nhanh chóng được tất cả các công nhân tín nhiệm. Tất cả mọi công nhân đều thích vị phó chủ tịch huyện trẻ tuổi này, bởi vì anh ta chẳng những rất có chuyên môn trong việc làm đường, chưa bao giờ đưa ra các lệnh chỉ huy mù quáng, khi có điều gì khúc mắc còn đề nghị mọi người cùng góp ý, gặp những lúc quan điểm có tranh chấp thì anh ta luôn dùng giọng điệu mềm mỏng, thương lượng để tất cả mọi người cùng thảo luận bình đẳng với nhau. Nói tóm lại, Hạ Tưởng đã làm cho bọn họ cảm thấy đây là một người rất giỏi chuyên môn nhưng lại có một thái độ rất thân thiết với mọi người. So sánh với Hạ Tưởng thì Cao Lão và nhóm chuyên gia cũng để lại ấn tượng tốt với những người công nhân này. Với sự cầm đầu của Cao Lão, những chuyên gia khi gặp các công nhân này thì đều gọi bọn họ là sư phụ, lúc có vấn đề gì đó họ còn lấy giọng điệu xin thỉnh giáo, bàn bạc với các công nhân. Điều này chưa bao giờ từng gặp ở các chuyên gia của tỉnh trước đây. Mỗi người công nhân đều thấy được sủng ái quá mà lo sợ, cảm nhận càng rõ câu cách ngôn, làm quan càng lớn thì tâm càng rộng,
lại càng bình dị và gần gũi. Cao lão tập trung vào trong các vấn đề kỹ thuật, Hạ Tưởng thì lại lần mò các tình huống trong công nhân. Một tuần trôi qua, Hạ Tưởng cũng đã thu thập được khoảng 8, 9 phần 10 tình tiết trong sự kiện mất tích của Biện Kim Thủy. Buổi tối ngày nọ, Hạ Tưởng gọi Hùng Hải Dương đến cùng đi tản bộ. Khi đi đến khe suối, Hạ Tưởng dùng lời lẽ chân thành, tình ý sâu xa nói. Lão Hùng, anh có biết vì sao tôi lại giao công trình này cho anh không? Vẻ mặt Hùng Hải Dương cảm kích, liên tục lắc đầu. Tôi không biết, tuy nhiên cả đời tôi sẽ nhớ kỹ việc tốt này của Phó Chủ tịch huyện Hạ. Không cần phải ghi nhớ gì cả, tôi chỉ hy vọng anh có thể nhận biết được tình thế trước mắt. Có người cố ý không muốn chúng ta làm đường, hiện tại thì công trình đã phải dừng lại vì chưa đưa ra được kết luận với vụ việc mất tích của người công nhân kia, anh có nguyện ý để sự việc này tiếp tục diễn ra nữa không? Lão Hùng, tôi là có tâm ý muốn vun sới anh để xí nghiệp của anh có thể trở thành đơn vị chuyên nghiệp trong huyện An Ta về ngành xây dựng đường xá. Anh có cảm nhận được ý tứ này không thì tôi cũng không quan tâm, tuy nhiên anh phải vì chính tiền đồ của mình mà suy nghĩ, không nên buông tha cơ hội đang ở trong tay như vậy. Hùng Hải Dương nghe thấy lời nói Hạ Tưởng có hàm ý khác, hổ thẹn phải cúi đầu. Thông qua một thời gian tiếp xúc, Hùng Hải Dương cũng hiểu cách đối nhân xử thế của Phó Chủ tịch huyện Hạ. Với sự chân tình của Phó Chủ tịch huyện Hạ đã nhiều lúc làm y phải rơi nước mắt, đồng thời trong nội tâm cũng tự trách mình. Bây giờ y mới biết ai mới là vị quan thật sự một lòng vì dân chúng, ai mới chân chính vì dân phục vụ. Hạ Tưởng vỗ vỗ bả vai Hùng Hải Dương, cũng không ép y. Chính anh phải tự suy ngẫm lại, chọn ra con đường của mình, tôi không cưỡng ép anh, con đường xuyên núi thông với hai huyện cũng là một khối đá thử vàng đối với anh đó. Hạ Tưởng xoay người bước đi. Chưa bước qua hai bước thì nghe thấy phía sau một tiếng, bịch, Hùng Hải Dương quỳ rạp xuống đất, khóc giống lên, nước mắt nước mũi giàn giụa. Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi rất xin lỗi ngài. Tôi cũng không phải là cái dạng này nọ nhưng tôi đã phụ sự kỳ vọng của ngài, tôi. Không xứng là một người đàn ông nữa. Hạ Tưởng xoay người, tới nâng Hùng Hải Dương dậy, mỉm cười vẻ vui mừng. Biết sai mà sửa là đồng chí tốt, thôi, đến văn phòng rồi nói chuyện. Đem hết các chuyện đã xảy ra kể cho tôi. Biện Kim Thủy vốn là thợ mỏ cũ của Lệ Triều Sinh, sau khi các mỏ tư nhân khai thác trái phép bị kiểm soát, bởi vì kỹ thuật của y không tốt nên bị trả về nhà. Bởi vậy y luôn giận cá chém thớt, cho rằng Hạ Tưởng đã cắt đứt con đường sinh nhai của y. Sau đó, Biện Kim Thủy đi theo Hùng Hải Dương, bởi vì vợ của hai người bọn họ là chị em với nhau. Tuy không phải là chị em ruột nhưng quan hệ cũng rất gần nên vì thế Biện Kim Thụy mới tìm đến Hùng Hải Dương, hy vọng có công ăn việc làm. Hùng Hải Dương rất nhanh chóng đồng ý, để cho y theo, trở thành công nhân của mình. Công trình đường Sơn Thủy sau khi triển khai được một thời gian không lâu thì một ngày nọ Biện Kim Thụy thần thần bí bí tới gặp Hùng Hải Dương, nói là y có một cách phát tài rất tốt, muốn Hùng Hải Dương phối hợp với y một chút. Hùng Hải Dương nghe xong việc này thì gần như muốn điên lên. Bởi vì Biện Kim Thụy muốn lừa người khác là mình đã chết để kiếm tiền. Đương nhiên là Hùng Hải Dương không chịu, Biện Kim Thụy không ngừng thuyết phục, cuối cùng tiết lộ là sự việc này đã được Đặng Tuấn Kiệt tán thành. Đặng Tuấn Kiệt còn bảo thêm sau này ngoài công trình đường Sơn Thủy ra thì đoạn đường dài gần 20 km của dự án làng du lịch mới cũng sẽ giao cho Hùng Hải Dương. Hơn nữa, Đặng Tuấn Kiệt còn hứa hẹn sẽ tìm giúp cho Hùng Hải Dương một số công trình lớn ở thành phố. Cam đoan là trong vòng vài năm thì Hùng Hải Dương sẽ trở thành một công ty lớn của tỉnh Yên. Vốn Hùng Hải Dương kiên quyết phản đối việc giả chết của Biện Kim Thụy, bởi vì sự cố an toàn này chắc chắn sẽ mang tới ảnh hưởng bất lợi trên toàn bộ các mặt với công trình đường Sơn Thủy, nhưng y không chịu nổi sự năn nỉ và chèo kéo hàng ngày của Biện Kim Thụy, mà vợ của Biện Kim Thụy còn gọi điện cho vợ của Hùng Hải Dương, thậm chí còn nói cho Hùng Hải Dương biết nếu y không nghe lời thì cho dù công trình hoàn thành cũng không lấy được tiền. Bởi vì Đặng Tuấn Kiệt phụ trách mảng tài chính, quyền to chức trọng. Nếu y không phê duyệt thì Hùng Hải Dương cũng đừng mơ lấy một phân tiền nào cả. Đặng Tuấn Kiệt là người tại huyện An, nhà y cũng có một thế lực nhất định tại huyện An này, lại thêm có Biện Kim Thụy lấy tình thân chèo kéo, hai người ở hai bên vừa cưỡng bức, vừa dụ dỗ y, rơi vào đường cùng nên Hùng Hải Dương đành phải tiếp nhận kế sách của Biện Kim Thụy. Kết quả sau khi sự việc diễn ra thì Hùng Hải Dương mới té ngửa ra. Đúng là huyện cũng trích ra một phần tài chính để trấn an người nhà của Biện Kim Thụy nhưng công trình đường Sơn Thủy lại bị yêu cầu dừng lại. Hơn nữa, lại có người xung quanh đồn thổi nói là trong các hang động của núi có quỷ, lại có người nhà Biện Kim Thụy tổ chức đến huyện ủy gây rối. Rốt cuộc,
Hùng Hải Dương nhận ra mình bị người khác lợi dụng. Nhưng Hùng Hải Dương lại không dám nói ra chân tướng, y cho rằng từ xưa tới nay thì đám quan lại thường bao che cho nhau. Hơn nữa, y cũng không biết trong sự kiện này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nên đành phải bấm bụng im lặng, nuốt ở trong lòng, có nỗi khổ mà không nói lên lời. Hơn nữa, trong sự việc của Biện Kim Thụy thì y cũng đóng vai trò một người đồng lõa ở trong đó. Sau khi biết được toàn bộ chân tướng sự việc, Hạ Tưởng trầm mặc một lát, thấy vẻ mặt sợ hãi của Hùng Hải Dương nên hắn an ủi. Sự việc này từ đầu tới cuối anh không phạm cái gì quá sai, nhưng là có lá gan quá nhỏ. Tôi nguyện ý bị trừng phạt, tôi nguyện ý bị trừng phạt. Hùng Hải Dương liên tục nói. Nửa đêm nay triệu tập toàn bộ công nhân lại cùng với anh đi đến cái hang núi kia để bài trừ tất cả những lời đồn đại về ma quỷ. Hạ Tưởng nói như đinh đóng cột. Lập công chuộc tội thì sẽ không bị truy cứu đến trách nhiệm của việc trước kia. Hùng Hải Dương cảm kích nói không ra lời. Còn một việc cuối cùng nữa, hiện tại Biện Kim Thụy đang ở đâu? Y trốn ở huyện cảnh, nhưng tôi không biết cụ thể địa chỉ. Thời khắc phản kích đã tới rồi, đột nhiên Hạ Tưởng thấy bầu trời như được vén đi đám mây đen tối, hắn ra lệnh. Lão Hùng, bây giờ anh triệu tập tất cả mọi người đi đến hang núi kia để xem thử có ma quỷ ở đó không? Hùng Hải Dương không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài hạ lệnh. Sở dĩ Hạ Tưởng vội vã bảo y lập tức triệu tập toàn thể công nhân cũng là vì không muốn để lộ tin tức các bước tiếp theo ra bên ngoài. Việc đưa tất cả các công nhân đi đến hang núi kia để bài trừ câu chuyện về ma quỷ sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, không cho bọn họ có cơ hội thông tin tới Biện Kim Thụy. Hạ Tưởng có lý do để tin rằng bên trong nhóm công nhân này còn có cơ sở ngầm của Biện Kim Thụy, có tình huống dị thường nào sẽ mật báo cho y ngay. Mà những người công nhân này lại hiền lành thật thà, cũng không suy xét sâu xa, vì thế có khi không để ý mà mù quáng gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Nghe thấy bên ngoài có náo nhiệt, Cao Lão và nhóm chuyên gia cũng bước ra khỏi phòng đi ra bên ngoài. Là những người kiên định với thuyết vô thần, nhóm người của Cao Lão liền xung phong nhận việc hộ tống Hùng Hải Dương đi vào bên trong hang núi. Hạ Tưởng khuyên mãi mà cũng không ngăn cản được. Tuy nhiên, Cao Lão và các chuyên gia này đã làm gương cho các công nhân, làm khơi dậy tâm huyết của mọi người. Vì thế tất cả nhóm công nhân đều yêu cầu cùng nhau đi vào trong hang núi. Trong khoảng thời gian này, tình cảm mọi người dường như gắn kết lại với nhau, đoàn kết, keo son hơn. Hạ Tưởng thấy thời cơ chín muồi như vậy thì cảm thấy rất mừng rỡ. Thật ra, buổi ngày hắn đã tới hang núi này rồi, ngoại trừ một đống đá lộn xộn ra thì không có cái gì khác nguy hiểm cả. Có Cao Lão ở đó, ngược lại làm cho nhóm công nhân an tâm thêm để xem náo nhiệt. Thừa cơ hội. Hắn liền rời khỏi đám người, tìm chỗ vắng vẻ gọi điện thoại cho Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong vốn đã ngủ, nghe thấy Hạ Tưởng báo cáo tình huống xảy ra thì lập tức cơn buồn ngủ biến mất toàn bộ, hưng phấn nói. Ngay lập tức tôi sẽ sắp xếp người đi tới huyện cảnh để bắt Biện Kim Thụy, cậu phụ trách việc trấn an tốt nhóm công nhân là được. Chỉ cần bắt được Biện Kim Thụy về quy án thì cũng là lúc khôi phục lại việc thi công công trình này. Tôi sẽ thông báo cho bên huyện cảnh, để huyện cảnh cử người giúp. Đỡ việc Biện Kim Thụy nghe được phong thanh tin rồi bỏ trốn. Huyện cảnh có Giang Thiên ở đó, yêu cầu huyện cảnh bố trí cảnh sát bắt Biện Kim Thụy chỉ là một việc nhỏ. Khâu Tự Phong đối với việc Hạ Tưởng vừa xuất kích đã giải quyết được vấn đề thì trong lòng rất kinh ngạc với bản lĩnh của Hạ Tưởng, đối với việc Hạ Tưởng đồng ý chịu khổ để hòa mình cùng với nhóm công nhân thì rất khâm phục. Lập tức, y liền đứng dậy khỏi giường gọi điện thoại luôn cho Kỳ Khải Đông. Kỳ Khải Đông sau khi tiếp nhận được mệnh lệnh liền lập tức sắp xếp người chạy suốt đêm tới huyện cảnh, người dẫn đầu chính là Trịnh Thiếu Phong. Sau khi tất cả mọi người đi đến hang núi để bài trừ chuyện ma quỷ đã xong, nhóm công nhân đều quay về nghỉ ngơi nhưng Hạ Tưởng không lòng dạ nào để ngủ được, chỉ mong trời mau sáng. Hạ Tưởng đang mơ màng thì bỗng nhiên nghe thấy điện thoại gọi đến, trong điện thoại nghe thanh âm hưng phấn của Khâu Tự Phong. Phó Chủ tịch huyện Hạ, người đã bắt được rồi. Hạ Tưởng mừng rỡ, nhìn ra ngoài trời thì cũng đã sáng, cũng đã đến thời điểm để ra mặt phản kích. Tin tức Biện Kim Thụy bị bắt đã đến tai Đặng Tuấn Kiệt đầu tiên, sau khi nghe xong y quá sợ hãi, vội vàng tìm đến phòng Ngọc Huy để thương lượng đối sách. Sau khi phòng Ngọc Huy nghe xong, nửa ngày không nói được câu gì, cuối cùng chỉ nói được một câu. Tôi cũng bất lực, Tuấn Kiệt, cậu nên tự cầu phúc cho chính mình đi. Tiếp theo, phòng Ngọc Huy báo cáo tình huống cho Đàm Long. Đàm Long cũng chỉ nói một câu với phòng Ngọc Huy. Từ đầu tới cuối cậu không biết việc gì xảy ra cả.
Điều này cũng giống như suy nghĩ của Phòng Ngọc Huy, Đàm Long đã quyết tâm phải vứt bỏ quân cờ Đặng Tuấn Kiệt này đi. Sau quá trình thẩm vấn, Biện Kim Thụy phải khai báo toàn bộ sự tình đã diễn ra. Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, hai người tập hợp tất cả các chứng cứ lại thành tài liệu, trực tiếp mang lên báo cáo thành ủy. Từ đầu tới cuối thì Hạ Tưởng đều ở công trường, không lộ diện ra. Hắn biết ở thành phố có Lý Đình Sơn và Trần Phong, rất nhiều sự tình không cần hắn phải quan tâm đến. Hiện tại hắn chỉ một lòng quan tâm đến công trình, tranh thủ đoạn thời gian này để tìm cách kéo lại tiến độ công trình đã bị mất đi. Nửa ngày sau Hạ Tưởng đã nhận được lệnh cho phép công trình được tiếp tục thi công. Dưới sự chỉ huy của Hạ Tưởng thì ý chí chiến đấu của Hùng Hải Dương tăng vọt, phát biểu lời kêu gọi mọi người cùng gắng sức thực hiện. Trong khoảng thời gian này, tinh thần của nhóm công nhân đều tăng lên, toàn tâm toàn ý vào thực hiện các công việc được giao. Nhóm người cao lão cũng cực kỳ cao hứng, đợi cả một tuần, rốt cuộc cũng có thể chính mắt nhìn thấy quá trình thi công đào đường xuyên núi, nội tâm ai nấy cũng rất kích động. Hạ Tưởng đích thân tới vị trí thi công, tự mình chỉ huy. Điều này tạo ra sự ủng hộ thật lớn cho các công nhân, lòng nhiệt tình ai nấy cũng tăng vọt, chỉ làm nửa ngày mà khối lượng công việc bằng một ngày làm việc bình thường. Đối lập với khí thế ngất trời của công trường thì tại hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Yến không khí rất nghiêm trọng, gần như không chỉ hoãn liền thông qua quyết định xử lý Đặng Tuấn Kiệt. Ngoại trừ Đàm Long nói một câu, đảng và quốc gia bồi dưỡng ra một cán bộ cũng không dễ dàng, nên phải cẩn trọng trong quá trình xử lý, thì cũng chỉ có Phó Thị trưởng Hà Giang Hoa nói mấy câu tốt về Đặng Tuấn Kiệt mà thôi. Ngay cả Trần Ngọc Long, là người có quan hệ cực kỳ tốt với Đàm Long cũng không nói thêm câu nào, đối với sự việc của Đặng Tuấn Kiệt thì không có bình luận phát biểu gì cả. Đối với những gì Đặng Tuấn Kiệt thực hiện thì có thể nói đều làm cho tất cả các ủy viên thường vụ ở đây đều rất bất mãn. Các chuyện âm mưu quỷ kế trong chốn quan trường thì đều là chuyện bình thường, nhưng Đặng Tuấn Kiệt này làm rất quá đáng, lại là cố tình gây sự. Nếu quả thật bản thân Hạ Tưởng có cái gì đó đen tối mà Đặng Tuấn Kiệt dùng một số thủ đoạn để soi sáng ra thì cũng không nghiêm trọng, nhưng người khác vốn không sao cả mà y lại cố ý vu oan để hãm hại, tình tiết này đúng không thể chấp nhận được. Cuối cùng, hội nghị thường vụ đã nhất trí thông qua kết luận kỷ luật về mặt hành chính với Đặng Tuấn Kiệt. Việc kỷ luật này sẽ được viết vào trong hồ sơ, một khi đã lưu giữ trong hồ sơ, trên cơ bản chẳng khác nào kết thúc về sinh mạng chính trị. Về sau, con đường của làm quan Đặng Tuấn Kiệt xem như là hết, chỉ trừ có kỳ tích phát sinh, nếu không trên cơ bản xem như dừng lại ở cấp cục này. Mặc dù Đàm Long có tâm tình rất phức tạp nhưng cũng phải gật đầu tán thành. Y hiểu được, ở trong các vấn đề mà đã phân rõ việc trái phải, nếu y trần trừ thì sẽ để lại các lời đồn đãi, thị phi về y, bảo rằng y không phân biệt được thế nào là trái hoặc là phải, sau này muốn hợp tác với người khác thì rất khó. Tại huyện An, Khâu Tự Phong đại biểu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đọc kết quả xử lý của thành ủy cho Đặng Tuấn Kiệt, tạm thời cách chức y trong thời gian một tuần để suy nghĩ lại. Vẻ mặt Đặng Tuấn Kiệt xám trắng, hai mắt vô thần, môi run run, một nửa ngày sau mới nói ra được một câu. Tôi phục tùng quyết định của tổ chức. Khâu Tự Phong đối với việc Đặng Tuấn Kiệt bị thất bại thì cũng không suy nghĩ nhiều, giả vờ an ủi vài câu rồi xoay lưng rời đi. Lúc này thì Liên Nhược Hạm cũng bay về tới tỉnh Yến. Bởi vì Hạ Tưởng đang rất bận rộn ở huyện An nên hắn không thể tự mình đi tới sân bay để đón cô. Cũng may Liên Nhược Hạm đối với hắn một lòng chuyên tâm vào việc sửa đường cũng lý giải được, nên một câu oán giận cũng không nói ra. Liên Nhược Hạm vừa về liền đầu nhập vào trong công tác của mình bởi vì thành phố đã đệ trình kiến nghị di rời nhà máy thép và nhà máy dược, tập đoàn Viễn Cảnh cũng chính thức đề nghị với thành phố về việc thu nhận lấy khu đất này. Sau gần một tháng thi công lại, dự án đường Sơn Thủy lại gặp một vấn đề rất nan giải về mặt kỹ thuật từ lúc khởi công đến nay. Trong quá trình thi công đường Sơn Thủy thì có một đoạn gặp một quả núi, nếu đào xuyên núi thì chẳng những thời gian không cho phép mà tài chính cũng không đủ, nếu chạy vòng qua thì chi phí cũng rất cao, chỉ có thể đào thành một cái hầm. Nhưng vấn đề là không hiểu vì sao địa chất đá ở núi này cực kỳ cứng rắn, mấy mũi khoan đã bị hỏng mà vẫn không khoan được. Hạ Tưởng mời Cao Lão đến, Cao Lão đưa ra phương án giải quyết, thiết kế ra ý tưởng hoàn toàn mới, rốt cuộc tiến độ cũng được tiến triển rút gọn được mấy ngày. Mấy ngày vừa rồi Hạ Tưởng không cạo râu, tóc cũng ít khi chải chuốt, quần áo trên người cũng có mấy chỗ lem luốc, nhìn cứ giống như người công nhân vậy. Điều này làm Cao Lão cảm động, mở miệng khen ngợi. Tiểu Hạ, tôi lại có thêm sự hiểu biết về con người cậu. Cậu đúng là người nhiệt tình, có thể cùng ăn ở với công nhân,
có thể gần gũi với bọn họ, đạt được sự kính nể xuất phát từ trong đáy lòng của bọn họ. Để làm được những việc này thì đúng thực tôi rất kính nể những gì cậu đã làm. Hạ Tưởng cười ngượng ngùng. Tôi là người phụ trách công trình này, mà công trình này cũng là để phục vụ dân chúng, do đó tận tâm với công trình cũng chính là tận tâm với tiền đồ của tôi. Cao lão lại lần nữa vẻ mặt nghiêm lại, trịnh trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiễn Cao lão đi, Hạ Tưởng lại lần nữa đầu nhập vào trong quá trình thi công khẩn trương. Hắn tính toán rằng trước khi mùa đông đến thì ít nhất phải hình thành được cơ bản hình dáng con đường, về phần bê tông nhựa phía trên mặt đường thì có thể chậm chút cũng được, mấu chốt nhất là có thể khai thông được tuyến đường, như vậy sẽ lấy được sự cổ vũ của mọi người. Đột nhiên trời lại mưa to, tại phương Bắc thì trên núi thường đá nhiều, đất ít, nên rất ít khi hình thành sụt lở đất đá. Nhưng bởi vì nguyên nhân thi công gây ra các chấn động lên các tảng đá, mưa to một chút thì Hạ Tưởng lo lắng có thể hình thành việc núi lở. Vì thế, Hạ Tưởng liền yêu cầu Hùng Hải Dương nhanh chóng tổ chức cho công nhân chuyển rời tới mảnh đất khác an toàn hơn. Hùng Hải Dương vốn cũng thường xuyên gặp cảnh mưa to trong núi, nếu là lãnh đạo khác thì có lẽ y cũng chỉ ứng phó một câu, sau đó giả bộ tổ chức mọi người, giả vờ giả vịt chút là được, không thực sự làm. Mà công nhân thì việc thích làm nhất trong những ngày mưa to gió lớn đó là ở trong phòng đánh tú lơ khơ và nói chuyện hẹn phiếm với nhau, hoặc là tổ chức hội họp ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Đối với bọn họ mà nói, thì cơ hội trời mưa chính là lúc thanh nhàn khó có cơ hội kiếm được. Nhưng Hạ Tưởng ở công trường này cũng đã hơn một tháng, Hùng Hải Dương cũng có thể nhìn ra Hạ Tưởng đây là thật tâm suy xét vì sự an nguy của mọi người, vì thế y liền khẩn trương thực hiện, lớn tiếng kêu gào mọi người mau đứng dậy, nhanh chóng chuyển rời lên chỗ cao. Nhóm công nhân tuy rằng không quá tình nguyện nhưng nhìn thấy Phó Chủ tịch huyện Hạ đang đi lại giữa cơn mưa chỉ huy mọi người, chỗ này thì thu dọn đồ đạc. Chỗ kia thì chỉ huy sơ tán thì tâm lý mọi người bỏ hẳn sự thờ ơ, lập tức khẩn trương thu dọn, không bao lâu đại bộ phận mọi người đều chuyển rời đến mảnh đất an toàn. Mưa càng lúc càng lớn, mưa rất to, người đứng ở trong mưa cảm thấy rát mặt, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó. Hạ Tưởng và Hùng Hải Dương đang cùng nhau kiểm kê nhân số, điểm đi điểm lại thì phát hiện thấy thiếu mất một người. Hùng Hải Dương bị tinh thần làm việc của Hạ Tưởng cuốn hút liền xung phong nhận việc đi tìm người. Hạ Tưởng lo lắng cho sự an nguy của Hùng Hải Dương, cho dù ai khuyên nhủ thế nào cũng muốn đi cùng y để tìm người. Tới công trường thì mới phát hiện, quả nhiên còn có một người đang ngồi ở trong lán trại tạm bợ tại công trường, đang kích động nhặt từng đồng tiền xu trên mặt đất. Đây là đống tiền xu mà y tích góp được, hiện tại bị rớt trên mặt đất, tổng cộng khoảng 10 tệ. Đối với y mà nói thì 10 tệ tương đương với chi phí một tuần sinh hoạt, đương nhiên y không thể để mất được. Cho dù nguy hiểm cũng phải cố mà nhặt cho hết. Hạ Tưởng cũng biết người công nhân rất nghèo khó, cũng biết tính bướng bỉnh của bọn họ nên lập tức ngồi xổm trên mặt đất giúp y nhặt tiền. Hùng Hải Dương lòng như lửa đốt, bởi vì y phát hiện ra trên núi có dấu hiệu nước kéo về nên liền mắng to. Lão tiền, sao ông dốt vậy, đến lúc này mà còn nhặt tiền? Tiền trọng yếu hơn hay mạng trọng yếu hơn? Lão tiền vừa lúc này đã nhặt được hết toàn bộ tiền trên mặt đất. Lúc đứng lên y mới phát hiện ra Phó Chủ tịch huyện Hạ đã nhặt giúp y. Lão tiền sợ quá, miệng lắp bắp lại, nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi. Hạ Tưởng cầm tiền xu nhét vào trong tay của y, thúc giục nói. Đừng nhiều lời nữa, đi mau, lũ bất ngờ đổ xuống đấy. Hùng Hải Dương giận dữ, hùng hùng hổ hổ tiến lại đá vào mông lão tiền một cái. Còn không mau cút đi, chẳng lẽ còn để Phó Chủ tịch huyện mời lại mới chịu à? Lão tiền vội vã chạy ra khỏi lán, chạy một mạch đầu không ngoảnh lại về phía bãi đất an toàn. Hùng Hải Dương không dám chậm trễ, bằng kinh nghiệm của y đã nghe ra được tiếng nước ầm ầm trên núi, là điềm báo lũ quét đột nhiên kéo đến. Hắn vội vàng giúp Hạ Tưởng lao ra khỏi lán, vừa ra ngoài trời liền cảm giác được một luồng gió to đập thẳng vào mặt, trong luồng không khí lẫn mưa hỗn loạn, bên tai còn truyền đến một tiếng rít lớn. Không tốt, lũ kéo tới. Hùng Hải Dương ngẩng đầu lên thì thấy, ông trời ơi, dòng nước đã cách hắn không còn tới 10 mét, mà y còn cách bãi đất còn vài m. Y đang sửng sốt thì bỗng nhiên cảm thấy phía sau một lực đẩy mạnh đẩy về phía trước, người y lúc này không tự chủ được bay về phía trước, nghe được ở phía sau hô to lên một tiếng. Các anh em, đón lấy. Hùng Hải Dương chưa kịp định thần lại thì đã thấy nằm trong lòng mấy người khác. Hóa ra vừa rồi mình được người nào đó ném lên đây và được nhóm công nhân đón được. Y quay đầu lại thì thấy cơn lũ cuốn qua,
bóng dáng Hạ Tưởng chợt lóe lên một cái rồi bị cơn nước lũ bao phủ, mất hình mất dạng. Phó Chủ tịch huyện Hạ. Hùng Hải Dương kêu lên một tiếng thảm thiết, cố hết sức giãy giụa ra, Phó Chủ tịch huyện Hạ là vì y mà bị cơn lũ cuốn đi, là để cứu y. Hùng Hải Dương ra sức giãy giụa khỏi vòng tay mọi người, xoay người định nhảy vào trong dòng nước của dòng lũ để cứu người thì lại bị mấy công nhân ôm chặt lấy lại. Tất cả mọi người trên mắt đều có dòng lệ nóng, cố nén bi thương nói. Giám đốc Hùng, không thể xuống nước, dòng chảy quá mạnh, không thể cứu được người vào lúc này. Nhảy vào dòng lũ vào lúc này thì chỉ còn một chữ chết mà thôi. Hùng Hải Dương lúc này không kìm nổi sự bi thương trong lòng, khóc thành tiếng lớn. Phó Chủ tịch huyện Hạ, tội gì mà anh cứu tôi? Vì sao anh không để tôi chết đi? Y hận mình không có cánh để bay ra cứu Hạ Tưởng. Nhưng lúc này trong bóng dáng mờ mịt của dòng lũ đã không còn bóng dáng của Hạ Tưởng. Người ta là một lãnh đạo của huyện ủy, đường đường là một phó chủ tịch thường trực huyện, không ngờ vì cứu mình mà đã phải từ bỏ tính mạng, một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong lòng Hùng Hải Dương. Mấy lần y giãy giụa khỏi mọi người để nhảy vào dòng nước cứu Hạ Tưởng, nếu chết thì cả hai người cùng chết, phải báo đáp đại ơn đại đức này không để phó chủ tịch huyện Hạ Tưởng cô quạnh một mình được. Nhưng nhóm công nhân đều biết tính cách của y, sợ y làm việc rồ dại nên 4-5 người giữ chặt lấy y, khiến y không tài nào nhúc nhích được. Người đau đớn nhất chính là Lão Tiền. Lúc ông ta phát hiện Hạ Tưởng bị dòng lũ cuốn trôi thì người như đần ra, ngồi tại chỗ thẫn thờ tại chỗ, gần nửa ngày sau mà vẫn không nhúc nhích. Lúc này đầu óc ông ta trống rỗng, sao lại như thế này? Sao lại có khả năng này? Phó Chủ tịch huyện Hạ bị nước cuốn trôi. Phó Chủ tịch huyện Hạ bị nạn. Phó Chủ tịch huyện Hạ là vì quay lại cứu y nên mới bị dòng nước lũ cuốn đi, nếu không, người ta đường đường là một Phó Chủ tịch huyện. Sao lại bị rơi vào tình cảnh hiểm nghèo như vậy? Đều do mình tham tiền, đều là vì hơn 10 tệ tiền xu. Lão Tiền ngây ngốc cả nửa ngày, bỗng nhiên, bịch, một tiếng, quỳ rạp xuống mặt đất, đấm liên tục vào ngực, thậm chí tát vào mặt mình mấy cái, gào giống lên. Phó Chủ tịch huyện Hạ, đều do tôi, là do tôi đáng chết. Tôi không phải với ngài, là tôi hại ngài, tôi không phải là người nữa. Là tôi hại ngài. Là tôi vì hơn 10 tệ mới hại mệnh hệ ngài như vậy, Lão Tiền tôi xin đền lại mạng cho ngài. Chương 374, cơn mưa to rất tốt. Nói xong, Lão Tiền xông lên như định nhảy vào trong dòng lũ, đám công nhân còn lại vội vàng giữ chặt lại. Mặc dù mọi người sau khi nghe được chân tướng sự việc cũng đều tức giận Lão, nhưng mọi người cũng biết, bây giờ mà nhảy xuống nước thì ngoại trừ mất mạng ra, chẳng còn tác dụng gì khác. Trải qua một khoảng thời gian ở chung với nhau, hình tượng hiền hòa của Hạ Tưởng đã xâm nhập vào trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều rất kính trọng hắn, kính hắn là phó chủ tịch huyện, quý hắn như anh em trong nhà, nhất là lúc Hạ Tưởng dùng sức đẩy Hùng Hải Dương rồi thốt ra một câu, lại giống như búa tạ giã vào trong trái tim của mọi người. Các anh em, bắt lấy! Một phó chủ tịch huyện ở thời khắc mấu chốt lại thốt ra tiếng hô lớn phát ra từ phế phủ, các anh em, đây là sự biểu hiện của sự đối xử bình đẳng, thật lòng, rất tôn trọng bọn họ. Hạ Tưởng là một phó chủ tịch huyện, thế mà với mọi người đã biểu lộ ra một tấm lòng chân thật, xem mọi người như là anh em của hắn. Các công nhân ở đây, người nào cũng đều có dòng lệ nóng trên đôi mắt, chăm chú nhìn trong dòng nước của cơn lũ, trong tâm khảm đang âm thầm cầu nguyện phó chủ tịch huyện Hạ bình an, thậm chí không ít người còn nguyện ý dùng tính mạng của bản thân ra để đổi lấy sự bình an cho Hạ Tưởng. Tiếng gió rít ầm ầm bên tai, tiếng mưa xối xả. Hơn 100 công nhân cứ như 100 cây cột đứng sừng sững trong mưa, mắt mọi người đều chằm chằm về dòng lũ, tất cả đều đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Kia kìa! Đột nhiên, không biết là mắt người nào đó rất tinh hô to lên. Phó Chủ tịch huyện Hạ, mau nhìn xem, Phó Chủ tịch huyện Hạ có phải nơi đó không? Tất cả mọi người đều nhìn về hướng người đó chỉ thấy bên ngoài có một cái cây nhỏ, có một người lộ ra, trên đầu y đầy bùn đất. Cái đầu vừa mới nhô lên khỏi dòng lũ thế mà đã ngoan cường nhìn mọi người cười cười. Sau đó, truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc. Các anh em bình tâm, không cần lo lắng, tôi không sao cả. Đúng là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bị dòng lũ cuốn đi, dưới tình thế cấp bách như vậy vội vàng nín thở, để mặc cho dòng nước cuốn đi, cả người không ngừng bị xoay lộn. Hắn rất vất vả mới ổn định được thân mình nhưng lúc đó lại không cẩn thận uống vào mấy ngụm nước, bị sặc rất là khó chịu. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ mạng nhỏ của hắn phải bỏ ở đây? Tiếp theo, hắn tỉnh táo lại,
Trước kia hắn tập luyện qua môn lặn không tệ, tuy rằng dòng lũ bất ngờ cuốn đến thật lợi hại, dòng nước mạnh nhưng không sâu, chỉ cần đủ bình tĩnh ứng đối là có thể cứu được tính mạng của mình. Đúng là do tính cách Hạ Tưởng bình tĩnh một cách thần kỳ, gặp chuyện không hoảng hốt nên mới cứu hắn được một mạng. Nếu không với dòng nước lũ như thế này, nếu không bị chết đuối thì cũng sẽ va đập vào các chướng ngại vật mà chết. Bị dòng nước cuốn đi, thân thể không khống chế được, nhất thời mắt sắc nên nhìn thấy được bên trong dòng nước có một gốc cây nhỏ bị dòng nước cuốn thế mà vẫn hết uốn trái rồi lượn phải, không bị cuốn theo. Hạ Tưởng cố gắng bơi tới, tốn bao nhiêu sức lực mới túm được thân cây nhỏ, đồng thời lúc này âm thầm cầu nguyện cây nhỏ ngàn vạn lần đừng để bị cuốn đi, phải dũng cảm đấu tranh với cơn lũ dữ, không được dễ dàng thỏa hiệp. Hạ Tưởng bị dòng nước cuốn đã lâm vào tình trạng sức cùng lực kiệt, hắn miễn cưỡng cười với mọi người ở chỗ xa xa kia, nghĩ thầm rằng cũng phải cách hơn mấy chục mét, cũng không có người nào đủ sức tới cứu hắn được. Có lẽ cho dù cây nhỏ có thể chống chọi được cho đến khi cơn lũ chấm dứt thì sức lực hắn cũng không chịu đựng được tới lúc đó. Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây? Xem ra đúng là ông trời đố kỵ người tài, mình còn chưa cưới Tào Thù Lê làm vợ, còn chưa sinh ra đứa con trai nào, còn chưa cảm nhận được cuộc sống nhân tình thế thái, còn rất nhiều mục tiêu mà chưa thực hiện được. Nhưng mà khiến Hạ Tưởng thấy một cảnh tượng xúc động xuất hiện, đầu tiên là lão tiền nhảy, bùm, một cái vào trong dòng nước, ngay sau đó là Hùng Hải Dương, rồi là Tiểu Đinh, Đỗ Lão Tam, rồi kẻ lỗ mãng như là Tiểu An Tử, Ngả Phong. Tất cả đều nhảy xuống nước, tất cả mọi người kết lại thành một bức tường thành bằng người lại. Bức tường thành càng lúc càng dài, chậm rãi đi về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cảm động, đây là những người anh em thật tốt, mạo hiểm sinh mạng để tiến ra cứu hắn. Tuy rằng bọn họ cũng không được học hành nhiều, tuy rằng cách ăn nói đều thô tục, tuy rằng luôn luộm thuộm, không vệ sinh, có đủ loại khuyết điểm. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, bọn họ so với những kẻ hào hoa phong nhã thì càng đáng tin cậy hơn. Sự chất phác, hiền lành của bọn họ lại càng đáng yêu hơn một kẻ luôn thể hiện nhân nghĩa, đây mới là của cải quý báu nhất của thế gian, làm lay động lòng người. Mấy khoảng cách mấy chục mét từng lúc ngắn lại, 10 mét, 8 mét. Mặc dù bức tường bằng người này đã không ít hơn hai lần suýt tan vỡ, còn có một người công nhân thiếu chút nữa bị dòng nước lũ cuốn đi, nhưng không ai lùi bước, ánh mắt của tất cả mọi người kiên định, vẻ mặt kiên nghị, mỗi một bước tiến về phía trước đều dường như tiến đến một nơi nào đó cực kỳ thần thánh. Rốt cuộc, cái cây nhỏ không chịu nổi gánh nặng, rác trong nháy mắt khi tiếng gãy vang lên thì Hạ Tưởng đã nắm được bàn tay của lão tiền duỗi đến. Đã được cứu. Phó Chủ tịch huyện Hạ đã được cứu. Mọi người đồng loạt hoan hô, âm thanh như sét đánh, dường như tiếng chúc mừng trong dịp lễ hội. Hạ Tưởng được lão tiền nắm chặt, nhìn thấy ông ta hai mắt tràn đầy dòng lệ nóng, lại nhìn thấy phía sau lão tiền là Hùng Hải Dương, cũng không biết trên mặt y là mưa hay là nước mắt, cũng không biết là đang tươi cười hay đang khóc, nội tâm Hạ Tưởng tràn đầy cảm động, hắn cảm thấy tất cả những gì hắn đã làm đều rất đáng giá. Lúc này hắn cảm thấy khí lực cả người dường như bị mất hết. Sau đó cảnh vật trước mắt tối sầm, lập tức bất tỉnh. Hạ Tưởng quá mệt mỏi, liên tiếp trong một tháng vừa qua hắn ăn ở tại công trường, lại ngâm người trong mưa to hơn nửa ngày, thời tiết thay đổi, ở trong núi không khí vừa âm u lại vừa lạnh, lại bị ngâm nước trong dòng nước lũ, cố hết sức lực vùng vẫy, thiếu chút nữa là chết. Tâm lực cũng như khí lực của Hạ Tưởng bị lao lực quá độ, lúc biết được mình được cứu, rốt cuộc đã không kiên trì được nữa, liền hôn mê bất tỉnh. Mọi người cứu được Hạ Tưởng, sau khi quá trình hoan hô đã qua đi liền phát hiện ra Hạ Tưởng hôn mê bất tỉnh, sờ vào trán của hắn thấy nóng đến dọa người, biết Hạ Tưởng bị sốt rất cao. Hùng Hải Dương lập tức quyết định đưa Phó Chủ tịch huyện Hạ đến bệnh viện thị trấn, mọi người ba chân bốn cẳng kiếm xe, đi được một đoạn thì lại phát hiện ra đường núi đã bị cơn lũ chia cắt, làm sao bây giờ? Công trường còn cách thị trấn hơn 10 cây em lận. Tất cả mọi người đều đồng thanh nói. Cõng. Cho dù thế nào thì chúng ta cũng phải đưa được Phó Chủ tịch huyện Hạ đến thị trấn. Cõng. Hơn 100 công nhân cùng hô lên. Đoạn thứ nhất là do Lão Tiền, Hùng Hải Dương đi bên cạnh che ô cho Hạ Tưởng. Lão Tiền vừa cõng vừa chảy lệ nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, ngài phải cố gắng chịu đựng, ngàn vạn lần không được gặp chuyện chẳng may. Nếu ngài có chuyện gì không may xảy ra thì Lão Tiền tôi làm sao sống được. Hùng Hải Dương trong lòng cũng nức nở. Hạ Tưởng nếu không cứu y thì Hạ Tưởng hoàn toàn có thể thong dong nhảy tới bãi đất. Nhưng lúc đó ở trong thời khắc ngàn cân treo trên sợi tóc, thế mà Hạ Tưởng lại cố gắng hết sức nhường cơ hội sống cho mình.
Mỗi lần nghĩ tới thời khắc Hạ Tưởng quay người lại ném y về phía trước thì yết hầu y lại lên xuống liên tục, hai mắt đỏ lên, là một nam nhân đại trượng phu thế mà không kìm nổi dòng lệ. Phó Chủ tịch huyện Hạ, ngài hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Phó Chủ tịch huyện tốt nhất của nhân dân. Hùng Hải Dương đi ở một bên, vừa che ô vừa lau lệ, thiếu chút nữa thì tiếng khóc phát thành tiếng. Mọi người thay phiên nhau cõng Hạ Tưởng đi được mấy km. Lúc này mới có người nghĩ ra một chủ ý kiếm đồ vật làm một cái cáng, bốn người khiêng Hạ Tưởng bước nhanh như bay chạy vội về phía thị trấn. Vì thế, người dân ở các thôn nhìn thấy một cảnh tượng bình sinh khó gặp, một đám người hơn 100 người tạo thành một đội ngũ, ai nấy cũng như các vì sao vây quanh một mặt trăng là một người bị bất tỉnh, trên mặt người nào người nấy đều ửng hồng, vẻ mặt kiên định. Mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng không ai lau nước mưa trên mặt, bọn họ chỉ vùi đầu vào để đi, bước chạy như bay. Không ai chỉ huy nhưng không ai kêu khổ kêu mệt, lại càng không ai bị tụt lại phía sau. Chỉ vì bọn họ cảm nhận được người đang ốm là người phó chủ tịch huyện Hạ đáng kính của bọn họ. Lúc hơn đội ngũ hơn 100 người đưa Hạ Tưởng đến bệnh viện huyện thì toàn bộ bệnh viện huyện rơi vào sự náo loạn. Lúc đầu, viện trưởng bệnh viện còn tưởng là ai đến gây rối, ông ta sợ tới mức ở tịt trong văn phòng không dám ló mặt ra, sau đó một y tá vội vội vàng vàng chạy tới. Nói cho ông ta biết người bệnh bên ngoài là phó chủ tịch huyện Hạ. Lúc này, vị viện trưởng cứ như bị lửa đốt vào đít, nhảy dựng cả lên, khẩn trương tự mình đích thân tiến ra nghênh đón. Vừa ra đến sân thì phát hiện ra tất cả mọi người ở đây đều lâm vào tình trạng kiệt sức, Hạ Tưởng thì nằm ở trên một cái cáng, đang hôn mê bất tỉnh, nước ở trên người còn chảy ra, dường như mò ra ở trong vũng nước nào đó. Viện trưởng sửng sốt, không hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên ông ta ý thức được hình tượng của mình đang che ô không tốt lắm, lập tức ném cái ô xuống, tiến lên nâng một góc của cáng, liên tiếp truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Triệu tập tất cả mọi người lại, khám gấp, tìm các bác sĩ giỏi nhất, đưa hết các loại thuốc tốt nhất tới đây, mau, nhanh lên. Viện trưởng Văn không để ý tới phản ứng vừa rồi theo bản năng của ông ta đã tạo ra một ấn tượng thật tốt trong lòng mọi người. Hơn 100 người đứng ở trong mưa, không nhúc nhích. Chỉ có Hùng Hải Dương và Lão Tiền đi theo vào phòng cấp cứu rồi cũng bị y tá đuổi ra ngoài. Vị viện trưởng Văn sau khi hỏi thăm liền hiểu biết sơ qua tình huống phát sinh liền tự mình mặc blue trắng để khám và chữa bệnh cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chỉ là do mưa to quá làm phát bệnh thương hàn, thêm phần cảm mạo nên bị phát sốt, lại bị thoát lực nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê bất tỉnh. Viện trưởng Văn liền tự mình trị liệu cho Hạ Tưởng, chờ thu xếp hồi sức cho Hạ Tưởng xong, mới đang định lau chút mồ hôi. Còn chưa kịp ngồi xuống thì lập tức có một y tá tìm tới ông ta, vội vàng nói. Viện trưởng Văn, ngài mau đi ra một chút, hơn 100 người kia ở trong bệnh viện, nói thế nào cũng không đi, cứ đứng lì ở giữa sân, làm dọa người ta sợ chết khiếp. Viện trưởng bệnh viện vội vàng chạy ra bên ngoài, thấy cảnh tượng trước mắt lập tức sợ tới ngây người. Lúc này ông ta thấy hơn 100 người, giống như thân cây bạch dương đứng sừng sững ngoài sân, không ai dùng ô mà che cả. Cũng không ai động đậy, tất cả đứng thẳng tắp dưới mưa, một chút thanh âm cũng không có. Hơn 100 người không tạo ra một âm thanh nào cả, điều này tạo ra áp lực về thị giác và tâm lý rất lớn cho người khác. Vị viện trưởng thấy vậy sợ tới mức thiếu chút nữa phải ngồi bệt xuống đất, vội hớt hải nói. Tại sao mọi người còn chưa đi? Mọi người còn muốn thế nào? Nơi này là bệnh viện. Viện trưởng bệnh viện phải tự mình khuyên nhủ, bảo nhóm công nhân về trước đi. Chuyện tình của Phó Chủ tịch huyện Hạ thì để tĩnh dưỡng một khoảng thời gian sẽ tốt lên, còn hiện tại thì cũng chưa thể tỉnh lại. Không ngờ lời nói của ông ta cũng không làm ai lay động cả, không ai di động dù chỉ bước chân, ánh mắt tất cả mọi người nhìn thẳng về lầu 2, nơi Hạ Tưởng tĩnh dưỡng, giống như đang nhìn về phía một nơi rất thần thánh. Thấy cảnh này, vị viện trưởng bệnh viện chấn động về mặt tâm lý. Ông ta làm viện trưởng cũng đã nhiều năm, gặp tới rất nhiều loại người bệnh. Có người khi tới đây cũng khóc lóc thảm thiết, cũng gặp những người giả vờ ân cần quan tâm. Nhưng 100 người trước mắt thì khác hẳn, bọn họ không nói câu nào nhưng ánh mắt và động tác tỏ ra rất thành kính Hạ Tưởng. Đây là sự biểu lộ thực lòng phát ra từ phế phủ, không có chút nào giả dối. Phó Chủ tịch huyện Hạ làm ra việc lớn gì long trời lở đất mà nhóm công nhân này lại thành kính và kính trọng đến như vậy. Trong nháy mắt, Hạ Tưởng trong mắt vị viện trưởng cao hẳn lên. Một phó chủ tịch huyện mà khiến nhóm công nhân thay phiên nhau cõng, trên dọc quãng đường núi hơn 10 km chỉ dùng sức người để cõng, mạo hiểm chịu khổ dưới trời mưa to thế mà bọn họ một nửa câu oán hận cũng không có.
Bọn họ còn nghĩ phó chủ tịch huyện Hạ giống như trở thành chính thân nhân của bọn họ. Vị viện trưởng bệnh viện huyện An này làm việc ở đây không dưới mười mấy năm cũng chưa từng gặp qua một lãnh đạo của huyện nào có được sự kính yêu của dân chúng đến thế. Ánh mắt của ông ta ươn ướt, tiếng hô như nghẹn lại. Xin mọi người an tâm, nếu chữa trị không dứt bệnh của phó chủ tịch huyện Hạ thì bộ xương cốt của tôi đây cũng sẽ cấp cho mọi người. Một câu nói vừa rồi làm rất nhiều người rơi lệ, lão tiền rốt cuộc không kìm nổi, bịch một tiếng quỳ rạp trước mặt vị viện trưởng. Viện trưởng, xin ngài nhất định phải cứu chữa phó chủ tịch huyện Hạ cho tốt. Nếu cần truyền máu thì chúng tôi xin hiến tặng, nếu chúng tôi có cái gì có thể cứu sống được phó chủ tịch huyện Hạ thì xin cứ lấy, kể cả mạng tôi cũng được. Tôi cũng có máu. Tôi cũng có. Tất cả chúng tôi đều có thể cho máu. Hai tay của vị viện trưởng run rẩy nâng lão tiền lên, ông ta là người sinh trưởng tại huyện An nên biết tính cách của người huyện An, nếu không phải Hạ Tưởng thực sự làm cho bọn họ cảm động, thực sự làm cho bọn họ tôn kính thì cho dù có người tới thuyết phục bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không làm như vậy tại bệnh viện. Tấm lòng của những người này đã bị phó chủ tịch huyện Hạ thuyết phục, cảm hóa. Mặc kệ vị viện trưởng khuyên bảo như thế nào nhưng không người nào chịu rời đi, đến lúc không còn cách nào khác ông ta đành gọi điện thoại thông báo cho ủy ban huyện. Không bao lâu sau, Khâu Tự Phong, Mai Hiểu Lâm cùng với một số ủy viên thường vụ khác đi đến. Cùng đi còn có trưởng huyện công an Kỳ Khải Đông dẫn theo hơn 10 cảnh sát, nhanh chóng như điện chớp đuổi tới. Kỳ Khải Đông thấy hơn 100 người tụ tập ở đây, lập tức trong lòng hoảng sợ. E rằng sẽ gặp chuyện không may vội vàng gọi điện gọi tiếp viện nhưng lại bị Khâu Tự Phong ngăn lại. Khâu Tự Phong giọng điệu trầm trọng nói. Không cần, trưởng công an huyện Kỳ, cậu chẳng lẽ không nhìn ra bọn họ đứng ở đó là vì cái gì? Bọn họ là vì chờ tin tức phó chủ tịch huyện Hạ tỉnh lại, bọn họ không phải là người xấu, mà thực ra là người rất tốt. Khâu Tự Phong nói tới đây liền ngừng lại, hắn năm nay từng này tuổi rồi thế mà đây là lần đầu tiên gặp một cảnh cực kỳ xúc động đến thế. Hạ Tưởng ban đầu thì bị y xem là cái đinh trong mắt, sau khi mấy lần giao phong với nhau đều bất lợi thì sau đó đành phải bất đắc dĩ cùng hợp tác với Hạ Tưởng, có thể nói y vẫn bị vây bởi trạng thái bị động. Cho dù hiện tại, y và Hạ Tưởng hợp tác rất ăn ý, nhưng ở tận sâu trong lòng thì y vẫn xem Hạ Tưởng là một đối thủ, ít nhiều đối với sự xuất thân của Hạ Tưởng thì còn có ý tứ khinh thị. Khâu Tự Phong vẫn thầm cảm thấy, cho rằng đây là do Hạ Tưởng có nhiều điều kiện ở thành phố Yến này. Chứ thật ra hắn không có nhiều bản lĩnh chân chính. Nhưng tới giờ phút này thì y hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, đã bị thuyết phục bởi sự hấp dẫn trong nhân cách của Hạ Tưởng. Nếu nói trước kia y chỉ cảm thấy Hạ Tưởng tuy rằng thông minh nhưng mọi chuyện đều tính kế khôn khéo quá mức, nhưng hôm nay khi y biết được tại sao Hạ Tưởng lại hôn mê, nhìn thấy hơn 100 người đứng sừng sững như những cột trụ trước mắt, vì Hạ Tưởng mà đứng đợi ở trong mưa thì trong tim hắn giống như bị kim đâm mà đau đớn. Một sự áy náy và tự trách ở trong lòng càng lúc càng bùng lên. Đến tận giờ phút này, Khâu Tự Phong rốt cuộc thừa nhận quả thật y có rất nhiều chỗ không bằng Hạ Tưởng. Không bằng Hạ Tưởng ở biểu thị tấm lòng chân thành, không bằng Hạ Tưởng ở chỗ cảm hóa mọi người, không bằng Hạ Tưởng ở tấm lòng tha thứ, không bằng Hạ Tưởng ở điểm biết khó khăn mà vẫn xông lên, mà đã làm là làm tới cùng với mọi quyết tâm và dũng khí. Lần đầu tiên, Khâu Tự Phong cảm thấy ướt át trong mắt của mình. Cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, cảm thấy mình bại vì giá trị con người và lòng bất khuất của Hạ Tưởng, bại mà vẫn phải tâm phục khẩu phục. Y đứng trong mưa, mặc cho mưa gió xối xả trên đầu y, mặc cho mưa gió làm ướt đi bộ quần áo đẹp đẽ được mặc trên người. Y ngăn người thư ký định che ô cho y, đứng cùng chỗ, cùng đối diện một cách gần gũi với nhóm công nhân. Y lớn tiếng nói, các đồng chí, tôi là bí thư huyện ủy Khâu Tự Phong, là người anh, là người bạn tốt của phó chủ tịch huyện Hạ. Vào lúc này đây, lấy tư cách là người bạn lâu năm, vào lúc này đây với tư cách là một bí thư huyện ủy, tôi đảm bảo với mọi người, nhất định sẽ toàn lực cứu chữa, chữa trị cho phó chủ tịch huyện Hạ khỏi hẳn bệnh, phải làm cho anh ta mạnh mẽ như rồng như hổ rồi tới gặp mặt mọi người. Tôi hy vọng các đồng chí quay về công trường, phó chủ tịch huyện Hạ cũng không muốn nhìn thấy mọi người đứng dưới mưa như thế này, lại càng không muốn mọi người bị bệnh mà làm ảnh hưởng đến tiến độ của công trình. Là người anh của phó chủ tịch huyện Hạ. Tôi cảm giác được sự hổ thẹn sâu sắc, đây là bởi vì tôi không chiếu cố tốt cậu ấy, để cậu ấy xảy ra việc đại sự như thế này thì bản thân tôi cũng có trách nhiệm. Lúc này, tôi xin hướng các đồng chí xin lỗi và cho tôi được kiểm điểm. Hy vọng các đồng chí tiếp nhận lời xin lỗi của tôi. Nói xong, Khâu Tự Phong cúi đầu với mọi người.
Bí thư huyện ủy tự mình cúi đầu với mọi người làm tất cả nhóm công nhân trở nên sao động. Rốt cuộc, có người đánh bạo tiến về phía trước một bước hỏi. Bí thư Khâu, ngài dám cam đoan phó chủ tịch huyện hạ không có việc gì xảy ra chứ? Chương 375, lửa giận khắp nơi. Khâu Tự Phong gật đầu thật mạnh. Tôi đảm bảo nếu phó chủ tịch hạ có chuyện các anh cứ việc hỏi vấn tôi. Ngài là anh lớn của phó chủ tịch hạ, vậy ngài là bí thư tốt. Chúng tôi tin ở ngài. Các anh em, bí thư Khâu nói có lý lắm, chúng ta nên giải tán thôi. Lấy hành động thực tế báo đáp phó chủ tịch hạ. Khâu Tự Phong bị đám công nhân nói là bí thư tốt là do hạ tưởng, cũng không thấy xấu hổ một chút nào, ngược lại còn tự thấy mặt hơi nóng sốt. Hắn biết mình còn lâu mới là bí thư tốt, mấy năm ở huyện An, hắn chẳng làm ra việc gì có hồn cả, huống chi là những việc lớn. Toàn là do hạ tưởng một lòng nghĩ cho huyện An, kéo đầu tư về huyện, lại đích thân giám sát làm đường nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Đám người dần dần giải tán hết, Khâu Tự Phong nhìn Mai Hiểu Lâm yên lặng đứng bên cạnh, trong lòng kinh ngạc. Sao cô ấy lại như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không chút căng thẳng. Không phải cô ấy và Hạ Tưởng có mối quan hệ tốt sao? Hôm nay Hạ Tưởng xảy ra việc lớn thế này, cô ấy lại là người bình tĩnh nhất. Khâu Tự Phong không biết rằng, tính cách con người Mai Hiểu Lâm cũng có mặt rất ngoan cường. Ngày trước cô ấy cũng vấp phải tình huống xảy ra trong núi, sau khi biết Hạ Tưởng chỉ là bị cảm lạnh, sốt, thấy nghỉ ngơi là khỏe lại nên nghĩ cũng không có gì đáng lo ngại cả. Ngược lại thấy Khâu Tự Phong ăn nói làm lay động lòng người nên cũng có chút xúc động. Trong lòng nghĩ, gần đây hắn ta đã thay đổi không ít, xem ra là bị Hạ Tưởng ảnh hưởng rồi. Không ngờ tên Hạ Tưởng này cũng có sức ảnh hưởng đấy chứ, có thể làm thay đổi từ cái căn bản tới suy nghĩ của một con người, có thêm bản lĩnh mới. Có điều, sau khi Mai Hiểu Lâm đặt chân vào phòng bệnh, nhìn bộ dạng nhếch nhác của Hạ Tưởng, trên đầu vẫn còn vài ngọn cỏ xanh chưa bị lấy hết, mặt dính bùn, râu chưa cạo, tóc bù xù, khuôn mặt gầy gò thì trong lòng đột nhiên bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Nguyên nhân của lửa giận đến từ Đặng Tuấn Kiệt. Nếu không phải do Đặng Tuấn Kiệt sinh sự thị phi, nếu không phải do Đặng Tuấn Kiệt cố ý phá hoại, nếu không phải do hắn gậy nhiễu sự đoan, Hạ Tưởng có lẽ sẽ không phải đích thân tới hiện trường thi công, cũng không phải căng thẳng giám sát thi công. Nếu Hạ Tưởng không có mặt ở hiện trường thì không sẽ không phải chịu hậu quả của hôm nay. Mai Hiểu Lâm nhìn hai má Hạ Tưởng hóp lại, đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng dậy lên sự thương cảm. Giận Hạ Tưởng quá ngốc nghếch. Thời khắc quan trọng thế sao lại nhường cơ hội sống cho kẻ khác? Nhớ anh ấy có chuyện gì thì biết bao người phải rơi nước mắt vì anh. Biết có bao nhiêu người phải chịu đau khổ. Chỉ là, Hạ Tưởng chỉ là đồng nghiệp với cô, sự quan tâm lo lắng của cô hình như đang vượt quá giới hạn đồng nghiệp với nhau. Lòng Mai Hiểu Lâm trở nên rối ren. Hạ Tưởng hôn mê 3 ngày 3 đêm, trên thực tế sức khỏe hắn là thiếu ngủ trầm trọng, cộng thêm làm việc quá sức, sau đó là cảm cúm. Sốt phát tác mới dẫn tới hôn mê bất tỉnh, đây chỉ là biểu hiện tự điều chỉnh của cơ thể mà thôi. Cái mà Hạ Tưởng không biết là trong 3 ngày hắn hôn mê đó, bệnh tình của hắn không những tác động lên tinh thần của vô số người, ở huyện An và thành phố Yến còn xảy ra nhiều chuyện lộn xộn khác. Đầu tiên là sau khi Lý Đình Sơn biết được Hạ Tưởng gặp chuyện, lo lắng đi thẳng một mạch trong đêm tới bệnh viện huyện, chứng kiến dung mạo hốc hác, hôn mê bất tỉnh của Hạ Tưởng, suýt chút nữa rơi nước mắt. Ngay lúc đó yêu cầu chuyển Hạ Tưởng đến bệnh viện tốt hơn. Viện trưởng Văn không màng đến thân phận trưởng ban thư ký thành ủy của Lý Đình Sơn, kiên quyết phản đối. Phó chủ tịch Hạ là chủ tịch huyện An chúng tôi, kỹ thuật bệnh viện tuy hơi kém một chút, nhưng bệnh của phó chủ tịch Hạ không nghiêm trọng lắm, anh ấy cần nhất là nghỉ ngơi, chứ không phải là bị dày vò thêm lần nữa. Tôi lấy kinh nghiệm 10 mấy năm làm y và tư cách viện trưởng 10 mấy năm ra đảm bảo. Phó chủ tịch Hạ nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra thì tìm tôi tính sổ. Lần đầu tiên Lý Đình Sơn nổi cáu. Tìm ông tính sổ, nếu thật mà xảy ra chuyện gì, ông có chịu trách nhiệm nổi không? Hàm ý của lời nói là ông không bao giờ bì được với tầm quan trọng của Hạ Tưởng. Tuy nhiên sau khi nghĩ kỹ lại thấy Hạ Tưởng hô hấp ổn định, ngủ rất sâu, xét thấy lời của viện trưởng Văn cũng có lý nên Lý Đình Sơn không nói thêm gì nữa, trong đêm quay trở lại thành phố Yến. Sáng sớm hôm sau, Lý Đình Sơn không màng đi làm mà tới tìm Sử Lão bàn luận. Hắn cũng biết nguyên nhân của sự việc là do Đàm Long suối bẩy Đặng Tuấn Kiệt khiến cho Hạ Tưởng gặp khó khăn. Hắn đề xuất với Sử Lão rồi quyết định trong công việc, trong phạm vi hợp tình hợp lý, và trong quyền hạn của mình sẽ gây khó dễ Đàm Long, vì việc hắn ta làm thật quá đáng.
Sử lão khoát tay, cười ha hả. Tiểu hạ còn trẻ, có sức vóc có thể chịu đựng được, hơn nữa cậu ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Hòa mình với công chúng, đồng cam cộng khổ với công nhân sẽ rất có ích cho sự trưởng thành của cậu ta sau này. Phải thấu hiểu nhiều hơn nỗi cơ cực của nhân dân mới trở thành một vị quan tốt được. Chỉ có thật lòng quan tâm đến suy nghĩ, đời sống của nhân dân thì một người không cần biết làm đến chức vị nào, mới có thể thật sự làm đến mức lòng ôm thiên hạ và tâm liền với nhân dân. Ánh mắt Sử lão nhìn xoáy vào thiên không, đầu lắc lắc. Muốn làm một vị quan tốt thật gian nan biết bao. Không chỉ phải đối mặt với thế lực cản trở khắp nơi, mà cho dù anh thật sự đứng ở vị trí cao rồi, nếu không thấu hiểu dân tình, đôi lúc ý tưởng của anh rất tốt nhưng kết quả việc anh làm, người dân chưa chắc đã được hưởng sự tốt đẹp mang lại, có thể nói là có sự nhiệt tình nhưng lại rơi vào khoảng không. Chỉ có người ngay từ cơ bản ban đầu biết hòa mình với dân chúng, mới nghĩ ra phương pháp sát với thực tế, vì dân chúng mưu cầu phúc lợi. Nói xong, Sử lão lại cười hiền hòa. Đinh Sơn, không nên nhất thời nóng giận, còn quan tâm đến tiểu hạ là rất tốt, nhưng nếu vì thế mà đá chọi đá với Đàm Long thì hơi mất bình tĩnh rồi. Từ chuyện xảy ra với tiểu hạ, có thể thấy chàng trai này không tệ, khiến ta phải nhìn nhận lại. Có thể trong lúc cấp bách cứu người đúng là đáng để ta phải tâm phục khẩu phục, là người có tâm huyết. Về phần Đàm Long, bây giờ thực lực của con chưa đủ, không cần vội vàng ra mặt. Bố nghĩ, sẽ có người thay hạ tưởng ra mặt. Không vội vàng như Lý Đinh Sơn, Trần Phong biết tin xong, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng nghe đến hạ tưởng vẫn bình an vô sự lại lắc đầu cười, đánh điện đến văn phòng Hồ Tăng Chu. Thị trưởng Hồ, chuyện hạ tưởng chắc ông cũng nghe rồi hả? Có phải thành ủy nên công khai biểu dương rầm rộ một chút không? Gần đây, nguồn cán bộ hòa mình với nhân dân, xung phong lên tuyến đầu cơ sở ngày càng ít đi rồi, nên tạo dựng một tấm gương gương mẫu, cũng là để phấn chấn tinh thần, tăng thêm tính đoàn kết. Hồ Tăng Chu vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng việc hạ tưởng suýt bị nước lũ cuốn trôi, vẫn đang trách cứ hạ tưởng quá liều lĩnh, quá kích động. Thân là cán bộ lãnh đạo, sao có thể lấy thân thí hiểm? Lãnh đạo là ngay lúc quan trọng nhất phải đứng ở nơi an toàn nhất, chỉ đạo mọi người thoát khỏi nguy hiểm, đây lại tự mình nhảy ra giữa dòng lũ cứu người. Trong cái giận có cái thương, là cấp dưới được ông ta coi là chi kỷ thư pháp đầu tiên, với ông ta mà nói ở thành phố Yến, hạ tưởng hơn bất kể ai trong lúc quan trọng có thể thu hút sự chú ý của ông ta nhất. Trước đề nghị của Bí Thư Trần, Hồ Tăng Chu giơ cả hai tay tán thành, hắn gật đầu, nói. Tôi đồng ý với đề nghị của Bí Thư Trần. Có cần tôi ra mặt, đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đích thân đến thăm hỏi đồng chí hạ tưởng. Trần Phong nhìn Hồ Tăng Chu dò xét, ông cũng loáng thoáng nghe qua Hồ Tăng Chu có ấn tượng tốt với hạ tưởng, nhưng hình như chưa được tốt đến nỗi chủ động nói ra sẽ đến bệnh viện thăm hạ tưởng. Ông ta có chút khó hiểu, đồng thời cũng hơi kinh ngạc, cái tên hạ tưởng này từ lúc nào mà lại thân cận với Hồ Tăng Chu vậy chứ? Đồng chí hạ tưởng là cán bộ đi từ thành phố Yến, cũng có tình cảm thân với tôi. Tôi không đích thân đến thăm đồng chí ấy sẽ dễ bị người ta nói tôi không có tình người. Trần Phong cười ha ha, nói. Nếu thị trưởng Hồ cũng có ý đến thăm đồng chí hạ tưởng, chỉ bằng hai người chúng ta cùng đi, ý anh thế nào? Hồ Tăng Chu giật mình, bí thư và thị trưởng cùng lúc ra mặt tới thăm hạ tưởng, thể diện hạ tưởng thật đúng là không hề quá, nghĩ tới tin đồn bí thư Trần thích lôi kéo lòng người, thường có hành động làm người khác ngạc nhiên nên liền bình thường trở lại, nói. Được. Cứ làm theo anh nói. Có điều việc thành ủy biểu dương đồng chí hạ tưởng, cụ thể thế nào để trưởng ban thư ký Lý phụ trách tốt hơn chứ? Đương nhiên Hồ Tăng Chu mừng rỡ hết cỡ, để Lý Đinh Sơn lo việc này thì chắc chắn không có sai sót gì cả. Gần đây thành ủy có nhiều hoạt động, trưởng ban thư ký Lý bận bịu tổ chức, phối hợp công việc giữa các hạng mục, e là không rời ra được. Tôi thấy nên để phó thị trưởng Đàm phụ trách việc này sẽ tốt hơn. Đồng chí ấy thị sát huyện An về. Chắc sẽ rõ tình hình huyện An hơn. Trần Phong cười, ánh mắt trưng cầu nhìn Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu thầm nghĩ ai nói Trần Phong bao che khuyết điểm, quả nhiên đúng là một tay đao mềm lưỡi sắc giết người. Không phải Đàm Long thích đến huyện An kiếm chuyện sao? Được, hạ tưởng đương lúc vì chuyện công mà bị thương, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố biểu dương phô trương, để mày phụ trách, để mày công khai biểu dương người mà mày luôn tìm cách gây khó dễ. Việc này giống như đang dùng lửa đốt Đàm Long, lúc lớn giọng khen thưởng hạ tưởng cũng là lúc làm hắn khó chịu. Ấn tượng về Đàm Long của Hồ Tăng Chu cũng không tốt đẹp gì. Bí thư Trần đã đề ra ý kiến thì ông ta phụ theo là vừa nên đồng ý luôn.
Đàm Long nghe quyết định của Bí thư Trần và thị trưởng Hồ xong, suýt nữa giận nổ phổi, kích động, gần như muốn thốt ra lại ngậm phải một ngụm cự tuyệt. May là ngay lúc đó hắn kịp bình tĩnh, mặt không cảm xúc nhận quyết định, vì hắn biết, cho dù hắn và Phạm Duệ Hằng quan hệ có tốt đến đâu, nhiệm vụ do thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố phân công cho thì chủ tịch tỉnh Phạm cũng không có quyền can dự. Bởi vì nếu đến bí thư và thị trưởng còn không chỉ huy được tên phó thị trưởng thường trực thì cái chức vị này coi như là chấm hết. Nếu mà bí thư và thị trưởng liên kết đề nghị với tỉnh điều hắn đi, cho dù hắn có là người nhà của bí thư tỉnh ủy, là con trai ruột đi chăng nữa, e rằng thời gian hắn ở thành phố Yến này cũng chẳng còn bao lâu nữa. Trên trường chính trị, vị trí, quyền lực cùng với có hậu đài vẫn có quy tắc phải tuân thủ, phải nhìn toàn cục, nếu không phục tùng thì chẳng còn đường mà đi nữa. Làm sao đây, nhịn, Đàm Long nuốt cục giận, nhấc điện thoại gọi cho Đặng Tuấn Kiệt, rồi phê bình hắn một trận ra trò. Cũng tại kinh nghiệm, trí óc chính trị của Đặng Tuấn Kiệt quá thấp mới gây ra chuyện phiền toái này. Bây giờ thì tốt rồi, tác thành cho thanh danh và danh vọng của Hạ Tưởng, khiến cho hắn đường đường một phó thị trưởng thường trực cũng bị vạ lây, bị Trần Phong và Hồ Tăng Chu đẩy ra làm trò cười cho người ta xem. Sao tên Hạ Tưởng lại mạng lớn như vậy? Sao không chết đuối luôn đi? Đàm Long ác ý thầm oán Hạ Tưởng. Chó chết. Chỉ là Đàm Long chửi Hạ Tưởng xong liền có người gõ cửa. Cửa khẽ mở, Phương Tiến Giang bước vào. Sắc mặt không giống với hàng ngày, hôm nay Phương Tiến Giang với bộ dạng nghiêm nghị giải quyết công việc, vừa bước vào liền vứt tệp tài liệu lên trên bàn, giọng bất mãn, nói. Lão Đàm, anh cũng là đồng chí bao năm rồi, sao lại phạm vào lỗi rõ ràng như vậy? Cũng may là để tôi phát hiện được, nếu mà rơi vào tay phó ban khác, không biết họ sẽ nhìn anh thế nào. Nói xong, Phương Tiến Giang khoát tay, cũng không đợi Đàm Long nói cái gì liền quay người bước đi. Đàm Long sững sờ tại chỗ. Đây là, ăn phải thuốc súng hay sao hả? Giọng điệu dám nghênh ngang như vậy. Hắn cầm tài liệu lên xem, chỉ nhìn qua vài cái thì bực tới mức hai mắt đen kịt lại, tức giận xé nát tập tài liệu thành giấy vụn, vứt vào thùng rác, chửi. Cái thá gì chứ, đây mà cũng gọi là lỗi. Cố ý cười chê người khác thì nói rõ, mẹ nó chứ, lại muốn kiếm chuyện với mình đây mà, làm như tao dễ ức hiếp lắm hả? Thì ra là một đám cán bộ cấp cục phó đề bạt, trong đó có một người là họ hàng xa với Đàm Long, đang là trưởng phòng ở một huyện hơi xa thành phố Yến, đề bạt cấp cục phó, thăng lên làm phó chủ tịch huyện. Giai đoạn trước vốn rất thuận lợi, ban tổ chức cán bộ đã phê duyệt. Phó trưởng ban Hạ Diệt Thác cũng chính miệng đồng ý, không vấn đề gì, chắc chắn qua. Nghĩ đến bị Phương Tiến Giang lọc ra, cảm giác như đang sống sờ sờ lại bị chặn ngang cổ họng. Thật ra họ hàng của hắn không phải có chuyện lớn gì, chỉ là có một lần bị cảnh cáo xử phạt. Thời gian chấp hành phạt là một năm, còn một tháng nữa là hết hạn. Theo quy định, hễ là người bị phạt cảnh cáo, trong một năm không được thăng chức trong đảng bộ và tiến cử với tổ chức đảng ngoài chức vụ đảng ngoài cao hơn so với chức vị đang tại nhiệm. Tuy nhiên, chuyện gì cũng đều có trường hợp đặc biệt. Đúng lúc gặp dịp đề bạt lớp cán bộ mới, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì quá uổng. Đàm Long liền nhờ người làm giả ngày tháng xử phạt cảnh cáo, không ngờ vẫn bị con mắt lửa Phương Tiến Giang bới ra. Phương Tiến Giang là ủy viên thường vụ thành ủy, là nhân vật số một của ban tổ chức cán bộ thành ủy, thường xử lý các việc cất nhắc cán bộ cấp dưới. Hắn thường không đích thân xem danh sách, trừ khi có trường hợp đặc biệt. Từ khi nào mà trưởng ban bận rộn Phương lại tỉ mỉ, quan tâm đến việc cất nhắc phó cục trưởng cũng nghiêm khắc kiểm tra lý lịch cán bộ. Đàm Long chửi mẹ nó, rõ là Phương Tiến Giang đang cố ý gây khó dễ hắn, chuyên bới lỗi của hắn chính là không muốn cho người của hắn qua. Nhưng hắn nào có cách nào khác, nếu sự việc bị đưa lên tỉnh, Phương Tiến Giang không những không sai mà có khi còn được tiếng làm việc cẩn thận, nghiêm túc. Đàm Long nổi cơn tam bành, ức mà không có chỗ phát tiết, đành đi vòng quanh trong phòng. Đều tại tên Hạ Tưởng. Đều tại hắn. Được lắm, quan hệ rộng chứ gì, duyên tốt chứ gì, không tin là không có cách điều mày rời khỏi thành phố Yến, xem mày còn nghĩ được cách khác không. Đàm Long nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đã nghĩ ra sách đối phó. Có điều trước khi Đàm Long kịp thực thu kế hoạch, hắn nhận được một tin mà chính hắn không thể tin, không thể tự giải thích được. Đó là danh sách giao lưu một số cán bộ, và cái tên Đặng Tuấn Kiệt rõ mồn một nắm trên đó. Hơn nữa Đặng Tuấn Kiệt bị đưa đến huyện Hải, phía đông thành phố Yến, vẫn đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ, phó chủ tịch huyện. Tuy nói là điều chuyển ngang bằng chức vụ nhưng huyện Hải lớn hơn huyện An nhiều, giàu có, dồi dào,
giá trị kinh tế huyện An không thể sánh bằng, xếp vị trí đứng đầu danh sách trong tỉnh. Với lại Đàm Long nghe được, việc này lại do chính trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Mai Thái Bình một tay sắp xếp. Giống như Đặng Tuấn Kiệt mà được chuyển qua đó rồi sẽ mạnh hơn nhiều so với ở huyện An, dễ lập thành tích, lại ít chịu bó buộc, đúng là chuyện đại tốt. Mai Thái Bình và Đặng Tuấn Kiệt đâu có biết nhau sao lại tốt với Đặng Tuấn Kiệt như vậy? Hay là Đặng Tuấn Kiệt có hậu đài mà không ai biết? Đàm Long nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra, liền gọi điện cho Phòng Ngọc Huy hỏi rõ tình hình. Phòng Ngọc Huy cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Dù là Hạ Tưởng có tỉnh lại, nghe được tin này xong cũng chưa chắc hiểu ý đồ của Mai Thái Bình. Mai Thái Bình không thèm để ý đến ý kiến phản đối của người khác, kiên quyết chuyển Đặng Tuấn Kiệt đến huyện Hải, đương nhiên là không phải vì tiền đồ của tên đó. Mai Thái Bình cũng chẳng lòng tốt đến vậy, nhất là khi ông ta nhận được điện thoại của Mai Hiểu Lâm gọi tới, khi nghe Hạ Tưởng suýt chút nữa mất mạng cộng với sự thêm thắt của Mai Hiểu Lâm, tất cả tội lỗi đều quy lên đầu của Đặng Tuấn Kiệt, Mai Thái Bình dần nổi lên lửa giận. Muốn chơi ngầm sao? Khóe miệng Mai Thái Bình khẽ nhếch cười. Nhớ lại năm nào khi còn ở Bắc Kinh, thủ đoạn ngầm nào mà ông ta chưa từng chơi. Chiêu mánh khóe nào mà chưa từng thử qua. Một tên phó chủ tịch huyện bé tẹo lại dám cả gan làm loạn đến mức độ này, là ức hiếp Hạ Tưởng không có người che đỡ. Mai Thái Bình có ấn tượng cực tốt với Hạ Tưởng, vì nguyên do là Mai Hiểu Lâm, yêu chim yêu cả lồng không cho phép ai bắt nạt Hạ Tưởng. Ông ta chỉ ngồi có một lát đã nghĩ ra cách trừng trị. Chuyển Đặng Tuấn Kiệt đến huyện Hải, không phải hắn kiêu ngạo, thích đi đầu sao? Được, thử để hắn đến huyện Hải khiêu chiến với quyền lực của bí thư và chủ tịch huyện xem sao. Mai Thái Bình có quen biết với bí thư huyện Hải, giống với Khâu Tự Phong cũng đến từ đảng Thái tử Bắc Kinh, nhưng khác với Khâu Tự Phong ở chỗ cách đối nhân xử thế của hắn cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn, không những bá đạo hống hách mà còn cực kỳ thủ đoạn, có thể trừng trị người khác đến nỗi không lời nào miêu tả nổi. Còn chủ tịch huyện Hải tuy xuất thân từ nông dân, nhưng do bao năm đúc luyện từ tầng thấp nhất, hành vi khôn khéo, trơn tru, làm việc không để lọt sơ hở, là một kẻ cực khó đối phó. Huyện Hải có hai người đó, Đặng Tuấn Kiệt sau khi được chuyển đến có mà không bị chúng xỏ đến chết mới lạ. Nghĩ đến đây Mai Thái Bình không khỏi thở dài, nhớ lại cảnh tranh đấu ở Bắc Kinh thấy cách Hạ Tưởng đối xử với đối thủ chưa đủ cứng rắn, nhiều lúc nhân nhượng thái quá. Lúc nào cần mạnh thì phải đối chọi gay gắt, không khoan nhượng. Ông ta quyết định tìm dịp tìm Hạ Tưởng nói chuyện, để cậu ta hướng theo mình giải quyết sự việc. Quả nhiên đúng như điều Mai Thái Bình dự đoán. Sau khi Đặng Tuấn Kiệt được chuyển tới huyện Hải, đã tìm tới chủ tịch huyện đầu tiên làm quen. Không lâu sau đó là bị bí thư lôi kéo, cuối cùng bị hai người đó đá qua đá lại, đùa bỡn trong bàn tay, rơi vào thảm cảnh qua cầu rút ván. Lại sau đó sau khi bị bí thư chán rồi, liền tìm cách vạch trần chuyện hắn thời còn giúp chủ tịch huyện những chuyện xấu xa. Vì để bảo vệ mình chủ tịch huyện đẩy hết trách nhiệm cho hắn. Đặng Tuấn Kiệt trở thành vật hy sinh chính trị bi thảm. Ba ngày sau, Hạ Tưởng dần hồi tỉnh lại, tuy không có trở ngại gì nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Lúc này mới có người báo tin cho Tào Thù Lê, cô bé sợ đến mức khuôn mặt thất sắc, vội vàng đi từ thành phố tới. Nhìn thấy Hạ Tưởng gầy đi, trong lòng đau đớn, có điều cô ấy không chút oán giận Hạ Tưởng, cũng cố nén không rơi nước mắt. Cô không muốn Hạ Tưởng đang bệnh phải quay ra an ủi mình. Cô bé hiểu chuyện lặng lẽ chăm sóc Hạ Tưởng, tiếp thêm cho hắn sự an ủi và ủng hộ. Chương 376, tình cờ gặp mặt. Trước yêu cầu lặp lại của Đinh Sơn, Hạ Tưởng được chuyển tới bệnh viện thành phố Yến. Hôm chuyển viện, Hùng Hải Dương làm đầu, toàn thể công nhân làm đường tập hợp, tầng tầng lớp lớp đến tiễn Hạ Tưởng. Hùng Hải Dương và Lão Tiền là những người cực kỳ tráng kiện, hai người lại như hai đứa trẻ khóc tu tu, tất cả công nhân cũng đều trang nghiêm, giống như đang nhận kiểm duyệt từ Hạ Tưởng, chú mục hành lễ trước hắn. Hùng Hải Dương cam đoan với Hạ Tưởng. Hắn lấy sinh mạng ra đảm bảo, tuyệt đối bảo đảm chất lượng hoàn thành nhiệm vụ xây đường Sơn Thủy, xin Phó Chủ tịch Hạ yên tâm. Hạ Tưởng nhìn thấy thành ý của các công nhân, cảm xúc cũng trăm mối ngổn ngang. Khuyên mọi người quay về làm việc, không cần phải thương nhớ hắn đã không sao rồi, rất nhanh sẽ khỏe trở lại. Vốn vì chuyện do đám công nhân mà Hạ Tưởng lâm bệnh, Tào Thù Lê còn hơi oán hận bọn họ, nhưng nay thấy sự thành tâm của họ, bực tức trong lòng đã tiêu tan như mây khói. Cảm thấy họ cũng có mặt rất đáng yêu. Hạ Tưởng được nằm tại bệnh viện tốt nhất thành phố Yến. Tống Chiêu Độ còn đặc biệt gọi điện cho viện trưởng, yêu cầu viện trưởng sắp xếp phòng cán bộ cấp cao.
Tống Chiêu Độ là phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý hệ thống vệ sinh. Nhận được điện thoại xong, vị viện trưởng nào dám chậm trễ, vội vàng đích thân sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Hạ Tưởng cũng không muốn phiền toái nhiều người như vậy, nhưng do thịnh tình của Tống Chiêu Độ quá lớn không nỡ chối từ, hắn cũng khó làm phật ý tốt của viện trưởng, đành phải mặc cho mọi người bố trí, sắp xếp. Hạ Tưởng về đến thành phố Yến, tin hắn bị thương được loan truyền rộng rãi. Trong đám bạn bè, người đầu tiên đến thăm lại chính là Lý Hồng Giang. Lý Hồng Giang mang rất nhiều hoa tươi đến. Hoa ông ta mang đến không phải là được mua ở chợ, mà là người làm công của ông ấy ngắt từ công trường mang tới. Khi tin Hạ Tưởng vì công nhân mà bị thương truyền ra, công nhân của Lý Hồng Giang nghe được đã tự đi hái những bông hoa dại gần công trường, bắt Lý Hồng Giang phải mang tới tặng cho Hạ Tưởng, để biểu lộ tấm lòng ngưỡng mộ của bọn họ. Lý Hồng Giang xúc động, nói. Các anh em công nhân tuy có lúc lỗ mãng, nhưng bọn họ là những con người chân thật. Cậu là phó chủ tịch huyện nhưng lại quên mình lao về phía trước, cứu giúp quản đốc, sau khi tin được truyền khắp trong đám công nhân, cậu trở thành anh hùng trong lòng họ rồi đó. 2. Nhiều năm làm giám đốc như tôi, luôn cùng họ kề vai sát cánh cũng chẳng bằng cậu có được hình tượng huy hoàng thế. So với cậu thì tôi còn kém xa. Hạ Tưởng cười, trách. Tôi đâu có vĩ đại như vậy. Tình hình lúc đó không thể chậm trễ hơn, đâu có kịp nghĩ nhiều vậy. Cứu người quan trọng hơn, ai gần hơn thì cơ hội sống nhiều hơn. Anh bớt trêu đi, lần sau anh xả thân cứu người một lần xem. Lý Hồng Giang xua tay liên tục. Tôi không dám, thật sự không dám. Lúc đó có khi chạy nhanh hơn tất cả mọi người ấy chứ. Tôi thường có mặt tại công trường, gặp qua không ít chuyện nguy hiểm nên tôi cực kỳ khâm phục vị anh hùng như cậu, không phải ai cũng có thể làm được đâu. Lý Hồng Giang đi rồi, Thẩm Lập Xuân, Tôn Hiện Vĩ, Phùng Húc Quang, Vương Lâm Kiệt, Nghiêm Tiểu Thì, thậm chí Khúc Nhã Hân, Thu Ái đều nhộn nhịp tới thăm. Có thể nói rằng, hễ là người Hạ Tưởng quen thì đều có mặt. Còn có nhiều người mà Hạ Tưởng không quen biết cũng lui tới không ngừng. Mặc cho y tá can ngăn không cho đến làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi, nhưng người đến thăm nhiều quá, ngăn cũng ngăn không nổi. Đến viện trưởng ban đầu sắp xếp cho Hạ Tưởng phòng bệnh cán bộ cấp cao. Nghĩ Hạ Tưởng là người nhà của phó chủ tịch tỉnh Tống, nên mới lấy thân phận cục phó cấp đặc biệt phá cách cho nghỉ tại phòng bệnh của cán bộ cấp cao, giờ cũng thay đổi hẳn suy nghĩ về hắn. Khi ông ta phát hiện ra số người đến thăm Hạ Tưởng đều là những nhân vật có máu mặt trong thành phố, giới thương gia cao cấp, MC đài truyền hình mới biết rằng thì gia cấp bậc vốn không cao nhưng sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng lại cực kỳ kinh người. Nhất là khi ông ta biết Hạ Tưởng vì cứu mạng một công nhân mới bị thương, lại thêm vô số hoa dại được đặt từ phòng bệnh kéo dài tới tận hành lang, trái tim ông ta cũng rất xúc động. Mỗi bông hoa dù hèn mọn hay bé nhỏ, tuy không được mỹ lệ, thậm chí không có hương thơm nhưng lại đem lại sự chấn động linh hồn, hơn cả những bông hoa kiểu diễm được mua. Bởi chúng chính là những tấm lòng, những trái tim đang phát sáng của những người công nhân chân chất. Tiếp theo đó là việc bí thư thành ủy và thị trưởng thành phố Yến cùng nhau đến thăm Hạ Tưởng suýt nữa làm vị viện trưởng ngạc nhiên đến mức rớt cả mắt ra ngoài. Cái gì, một phó chủ tịch huyện bị thương lại có thể kinh động đến hai vị cán bộ cấp phó tỉnh đích thân đến thăm. Quá kinh ngạc, quá không thể tưởng tượng nổi. Viện trưởng bệnh viện tỉnh dù gì cũng là cán bộ phó giám đốc sở, tự nhận là mối quan hệ rộng, kiến thức rộng rãi, phòng bệnh cán bộ cấp cao càng phải là cán bộ cấp tỉnh, thành phố lui tới. Nhưng sự việc ngày hôm nay đúng là lần đầu tiên mới thấy. Có thể khiến bí thư thành phố và thị trưởng cùng lúc xuất hiện, cho dù là phó chủ tịch tỉnh cũng chưa chắc có được thể diện như vậy. Việc Trần Phong và Hồ Tăng Chu cùng lúc đến thăm cũng khiến cho Hạ Tưởng kinh ngạc không ngờ. Phong cách làm việc của Trần Phong hay nằm ngoài dự đoán thì có thể lý giải được, nhưng Hồ Tăng Chu cũng xuất hiện cùng lúc thì Hạ Tưởng thấy có cảm tình hơn với Hồ Tăng Chu, thấy ít nhất lúc này lập trường của hắn cũng coi như kiên định, không có chuyện không ngờ xảy ra. Trần Phong và Hồ Tăng Chu đến đi rất vội vàng, chỉ dừng lại thăm vài phút rồi ra về. Thời gian không phải là ngắn dài mà chính là phóng ra tín hiệu cực mạnh, cực có hiệu lực, chính là sự ủng hộ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đối với Hạ Tưởng, từ trước đến giờ chưa bao giờ được nhiều sự ủng hộ như vậy. Thậm chí còn nhiều hơn cả thời của Trần Phong, Thôi Hướng. Vì lúc đó chỉ là Trần Phong ủng hộ cho Hạ Tưởng, không có sự ủng hộ của bí thư thành ủy Thôi Hướng. Bây giờ thì tốt rồi. Thôi Hướng đi rồi, thị trưởng Trần lên chức bí thư, lại một thị trưởng Hồ mới được điều đến, Hạ Tưởng càng như cá gặp nước, quan hệ với bên thành phố tiến thêm một bước. Rất nhiều người cũng không biết Hạ Tưởng và Hồ Tăng Chu là mối quan hệ thế nào.
Nghe nói bí thư Trần và thị trưởng Hồ cùng nhau đến thăm hắn, tâm tư đều trở nên rối loạn. Đàm Long nghe được tin càng cảm thấy bất an hơn, kế hoạch đẩy Hạ Tưởng ra khỏi thành phố Yến càng ngày càng thêm mãnh liệt. Sau đó, Cao Lão và Cao Tấn Chu cũng cùng lúc đến thăm Hạ Tưởng, đi cùng họ còn có Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm là được Tào Thù Lê báo tin, cô không vội vàng sắp xếp thời gian đến bệnh viện thăm. Bởi cô biết, sẽ có nhiều người đến thăm Hạ Tưởng, cô ấy đến chỉ thêm rối hơn, có khi còn phản tác dụng. Liên Nhược Hạm giấu Hạ Tưởng thực hiện một việc mà Hạ Tưởng sẽ không ngờ tới, cô ấy đến Bắc Kinh gặp Ngô Tài Giang, bọn họ tự mình thay Hạ Tưởng ra một quyết định quan trọng. Sự xuất hiện của Cao Lão, Cao Tấn Chu và Liên Nhược Hạm không gây sự chú ý lắm, vừa đúng lòng Hạ Tưởng muốn. Lúc này hắn rất cần sự yên tĩnh, không muốn thu hút sự chú ý của các thế lực, nhất là sự chú ý của Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng và Thôi Hướng. Nhưng việc được lãnh đạo tới thăm thì không phải không được phép từ chối hay sao? Cho nên Hạ Tưởng thật không muốn có thêm vị quan tỉnh nào đến thăm nữa. Có tấm lòng thì hắn xin nhận. Chỉ có điều mọi chuyện luôn không theo ý hắn. Hắn chỉ nói vài câu ngắn gọn với Liên Nhược Hàm, tiễn Cao Lão, Cao Tấn Chu ra về thì Tống Chiêu Độ xuất hiện. Mặc dù Tống Chiêu Độ đi cùng Tống Nhất Phàm đến thăm, còn cố ý mặc bộ đồ thường phục, lấy danh nghĩa cá nhân đến thăm hắn nhưng với thân phận ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh mới, mỗi hành động của ông ta đều dễ dàng gây ra chú ý với người khác, huống chi phòng bệnh cán bộ cấp cao là khu vực chuyên dành cho các cán bộ cấp tỉnh, cấp thành phố. Tuy đại đa số là cán bộ đã thôi chức, nhưng cũng vẫn còn không ít cán bộ đang là lãnh đạo tại chức, vì vậy chuyện ủy viên thường vụ tỉnh ủy đến thăm phó chủ tịch huyện dần dần được lan rộng. Tống Chiêu Độ là bị Tống Nhất Phàm ép tới, ông biết nếu lúc này tới thăm Hạ Tưởng sẽ càng làm tăng thêm đủ các loại phỏng đoán. Nhưng Tống Nhất Phàm liên tục nói ông ta không quan tâm đến anh Hạ Tưởng, ông không đến thăm thì ông là kẻ lạnh lùng, ích kỷ. Tống Chiêu Độ bị bám dai quá, chẳng làm thế nào được, cũng vừa đúng dịp cuối tuần. Và bệnh viện tỉnh cũng cách nhà có 5 phút đi bộ nên đành cùng Tống Nhất Phàm đi bộ tới bệnh viện. Tống Chiêu Độ đến nơi không nói gì cả, chỉ có Tống Nhất Phàm líu ra líu díu không ngừng, hết hỏi cái này đến hỏi cái kia, nhất định bắt Hạ Tưởng tường thuật lại lần nữa chuyện xảy ra ngày hôm đó, thi thoảng cảm động đến nỗi đỏ cả con mắt, sau đó lại cười ha ha ngay được. Hôm nay đúng lúc Tào Thù Lê không ở bệnh viện, cô nàng mới đưa ra ý kiến muốn ở lại chăm sóc cho Hạ Tưởng. Tống Chiêu Độ liền nói cô. Còn ở lại chỉ thêm vướng tay chân, còn đòi chăm sóc người ta. Thôi đi, đừng làm phiền Hạ Tưởng nghỉ ngơi. Tống Nhất Phàm nhất quyết không. Bố quá chủ nghĩa duy tâm rồi. Sao bố biết con không biết chăm sóc người khác? Con không biết chăm sóc bố, nhưng cũng không có nghĩa con không biết chăm sóc anh Hạ. Bố chẳng hiểu gì cả, năng lực của con là do người mà thay đổi. Chuyện không xảy ra khi ở bên bố thì sẽ xảy ra khi ở bên anh Hạ. Câu trước nghe còn chấp nhận được, nhưng câu sau e có chút lệch ý khác khiến Hạ Tưởng không khỏi xấu hổ nên khuyên Tống Nhất Phàm đi về. Hôm nay hiếm khi thấy Tống Nhất Phàm ngang bướng như vậy, nhất định không chịu nghe, cuối cùng Tống Chiêu Độ cũng đành bó tay, chỉ còn cách để con gái ở lại, đặc biệt căn dặn, khi trời tối phải trở về nhà. Tống Chiêu Độ vừa đi khỏi, cuối cùng cũng được yên ắng trở lại, trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm. Hạ Tưởng được nghỉ ngơi vài ngày. Cảm thấy toàn thân khỏe mạnh, tinh thần sôi nổi liền đứng dậy vận động. Tống Nhất Phàm nhìn thấy tinh thần Hạ Tưởng khá ổn liền nói. Ta đi tản bộ ở viện nhé, em đỡ anh đi. Hạ Tưởng cười. Anh bây giờ khỏe như trâu, đâu cần phải người đỡ. Nếu không tại bệnh viện chưa cho xuất viện, không thì anh đã sớm muốn rời khỏi đây rồi. Tống Nhất Phàm lắc đầu, nói. Vậy thì không được, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút tơ. Anh bây giờ nhìn như đã khỏi bệnh, nhưng thực chất gốc bệnh chưa dứt, phải nghe lời bác sĩ, phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Suýt nữa mất cả mạng, đấy không phải chuyện nhỏ nên phải nghe lời bằng được. Ít nhất phải nằm viện một tháng, anh nghe chưa? Hạ Tưởng ngạc nhiên, không kìm nổi cười, Tống Nhất Phàm trẻ người, giọng điệu nói chuyện như đã bắt đầu có xu thế quản lý người khác rồi. Hai người đến phía sau bệnh viện tản bộ. Khu vực dành cho cán bộ cấp cao được đặc biệt xây dựng tách riêng với khu vực phòng bệnh thường. Các hạng mục bên trong không những được thiết kế, bố trí tốt nhất thành phố Yến, hậu viện càng được trồng xanh mượt mà khác hẳn với khu vực phòng bệnh thường. Hạ Tưởng cảm than, cái xã hội này đúng là phân tầng rõ rệt. Người bình thường dù cho có nhiều tiền đến đâu cũng không hưởng được đãi ngộ của phòng bệnh cán bộ cấp cao. Hạ Tưởng mặc quần áo bệnh viện có gắn mã số,
đi lại đằng sau viện thu hút sự tò mò của những người đi bộ khác, bởi người nằm viện khu vực phòng bệnh cán bộ cấp cao dù không phải là trị bệnh thì cũng là lãnh đạo đang an dưỡng, đa số đều khoảng trên 40 tuổi. Bình thường chưa đến 4-50 tuổi là có mấy người leo lên hàng cán bộ cấp cao. Còn Hạ Tưởng lại khác hẳn, quá trẻ so với độ tuổi hàng lãnh đạo, bên cạnh lại có người con gái cực xinh đi cùng. Nhóm hai người xuất hiện, khiến cho những người tản bộ đang hít thở không khí trong lành không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hiếu kỳ. Hạ Tưởng giờ mới phát hiện ra quyết định tản bộ thật đúng là sai lầm, liền vội vàng nói với Tống Nhất Phàm. Chúng ta về thôi, ở bên ngoài nổi trội quá. Tống Nhất Phàm cũng không chịu đựng nổi những cái nhìn tò mò, cổ quái, liền giả vờ đỡ Hạ Tưởng quay về phòng bệnh. Đi được vài bước, khi đi ngang qua trước mặt một vị cao tuổi tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt vị cao tuổi đột nhiên như chớp điện xẹt về phía Hạ Tưởng, nghiêm nghị hỏi. Người trẻ tuổi, gia cảnh thế nào lại có thể vào nằm phòng bệnh cán bộ cấp cao vậy? Hạ Tưởng sửng sốt, vốn không muốn trả lời, có điều nhìn thấy trong ánh mắt của vị cao tuổi này, cái nhìn tra xét nghiêm túc. Đôi lông mày của ông ta cao gầy, tướng mạo không cần nộ khí vẫn tự tỏa ra sự uy nghiêm, rất có khí thế nên không khỏi nhìn lại ông ta thêm lần nữa. Lão thấy Hạ Tưởng đang do thám mình, bỗng nhiên cười. Sao vậy, có phải tướng mạo tôi hung dữ không? Người có dung mạo dữ chưa chắc là dữ thật đâu. Câu nói này khiến cho Hạ Tưởng có cảm tình tốt với ông ta, hắn liền dừng bước, gật đầu cười. Không phải tướng mạo của bác hung dữ. Mà là cảm giác tướng mạo của bác có kiểu uy nghiêm của người ở địa vị cao rất lâu. Nụ cười trên mặt ông già tắt ngúm, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng. Câu nói này không thật, người nằm phòng bệnh cán bộ cấp cao đều là những cán bộ cấp sở trở lên. Cái gì mà ở địa vị cao đã lâu, chàng trai này, tâm địa của cậu không trong sạch. Trong lòng Hạ Tưởng nghĩ nhìn lão rất thú vị, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, hình như đặc biệt kỵ người khác nói ông ta ngồi ở địa vị cao nên nói. Thì đúng như bác vừa nói thôi, tướng mạo hung dữ, người chưa chắc dữ mà. Cháu vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra, bác lại nói cháu tâm địa không trong sáng. Bác ơi, có phải bác hơi chủ nghĩa chủ quan không? Ông già bị Hạ Tưởng nói lại á khẩu không nói lên lời, trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, đột nhiên cười lớn. Thú vị, đã lâu chưa thấy có chàng thanh niên nào thú vị như cậu. Nào, ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện một lát nào. Ông muốn nói chuyện là nói chuyện, mặt muốn biến sắc thì biến sắc, chúng tôi không có tâm trạng hầu tiếp đâu. Tống Nhất Phàm không vui, nói sẵn với ông lão. Ông già nhìn Tống Nhất Phàm vài cái, cười. Cô bé này xinh thật, có điều mồm miệng hơi sắc sảo một tí, cẩn thận sau này khó lấy chồng đấy. Ai cần ông lo, lắm chuyện. Tống Nhất Phàm không khách khí, không vui chừng chừng nhìn ông lão. Tôi xinh như thế này, chắc chắn dễ lấy chồng. Chắc chắn sẽ có nhiều kẻ tranh giành. Bác nói chuyện trước sau thật mâu thuẫn. Sau này khi ăn nói phải nghĩ trước nghĩ sau chứ, đỡ bị người ta phát giác có kẽ hở trong lời nói, rồi bị người ta bắt nọt. Lão già sửng sốt, ngây người ra một lát, tay chỉ Tống Nhất Phàm, vui vẻ cười. Đúng là nhanh mồm nhanh miệng thật, lâu lắm rồi mới nghe được lời sắc bén như vậy, thú vị quá. Nào, nào, hai người trẻ tuổi, ngồi với ông già nói chuyện một lát được không? Hạ Tưởng ngồi xuống trước, đưa tay kéo Tống Nhất Phàm ngồi xuống theo, nói. Đã ra đây tản bộ rồi, ngồi với bác đây một lát thì có gì đâu. Nào, ngồi xuống đi. Tống Nhất Phàm vẫn không bằng lòng lắm, vẫn còn tức giận liếc xéo ông ta một cái mới ngồi xuống. Ông già lại càng nhìn Tống Nhất Phàm càng thấy thích, muốn hỏi tên cô gái, Tống Nhất Phàm phớt lờ, ông già tính trẻ con không giận, quay sang hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng từ trước đến giờ luôn yêu trẻ kính già. Nên thật thà nói tên của mình. Ông già nghe xong gật gật đầu. Cái tên khá, có chút không gian tưởng tượng. Tôi họ Cổ, các cháu gọi bác là Lão Cổ là được. Lão đồ cổ. Tống Nhất Phàm buột miệng nói, xong lại khoái chí cười ha ha. Ông già nghe xong, không những không giận mà còn thấy vui thích. Cô bé, bác không phải đồ cổ đâu nhé, bác là Lão Cổ. Có điều nghe cách cháu gọi Lão đồ cổ cũng hay. Hơi hơi phù hợp với tình trạng của bác lúc này, được, đặc cách cho cháu về sau gọi bác là Lão Đầu Cổ. Tống Nhất Phàm vui vẻ. Lão Đầu Cổ, không ngờ bác cũng vui tính đấy, không sợ người khác gọi mình là Lão Đầu Cổ. Được rồi, cháu sẽ miễn cưỡng không làm khó gọi bác là Lão Đầu Cổ. Nếu mà thích thì cháu sẽ gọi bác là ông Cổ được không? Ông già cũng vui vẻ đáp. Được,
cứ như vậy nhé, sau này ba tiếng lão đồ cổ sẽ gọi thành ông cổ, thế nào? Vâng. Tống Nhất Phàm không do dự, nhận lời luôn. Hai người một hỏi một đáp, đẩy Hạ Tưởng qua một bên, trên mặt Hạ Tưởng nở nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên chuyển qua hứng thú xem đôi một già một trẻ đối đáp, tâm trạng trở nên thanh thản, dễ chịu. Hắn không nghi ngờ, không thắc mắc lai lịch của ông già này, không cần biết ông ta là ai, từng làm chức vị nào, giờ vào độ tuổi của ông ấy thì cũng đã trở thành ông già thường dân rồi, chỉ cầu yên tâm dưỡng lão là đủ. Lão cổ và Tống Nhất Phàm nói chuyện một hồi, cảm xúc tăng vọt, hỏi Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, cháu có thói quen yêu trẻ kính lão à? Anh Hạ là người cực tốt, phẩm chất tốt nào anh ấy cũng đều có cả. Tống Nhất Phàm trả lời thay Hạ Tưởng. Lão cổ lại hỏi tiếp. Bác muốn hỏi cháu một chút, nếu có một người già, già mà hành vi lại không đáng kính thì cháu sẽ vẫn tôn kính người đó chứ? Kính lão yêu trẻ là đạo đức truyền thống tốt, cần phải được duy trì. Đương nhiên, không phải tất cả người lớn tuổi đều đức cao vọng trọng, cũng có vài người già phẩm đức kém, nhưng cháu vẫn tôn trọng tuổi tác người ta. Vì trong mắt cháu, người trẻ nên nhường nhịn với người già. Bác có thể không tôn kính chức vụ của ông ta, cũng có thể không tôn trọng phẩm đức của người đó hoặc không tôn trọng những gì người đó làm, nhưng phải tôn kính tuổi tác của người đó, bởi vì một người có thể sống già đến vậy thì ắt không phải chuyện dễ dàng gì. Hạ Tưởng nghiêm túc trả lời. Tôn kính tuổi của người già. Lão cổ có chút suy tư khi lặp lại câu nói lần nữa, đầu cúi xuống nghĩ một lúc, nét mặt nghiêm nghị, nói. Bác lần đầu nghe thấy cách nói tôn kính tuổi tác, theo như cháu nói, một người tầm thường vô vị, cho dù cả đời cũng không có thành tựu gì, chỉ cần ông ta sống đủ lâu cũng đáng để người khác tôn kính. Không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng ít nhất là cháu nghĩ như vậy. Hạ Tưởng kiên trì với suy nghĩ của mình. Con người sống ở trên đời có rất nhiều thành tựu, ví dụ như kiếm được nhiều tiền, có thể có địa vị cao, có thể rất đẹp trai, rất xinh đẹp, có thể trở thành ngôi sao được nhiều người yêu thích, nhưng quyền quan, phú quý chưa chắc đã trường thọ, các ngôi sao cũng nhiều người tự sát mà chết. Trung Quốc xem trọng ngũ phúc, trong ngũ phúc đó thì cái phúc thứ nhất chính là trường thọ, nhị phúc là phú quý, tam phúc là an khang, tứ phúc là đạo đức tốt, cái phúc thứ năm là chết vì già. Trường thọ được xếp ngôi đầu tiên có thể thấy trường thọ hơn rất nhiều những cái phúc khác. Vì vậy cháu luôn tôn kính người trường thọ hơn. Chương 377, nung nấu ván tiếp theo. Vẻ mặt lão cổ ngạc nhiên nhìn Hạ Tưởng, lúc lâu sau mới nói. Không ngờ cháu trẻ như vậy lại có thể am tường văn hóa Trung Quốc. Ngũ phúc bác cũng nghe nói qua, nhưng nghe phía cháu một cách nhìn nhận khác, thấy cũng đúng là có lý. Lẽ nào nói, có thể sống lâu hay không cũng phải tùy phúc phận rồi. Tuy rằng đúng là quan cao quyền quý có thể được hưởng những điều kiện trị liệu, sự ấm áp, ở khu vực tốt mà người thường không hưởng được, nhưng trong số những người trường thọ, gần như không có quan lớn. Hạ Tưởng lời ngay nói thật, cũng do hắn dạo này nhàn hạ, vừa lúc xem được trên TV có tiết lộ màn lừa đảo của một người giả mạo mình là thần tiên, lại có rất nhiều ngôi sao, người nổi tiếng là đệ tử của ông ta, giúp cho tên tuổi của ông ta dễ dàng trở nên nổi tiếng. Vị thần tiên này sau khi bị vạch trần, các minh tinh tranh nhau cải chính. Rằng họ không có liên quan gì với vị thần tiên này cả, nhưng vô số bằng chứng đã chứng minh quan hệ giữa họ với nhau, có muôn vàn nút thắt giữa họ. Do đó mà Hạ Tưởng đã có cảm nhận nói ra những lời đó. Người trường sinh cũng ít người là minh tinh, người nổi tiếng. Hạ Tưởng thấy lão cổ rất hứng thú khi nghe mình nói, trong lòng nghĩ dù sao cũng là nói chuyện phiếm nên tiếp tục. Người phàm trần cầu trường thọ, cho nên tin tưởng các chuyên gia dưỡng sinh mang vẻ ngoài đạo mạo. Người nổi tiếng tin vào trường sinh, nên sự theo đuổi càng cao quý hơn người bình thường như chúng ta, trực tiếp dựa vào thần tiên. Có lẽ trong tiềm thức của người nổi tiếng, thần nhân cũng ham danh lợi, cho nên thần tiên sẽ đặc biệt chiếu cố họ. Cổ nhân từng cảm thán, hóa ra Lưu Bang, Hạng Vũ không được học hành. Bây giờ chúng ta cũng cảm than, người nổi tiếng hóa ra không đọc sử. Lịch sử chứng minh rằng, cái gọi là thần tiên mà toàn thế gian này theo đuổi, toàn là kẻ lừa đảo. Từ Tần Thủy Hoàng bắt đầu cho đến mấy ông vua theo đuổi sự trường sinh triều đại nhà Minh đến nỗi tẩu hảo nhập ma. Bọn họ vì theo đuổi trường sinh bất lão, nhưng lại mang ý nghĩa châm chọc chính là, đều chết bởi cái được gọi là tiên đan bất lão. Lão cổ rất có đồng cảm, chậm rãi gật đầu. Tiểu Hạ nói có lý, người trên thế gian đều cho rằng tiền bạc có thể mua được tất cả, nhưng thực chất lại không biết rằng thanh tâm quả dục giữ cho lòng trong sáng mới có thể trường thọ.
Hai người đàm luận một lúc về trường sinh và dưỡng sinh, cảm giác thân thiết hơn không ít, lão cổ lại hỏi. Bây giờ tiểu hạ cấp bậc bao nhiêu? Hạ Tưởng cũng không giấu giếm, nói ra chức vụ của mình, lão cổ nghe xong, mặt nghiêm lại nói. Cậu nhờ cửa của ai mà được vào nằm phòng bệnh của cán bộ cấp cao? Hạ Tưởng phát hiện ra lão cổ là người cũng thú vị đấy chứ, nói đến vấn đề ông ấy có hứng thú thì cười tươi roi rói, nhưng tính cách, nguyên tắc của ông ấy lại rất mạnh, cứ nói đến vấn đề ông ta không thích thì lập tức nghiêm mặt, sắc mặt biến hóa cực nhanh, nếu là người bình thường đúng là không chịu nổi. May mắn là Hạ Tường không phải người bình thường, sớm đã luyện được khả năng chịu đựng, hắn biết người được nằm phòng bệnh cán bộ cấp cao đều là những người có lai lịch, nên cũng không giấu giếm, nói. Là phó chủ tịch tỉnh Tống muốn sắp xếp cháu vào đây bằng được, chứ thực chất cháu dễ tính, tùy tiện nằm phòng bên ngoài càng tốt hơn, nằm phòng cán bộ cấp cao áp lực quá. Sắc mặt lão cổ dịu đi chút ít, có điều nghe tới cái tên Tống Chiêu Độ lại không có phản ứng gì, lại hỏi. Có phải tự thấy mình cấp bậc thấp quá, ở cùng đám cấp cao thật kia không thoải mái không? Không phải như vậy. Hạ Tưởng cười hi hi. Cháu thấy mọi người đều sống đến 6-70 tuổi, thậm chí còn có 7-80 tuổi, cháu nghĩ chắc mình phải nỗ lực nhiều lắm mới sống được đến độ tuổi đó. Nghĩ đến vậy thì cảm thấy nằm phòng bệnh ngoài kia thoải mái hơn nhiều, ít nhất ngoài kia tuổi nào cũng đều có. Ha ha, ý cháu là chê bai chúng ta là mấy ông già rồi. Cháu không dám, chỉ là cháu nghĩ phải tôn kính mỗi người một lần, vậy thì mệt lắm. Cười một lúc, lão cổ lại hỏi. Tiểu hạ bị bệnh gì vậy? Nhìn cháu tinh thần rất tốt, chẳng giống mắc bệnh gì cả. Tống Nhất Phàm không vừa ý. Anh hạ người rất cường tráng, khỏe như vâm vậy làm gì mà mắc bệnh. Anh ấy vì cứu người, bị nước lũ cuốn đi đó. Ồ, mặt lão cổ hiện vẻ hiếu kỳ. Tình huống gì vậy? Kể bác nghe coi. Hạ Tưởng không muốn nhắc lại, Tống Nhất Phàm thì không phân bua, đã đem sự tích hào quang của Hạ Tưởng một năm một mười kể ra. Mới đầu sắc mặt lão cổ vẫn bình thường, nghe đến đoạn sau thần sắc dần dần ngưng động. Khi ông ta nghe kể đến đoạn hơn 100 người vì cứu Hạ Tưởng, đội mưa đội gió cõng hắn đến bệnh viện thì đứng dậy, thần sắc kích động, cuống quýt nói. Hảo hán, dũng cảm, có tâm huyết. Trong nháy mắt thần sắc ông ta toát ra khí thế dũng cảm tiến tới. Nghe liền một lúc Tống Nhất Phàm sinh động tự thuật, lão cổ nhìn Hạ Tưởng, vẻ mặt thêm phần thân thiết, vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, nói. Đúng là đồng chí tốt một lòng vì dân, cán bộ tốt. Lão cổ nhìn nhầm cháu rồi, với hành động cháu làm đủ tư cách xứng đáng nằm phòng bệnh cán bộ cấp cao. Buổi tối, nói thế nào Tống Nhất Phàm cũng không chịu đi về. Hạ Tưởng không thể làm gì khác hơn liền cầm điện thoại gọi cho Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ cũng khuyên không nổi con gái. Chỉ còn cách căn dặn cô ở đó phải ngoan, không nên làm dối, vừa dịp cuối tuần coi như đang cho cô nghỉ. Tống Nhất Phàm vì muốn được ở lại nên phải đồng ý nghe lời. Phòng bệnh Hạ Tưởng nằm có 2 phòng ngủ, mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ, không khác mấy khách sạn 3 sao. Hạ Tưởng để Tống Nhất Phàm nghỉ tại phòng bên cạnh, Tống Nhất Phàm ngoài miệng vâng, dạ, đợi Hạ Tưởng ngủ say liền len lén đi ra, ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn Hạ Tưởng, cũng không biết cô nhìn cái gì. Dù sao nhìn cũng không lâu thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ mất. Nửa đêm y tá đến kiểm tra phòng làm Hạ Tưởng tỉnh giấc. Lúc này hắn mới phát hiện Tống Nhất Phàm đang nằm bò bên giường ngủ, bộ dạng rất đáng yêu. Cổ nghiêng sang một bên, môi nhếch lên, lông mi hơi động động. Xuyên thấu qua ánh đèn, có thể nhìn rõ lông măng trên mặt dài, nhỏ phát sáng, làn da mịn màng, lóng lánh, sáng bóng như da em bé. Nhưng không hài hòa với khuôn mặt xinh đẹp kia lại chính là chút nước miếng điểm ở khóe miệng, lại thêm không ít thần thái ngây thơ, hồn nhiên. Y tá cười. Em gái anh xinh quá, khi ngủ nhìn cũng rất xinh. Cô ấy trắng hơn anh. Hạ Tưởng nhờ cô y tá giúp đỡ bế Tống Nhất Phàm trở về phòng. Ai ngờ lúc trời sáng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy cô bé nằm bò ngay bên cạnh giường say ngủ. Hạ Tưởng đành cười, cô nhóc này khá là cố chấp, nhưng cũng khá là đáng yêu. Thật là khiến người ta không bớt lo lắng. Tiếp sau đó mấy ngày, Hạ Tưởng liên tục đến sau viện nói chuyện với lão cổ. Hai người càng nói càng hợp ý, như là tiếc cho sự gặp mặt muộn màng này. Có điều khiến Hạ Tưởng trước sau vẫn khó thích ứng được, là tính khí của lão cổ hơi bướng một chút, chỉ cần bàn luận đến vấn đề mà ông ta không thích thì lập tức thay đổi sắc mặt. May ở chỗ qua tiếp xúc nhiều Hạ Tưởng cũng hiểu rõ tính khí của ông ấy,
biết tính ông ta bướng rất bướng, nhưng lại là người thẳng thính. Lúc ông ấy vui thì vui cùng ông ấy. Lúc ông ta thay đổi sắc mặt, Hạ Tưởng lập tức chuyển chủ đề. Mấy ngày sau, Hạ Tưởng rốt cục lấy được giấy phê chuẩn xuất viện. Lòng phấn khởi, Hạ Tưởng đến từ biệt lão cổ có chút buồn, nói. Không ngờ thời gian qua nhanh quá, nháy mắt đã đến lúc tạm biệt rồi. Hạ, cháu nói xem chúng ta còn có cơ hội gặp lại không? Cháu còn muốn ở bên cạnh bác, nói chuyện với bác không? Hạ Tưởng chỉ coi như lão cổ tuổi già, con người một khi già đi rất dễ trở nên hoài niệm, liền an ủi ông ấy. Có, nhất định còn cơ hội, cháu cũng rất sẵn lòng được nói chuyện với bác. Lão cổ lập tức vui trở lại. Được, bác tin lời cháu nói lời phải giữ lời. Khiến Hạ Tưởng bất ngờ chính là người đón Hạ Tưởng xuất viện là Lý Đinh Sơn và Cao Hải. Lý Đinh Sơn thấy tinh thần Hạ Tưởng khá tốt, cực kỳ vui mừng. Tiểu Hạ cuối cùng cũng xuất viện rồi, nhìn cậu khỏe thế kia, xem ra tính dưỡng cũng không tệ đó chứ. Cao Hải cũng thêm vào. Sau này bản thân phải chú ý an toàn, may là mạng cậu lớn, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi. Tiểu Hạ, cậu bây giờ một người lại tác động lên nhiều người lắm, lần sau không thể không coi an toàn của bản thân mà làm chuyện như vậy nữa. Hạ Tưởng cảm ơn Lý Đinh Sơn và Cao Hải đón hắn ra viện. Tào Thù Lê ngồi bên cạnh, cũng cảm ơn hai người. Trong thời gian Hạ Tưởng nằm viện, Mã Vạn Chính, Vương Bằng Phi và Phương Tiến Giang đều dùng các cách khác nhau hỏi thăm hắn. Đồng thời hắn cũng nghe được thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có quyết định biểu dương, khiến hắn trong lòng vô cùng cảm động. Đương nhiên, càng làm hắn vui hơn cả chính là tiến độ công trình đường Sơn Thủy tiến triển nhanh chóng, tất cả công nhân đều tăng ca thêm giờ, vất vả nhưng vẫn làm, không có ai than lấy một câu khổ. Thậm chí thôn làng cạnh đó sau khi nghe kể chuyện Hạ Tưởng xong, liền chủ động góp người góp sức, miễn phí dọn dẹp đá sỏi, chướng ngại vật trên đường. Hạ Tưởng nằm viện hơn một tuần. Đường Sơn Thủy đẩy nhanh 9 km, cộng thêm mấy km hoàn thành trước đó, nếu có thêm cùng đoạn thời gian như vậy thì có thể hoàn kết nối lại với huyện cảnh rồi. Thời gian thi công nhanh hơn so với dự tính vừa tròn một tháng. Tấm gương về sức mạnh là vô cùng, quả nhiên là như vậy. Khiến cho Hạ Tưởng cảm động nhất chính là trong thời gian nằm viện không chỉ có tất cả bạn bè đến thăm hắn, Tào Thù Lê cũng rất tận tâm chăm sóc hắn, mặc cho mệt mỏi không oán lấy một câu. Khiến hắn vui mừng nhất chính là cô bé không vì chuyện xả thân cứu người chỉ trích hắn câu nào, cũng không hỏi chi tiết lúc xảy ra chuyện, giống như mọi chuyện chưa từng được xảy ra. Thật ra cô ấy không muốn nghĩ tới, không muốn nhắc tới, muốn đem sự hoảng loạn, lo lắng giấu kín trong tim, không dám xúc động, sợ mình không kìm nổi sẽ bật khóc, chạm vào vết thương của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng rất hiểu sự im lặng của cô. Cô bé người lớn rồi, trưởng thành rồi, cũng bắt đầu tiếp nhận gánh nặng của cuộc sống. Hạ Tưởng cảm thấy từ lúc bác Tào đi rồi, cô bé nhanh chóng trưởng thành, từ lúc là thiên kim của phó thị trưởng, dần dần trở thành kỹ sư thiết kế, tự lực cánh sinh kiếm sống, là người vợ cẩn thận, không nề hà chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho hắn, từ sâu trái tim hắn cảm nhận cái tốt từ cô ấy. Đồng thời, Hạ Tưởng hiểu sự im lặng và né tránh hợp lý của Liên Nhược Hạm. Từ lúc lần trước cô ấy xuất hiện cùng Cao Lão, sau đó cũng không thấy xuất hiện thêm lần nữa, điện thoại cũng ít khi gọi. Nhưng trong lòng Hạ Tưởng hiểu rất rõ, cô ấy nhất định là đang đợi Hạ Tưởng chủ động tìm mình. Cô ấy không muốn làm cho hắn thêm phiền, cũng không muốn xuất hiện nhiều khiến người ta thị phi. Dù sao Hạ Tưởng đã đính hôn rồi, cô ấy chỉ là nhẫn nại chờ đợi Hạ Tưởng xuất hiện. Thực ra mà nói, Tiếu Giai tuy ít gặp hắn nhất, Tiếu Giai cũng ít lo lắng cho hắn nhất, rất nhiều chuyện cô ấy không được biết, thôi thì để cô ấy làm người con gái đơn giản, tránh xa những chuyện phiền não. Cuộc sống đã mang đến cho cô ấy không ít bất hạnh, nên để cô ấy sống đơn giản một chút. Việc không đáng để lo, không đáng để phiền, không biết cũng vậy. Không biết cũng là một kiểu hạnh phúc. Hạ Tưởng về đến huyện An, nhận được sự hoan nghênh như vị anh hùng. Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm vốn muốn tự mình đích thân đến bệnh viện đón Hạ Tưởng, nhưng nghe nói có lãnh đạo thành phố đón rồi, nên cũng biết điều không ra mặt nữa. Ai ngờ Lý Đinh Sơn và Cao Hải đích thân đưa Hạ Tưởng tới tận huyện An. Khiến cho lãnh đạo to nhỏ của huyện An đều kinh ngạc. Tuy rằng quan hệ của Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn rất tốt, nhưng để cho một thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy đích thân tiễn về huyện An, thể diện hẳn phải lớn lắm. Sự kinh ngạc qua đi sau đó, là sự đón chào sôi nổi Lý Đinh Sơn trở về huyện An. Lý Đinh Sơn cũng có tình cảm với huyện An, không ra vẻ tự cao, bắt tay tất cả mọi người,
thái độ dễ gần, bình dị. Cao Hải cũng rất ôn hòa, gật gật đầu biểu thị ý chào với từng người, không có chút gì là kiểu cách phó thị trưởng. Lý Ninh Sơn sau đó tuyên bố quyết định của thành ủy trước đại chúng, biểu dương hành động xả thân cứu người của chủ tịch huyện Hạ, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố còn đặc biệt phái người đến huyện An mở đại hội biểu dương đồng chí Hạ Tưởng. Thời gian, nội dung cụ thể sẽ do phó thị trưởng Đàm tiếp xúc bàn bạc với huyện ủy huyện An. Cái gì? Phó thị trưởng Đàm đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố biểu dương phó chủ tịch huyện Hạ. Người thông minh sẽ lập tức đoán ra ngay chuyện này là do có người cố ý làm khó Đàm Long, liên tưởng tới chuyện Đặng Tuấn Kiệt bị ghi tội xử phạt, lại bị điều đến huyện Hải xa xôi, mọi người nhìn lại Hạ Tưởng, ánh mắt biểu lộ vẻ kính sợ. Lần trước Hạ Tưởng bị bắt, kết quả lại tốt ngược lại, kẻ bắt hắn rớt đài thì người rớt đài, người bị bắt. Lần này, phó thị trưởng Đàm chỉ là đứng sau bày ra chút chuyện, cuối cùng là Đặng Tuấn Kiệt bị điều đi, phó thị trưởng Đàm lại phải mở hội nghị biểu dương Hạ Tưởng. Tiết lộ cho bên ngoài tin tức chính là, phó thị trưởng Đàm công khai xin lỗi. Vì thế, ánh mắt của không ít người chuyển qua nhìn Phòng Ngọc Huy, nghĩ thầm không biết Phòng Ngọc Huy sẽ có kết cục như thế nào. Là bí thư đảng ủy xã, xếp gần sau cùng trong danh sách ủy viên thường vụ. Phòng Ngọc Huy đứng chen trong đám người, mắt híp lại nhìn Hạ Tưởng, mặt nở nụ cười không cho là đúng, trong lòng lại nghĩ, phó chủ tịch huyện Hạ, ngài có thể oai phong thêm được mấy ngày. Đàm Long nói cho Phòng Ngọc Huy hay, công việc sắp tới của Hạ Tưởng có thể có thay đổi lớn, khả năng lớn nhất có thể là rời khỏi thành phố Yến, cho nên hắn không cần phải lo lắng. Ngày tháng Hạ Tưởng còn được ở lại huyện An, chắc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay rồi. Phòng Ngọc Huy đắc ý nghĩ, mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng đều ở thành phố Yến, một khi đi khỏi phạm vi quản hạt của thành phố Yến, hắn còn có thể gây ra sóng gió gì nữa. Nghe Đàm Long tiết lộ, có thể sẽ điều Hạ Tưởng đến tỉnh ủy đảm nhận chức vụ nhàn hạ, được, chờ xem hắn đến cơ quan tỉnh ủy rồi có còn oai phong, khí thế như hiện giờ không. Đến lúc đó xem hắn bị người khác chỉnh lên sửa xuống không còn ra hồn nữa. Phòng Ngọc Huy nghĩ đến vậy suýt nữa bật cười thành tiếng. Thắng ván này không có nghĩa ván sau cũng thắng, xem ván tiếp theo ai mới là người cười cuối cùng. 3 ngày sau, Đàm Long đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tới thăm huyện An. Mở đại hội mời cán bộ toàn huyện tới dự, công khai biểu dương Hạ Tưởng. Thần sắc Đàm Long tự nhiên, tuyên đọc quyết định của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, lại nhiệt tình phát biểu, cũng được coi là có tài năng biểu diễn tốt, một chút xấu hổ, ngại ngùng cũng không có, dường như hắn chưa bao giờ chống đối Hạ Tưởng vậy. Đàm Long thực hiện các trình tự xong, quay về thành phố Yến. Trước khi đi, có nói vài lời sâu xa với Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng này, đồng chí làm được một việc rất có ích, có điều nên nghe tôi khuyên một câu, ưu tú quá sẽ bị người khác đố kỵ, nên là kiềm chế bớt đi một ít tốt hơn. Làm việc thật, lập thành tích nhưng không nhất thiết phải nổi danh mới được. Cảm ơn Phó Thị trưởng Đàm chỉ bảo. Hạ Tưởng không rõ lắm hàm ý của Đàm Long, chỉ coi như ông ta thuận miệng nói mà thôi. Thực chất lúc hắn cứu người, đâu có thời gian mà nghĩ đến nổi danh, nghĩ đến lợi ích mà mình sẽ đạt được trong chuyện này. Tất cả chỉ là bản năng mà thôi. Nghĩ đến tin tức thời sự trên TV khi phỏng vấn một số anh hùng, các anh hùng thường khi tường thuật lại khoảnh khắc lúc cứu người, nào là đấu tranh suy nghĩ kịch liệt, nào là phát biểu hùng hồn thì hắn chỉ muốn cười. Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, căn bản không cho phép người ta nghĩ nhiều. Nhiều người cứu hay không cứu, chỉ là bản năng của bản năng, là phản ứng trong nháy mắt. Lúc đó, bộ óc con người đa số đều trống rỗng. Nháy mắt. Quốc Khánh đã tới. Thời gian Quốc Khánh, Hạ Tưởng ngoài đi thăm bạn bè người thân xong, còn đưa Tào Thủ Lê đi thành phố Bảo. Bác Tào vì bận công việc không thể dứt ra, không thể về nhà đón Quốc Khánh. Tào Thủ Lê nhớ cha, Hạ Tưởng liền đưa cô đến thành phố Bảo 2 ngày. Công việc của bác Tào cũng được coi là thuận lợi. Dù sao bí thư thành ủy nắm toàn cục trong tay, thị trưởng tuổi đã cao, đã không nghĩ được nhiều nữa nên rất phối hợp với công việc của bác Tào. Trên cơ bản, bộ máy thành phố Bảo cũng khá đoàn kết, không có mấy chỗ làm người ta phải lo lắng. Trở lại thành phố Yến, Hạ Tưởng đến thăm mấy vị lãnh đạo. Cùng Phùng Húc Quang đến gặp Phó Chủ tịch tỉnh Mã, cùng Lý Ninh Sơn, Cao Hải, Tống Chiêu Độ đi câu cá, cũng không quên cùng Vương Bằng Phi, Phương Tiến Giang và cả Tần Thác Phu đánh bài, cuối cùng là nhận lời mời của Cao Lão, đến nghiệm thu hoàn thành viện an dưỡng và trung tâm hội nghị ở công viên rừng rậm. Trung tâm hội nghị hoành tráng, lộng lẫy. Viện an dưỡng ấm áp,
đơn giản tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Hạ Tường. Trung tâm hội nghị mang hơi hướng phục cổ, thiết kế gạch xanh, ngói lục, như hóa trang hòa mình giữa tầng tầng lớp lớp cây xanh, thực sự mang được sự tao nhã, trong ồn ào có yên tĩnh. Màu sắc viện an dưỡng được thiết kế nhẹ nhàng, nhạt nhạt, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Mới đầu nhìn thiết kế không thấy có gì đặc sắc, nhìn kỹ lại thì phát hiện các căn phòng rải rác và các ngôi đình gấp khúc quanh co liên thông lại mang dụng ý đạm bạc, thanh tịnh. Hạ Tường khen ngợi. Thiết kế, dùng tâm của người thợ thật tuyệt. Cao Yao, đây mới đúng là bút tích đại sư của chú. Cao lão cười. Đúng là Hạ Tường, cậu nhìn kỹ lại xem thiết kế trước mắt, là bút pháp của ai? Hạ Tường sững người, nhìn lại một lúc lâu, bỗng nhiên xấu hổ cười. Hình như là sáng kiến của cháu, Cao lão chỉ là thay đổi một số chi tiết thôi. Quái lạ, cháu từ lúc nào lại có mạch nghĩ trôi chảy vậy chứ? Tiểu Hạ, không phải tôi nói cháu không quan tâm đến tài hoa thiết kế của mình quá rồi. Quá lãng phí phần tư chất trời cho rồi. Thực ra viện an dưỡng và trung tâm hội nghị hoàn toàn là từ tay cháu mà ra, chỗ tôi thay đổi rất ít, chỉ là phần màu sắc là tự ý thay đổi theo ý của mình. Cao lão hơi hơi cảm thán, có chút tiếc nuối, nói. Cháu từ lúc theo nghiệp chính trị, từ đó thế giới này đã mất đi một nhà thiết kế lớn. Chương 378, cánh tay sau rèm. Các tác phẩm thiết kế mà Hạ Tưởng làm lúc tốt nghiệp, hình như cũng có đạt giải gì đó. Có điều hắn không để tâm tới, bởi vì lúc tốt nghiệp tiện tay chuyển hết thiết kế tốt nghiệp cho giáo viên hướng dẫn, căn bản không nhớ ra để xin lại. Lẽ nào hắn thực sự có tài năng thiết kế? Cho nên sau khi tham khảo một số thiết kế tiên tiến của thế hệ sau, mới đột nhiên phát ra hào quang chói mắt. Dù thế nào đi chăng nữa, nghiệp thiết kế là không thể được nữa, Hạ Tưởng khiêm tốn cười cười. Lại cùng Cao lão đến viện an dưỡng và trung tâm hội nghị tham quan thiết kế bên trong, nhìn thấy bên trong từ trang trí đến nội thất đều được làm đến mức tốt nhất, sâu trong lòng cảm thấy vừa ý. Ban đầu dự tính viện an dưỡng và trung tâm hội nghị sẽ hoàn công trong hè này, nhưng để đạt được độ tinh xảo thì thời hạn gia công sẽ kéo dài thêm 1-2 tháng. Hạ Tưởng nghĩ thầm, quả nhiên chậm mà chắc, chậm mới làm tỉ mỉ được, khắp nơi đều hiện lên vẻ tinh xảo, bất phàm. Hắn dám cam đoan. Thiết kế viện an dưỡng và trung tâm hội nghị là hạng nhất, đừng nói là tỉnh Yến, ngay cả đem đến Bắc Kinh đi thi đấu thì cũng đứng vào hàng thượng thừa. Trong lúc tham quan viện an dưỡng và hội nghị trung tâm, Hạ Tưởng và Cao lão thương thảo một số vấn đề triển khai công việc như thế nào, đưa viện an dưỡng và hội nghị trung tâm giới thiệu ra thị trường. Nháy mắt đã đến trưa, lúc chuẩn bị gọi cơm thì Cao lão cười thần bí. Tôi hẹn với ông Sở ăn cơm chưa nói chuyện phiếm, không nói chuyện với cậu nữa. Hạ Tưởng nhìn thấy trong nụ cười của Cao lão có chút láo lỉnh. Biết là ông ta đang có ý tạo không gian riêng cho hai người. Nhìn Cao lão hắn bỗng nhớ đến lão cổ, trong tâm thầm nghĩ, người có tính cách thoáng đạt, khi sống đến tuổi lão niên thì giống như lão ngoan đồng, già mà nghịch ngợm như trẻ con cũng đôi lúc nghịch ngợm một chút. Hạ Tưởng liền đi về hướng Liên Cư, chỗ Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm quay trở về đã được một thời gian nhưng chỉ mới gặp Hạ Tưởng một lần. Do ở bệnh viện có nhiều tai mắt, không nói chuyện được nhiều. Có thể nói, sau khi về nước Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng chưa có được một lần nói chuyện tử tế. Chỉ chốc lát sau, Liên Cư đã ở xa xa ngay trước mắt. Hạ Tưởng đã lâu không đến Liên Cư rồi. Về lại trốn xưa lần nữa, nhớ đến cảnh năm ngoái Liên Nhược Hạm rời đi Mỹ, chỉ chớp mắt thôi, một năm đã đi qua rồi. Thật đúng là thời gian như thoi đưa, nhớ lại thời gian hồi còn ở huyện Bá. Lấy tay bấm bấm vậy là hắn và Liên Nhược Hạm đã quen biết được 3 năm rồi. Tuổi thanh xuân đẹp nhất của người phụ nữ được mấy lần 3 năm. Bước chân Hạ Tưởng dần trở nên nặng nề, thời khắc bắt đầu chạm chân vào cây cầu gỗ, bỗng nhiên có cảm giác Liên Cư trở thành vật tượng trưng và ký thác với hắn. Tượng trưng cho tình yêu của Liên Nhược Hạm, ký thác ước mộng của hắn. Nhẹ nhàng gõ cửa, người bước ra là Vệ Tân. Sao lại là Vệ Tân? Hạ Tưởng bỗng chốc sừng sốt. Gần đây hắn gặp qua Phượng Mỹ Mỹ, lại chính mắt nhìn thấy Phượng Mỹ Mỹ và Tiêu Ngũ nhanh chóng đến với nhau, cảm than thẩm mỹ của một người ngoan cố như thế nào, lại không thể dễ dàng thay đổi. Chỉ độc không ý thức tới giữa bản thân và Vệ Tân, tuy rằng cả hai đã gặp mặt nhau từ trước, tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa có chuyện gì phát sinh. Giờ gặp lại Vệ Tân, Hạ Tưởng bỗng nhớ lại, thì ra trong năm Liên Nhược Hạm bỏ đi, số lần hắn gặp Vệ Tân chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ sâu hơn. Trong lòng hắn đã hiểu một đạo lý. Tiêu
Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ lại một lần nữa nhanh chóng đến bên nhau là bởi hai người đều có cảm giác với nhau, còn mối quan hệ giữa hắn và Vệ Tân đến cuối cùng vẫn chỉ là những cảm giác nhạt nhẽo, nguyên nhân chính là vì tự mình đã có ý cố tình tách xa. Chuyện trên thế gian, chỉ cần một bên thoái nhường thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Hạ Tưởng đã qua một lần đối mặt với cái chết rồi, đột nhiên hiểu ra đạo lý này, sau đó lại liên tưởng tới hiện tượng người thứ ba, bổ nhí ngày càng trở nên phổ biến. Đứng ở góc độ công bằng mà nói, cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên người đàn ông. Nếu như phụ nữ không tham tài, không tham vọng hư vinh, thì sao có thể cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba? Đương nhiên cũng không loại trừ những mối tình chân chính nhưng lại muộn màng, là kiểu si tình ôm hận lúc chưa ai thuộc về ai mà lại không được sớm gặp nhau. Có điều những trường hợp đó không nằm trong phạm vi Hạ Tưởng suy nghĩ tới, bởi khi Vệ Tân nhìn thấy Hạ Tưởng, đột ngột hỏi một câu. Anh đến làm gì? Vẻ mặt bất bình, phẫn nộ. Hạ Tưởng dường như hiểu được cái gì đó, không đáp, chỉ hỏi. Nhược Hạm đâu? Cô ấy không muốn gặp anh. Vệ Tân đứng ngay giữa cửa, ngăn không cho Hạ Tưởng bước vào. Người phụ nữ si tình, lại trở thành kẻ phụ tình người khác, từ cổ chí kim luôn là thế. Anh đừng có đến làm phiền Tổng Giám Đốc Liên nữa. Vệ Tân, không có chuyện của em nữa rồi. Em đi bận đi. Liên Nhược Hạm khẩn khoản đi từ trên tầng xuống. Trên người mặc bộ váy lụa nền trắng hoa màu lam, tóc được búi tự nhiên, mang vẻ đẹp tựa như đóa sen hồng nổi giữa làn nước trong. Vệ Tân hơi bất mãn liếc mắt nhìn Hạ Tường, bắt đắc dĩ đành phải đi lên tầng. Hạ Tường liền lên tầng ôm Liên Nhược Hạm vào lòng, giọng khẽ nói. Em chịu khổ nhiều rồi. Liên Nhược Hạm uể oải, ngáp dài, rồi tủm tỉm nói. Khổ cái gì chứ, em mọi thứ đều tốt cả. Em quen anh sau cả cô bé Lê kia. Nhưng chuyện gì cũng cướp trước cô bé. Nói ra người tủi thân nhất phải là cô bé đó mới đúng. Em luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy, em suy nghĩ kỹ rồi, đợi khi nào quyền thức cổ phần công ty mạng phân chia xong, em sẽ chia cho cô ấy 5% cổ phần. Hạ Tưởng sửng sốt. Bé Lê không thiếu tiền, với lại hình như không được đúng cho lắm, cô ấy sẽ không nhận đâu. Sẽ nhận, không phải em cho cô ấy, em cho con cô ấy. Liên Nhược Hạm cười bí hiểm. Nụ cười đắc ý, nụ cười hạnh phúc. Cũng là cho anh chị em cùng cha khác mẹ của bé. Liên Nhược Hạm nhẹ nhàng đặt một tay lên bụng, trong ánh mắt đong đầy sự yêu thương tình mẹ. Cái gì? Hạ Tưởng kinh ngạc. Có rồi. Hắn vội cong người, vòng tay qua eo Liên Nhược Hạm, nhanh chóng bế vào phòng hắn, nhẹ nhàng đặt Liên Nhược Hạm lên giường, sau đó áp cái tai lên bụng cô nghe ngóng nhưng đã bị Liên Nhược Hạm đang tươi cười chặn lại, đẩy hắn sang một bên. Đồ ngốc, mới phát hiện có thôi, lấy đâu ra động tĩnh gì? Hẳn là đồ Trung Quốc chế tạo, đến Mỹ được kết tinh lại rồi. Hạ Tưởng nghĩ lại, lần gần đây nhất hắn chỉ ở bên Liên Nhược Hạm được một tháng, khoảng thời gian cùng với cô ở Mỹ. Có lẽ là từ lúc đó bắt đầu đã mọc rễ nảy mầm. Vẻ mặt Liên Nhược Hạm sáng ngời lên niềm hạnh phúc, say mê, không một lời trách móc Hạ Tưởng gần đây không có thời gian ở bên cô mà nói. Không ngờ em cũng có lúc được làm mẹ, chỉ cần nghĩ đến sinh mạng nhỏ đang dần lớn lên trong bụng mình thì cảm thấy cảm giác cực kỳ đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Anh nói xem, sẽ là con gái hay là con trai? Nếu là con trai thì đặt tên gì? Là con gái thì đặt tên gì? Phụ nữ ai cũng giống nhau cả, khi có con rồi tất cả mọi sự chú ý hầu như được đặt hết lên đứa con, còn nỗi nhớ về người đàn ông thì bị giảm bớt đi phân nửa. Cho dù Liên Nhược Hạm có hơi ngang bướng, có hơi kiêu kỳ, nhưng khi đã biết mình có thai thì bắt đầu bộc phát tình mẫu tử, khiến Hạ Tưởng nghĩ rằng, có lẽ đợi đứa bé ra đời xong sau đó, Liên Nhược Hạm sẽ đặt hết sự quan tâm vào đứa con, bớt để ý đến hắn hơn. Có điều, nhiều vấn đề của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng đều không trả lời. Vấn đề mà hắn quan tâm chính là, em định sinh con ở đâu? Nếu sinh trong nước, Liên Nhược Hạm sẽ phải đối mặt thế nào trước áp lực của họ tộc? Tốt nhất vẫn là đến Mỹ sinh. Cô ấy đã gia nhập quốc tịch Mỹ rồi, nếu sinh con ở đó, đứa trẻ sẽ được mang quốc tịch Mỹ. Có điều khi nghĩ đến tương lai của đứa bé, Hạ Tưởng vẫn mong muốn nó được sinh sống và lớn lên ở Trung Quốc, được giáo dục bởi nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Em chưa nghĩ ra, dù sao thì vẫn còn sớm, em sẽ ở trong nước một thời gian đã rồi tính tiếp. Liên Nhược Hạm trở tay vòng ra ôm lấy Hạ Tưởng, cực kỳ dịu dàng nói. Em đã có con của anh rồi, anh có vui không? Không ngờ anh sắp làm bố rồi,
nghĩ lại vẫn có cảm giác như là một giấc mơ vậy. Hạ Tưởng cười ngây ngô một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay xoa nhẹ nhẹ lên bụng Liên Nhược Hạm rồi dặn dò. Phải tìm một cô bảo mẫu đến chăm sóc cho em, việc của công ty em đừng lo lắng quá, miếng đất nhà máy thép và nhà máy chế biến thuốc để anh xoay sở là được rồi. Những việc khác cố gắng giao hết cho Cao Lão hoặc Phó Tổng Giám Đốc xử lý, em chỉ cần nghỉ ngơi nhiều vào, chú ý bồi dưỡng để sinh một thằng cu trắng mập là được rồi. Ý của anh là, nếu em sinh con gái thì anh sẽ không thích phải không? Liên Nhược Hạm trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, vẻ không vừa ý. Sao lại thế được? Hạ Tưởng vội vàng cười ngây ngô. Con gái thân thiết với bố nhất, sinh con gái cũng tốt, lớn lên sẽ xinh đẹp như em vậy, sẽ có biết bao nhiêu nhà phải đến cầu thân với chúng ta, anh là bố đương nhiên là vui mừng, thấy mình rất đáng tự hào rồi. Tự khen mình kìa, không cần biết là con trai hay con gái, đều là con của một mình em thôi, có liên quan gì đến anh. Liên Nhược Hạm không nể tình véo Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng không chống đối lại, chỉ cười cười. Hai người nói những lời tình tứ với nhau được một lúc, câu chuyện toàn xoay quanh chủ đề đứa bé ra đời và tương lai của nó như thế nào. Hạ Tưởng có ý đề cập đến miếng đất nhà máy thép và nhà máy thuốc thì Liên Nhược Hạm hững hờ, không có chút hứng thú bàn luận, dường như trên thế giới này không có gì quan trọng bằng đứa bé sắp ra đời, khiến Hạ Tưởng cảm thấy bất lực. Thêm nửa ngày nữa trôi đi, Hạ Tưởng thấy Liên Nhược Hạm không đề cập đến chuyện hắn bị thương phải nằm viện thế nào, trong lòng cảm thấy tủi thân, nói. Em thay đổi tình cảm cũng quá nhanh chóng và triệt để quá, cũng không quan tâm xem anh bị nước cuốn đi thế nào. Bị thương thế nào, rồi chị thương ra sao? Em là vợ mà chẳng làm đủ chức trách gì cả. Bên cạnh anh không phải không có người chăm sóc, có bé Lê, có em Nhất Phàm, nghe nói còn có Nghiêm Tiểu thì cũng muốn chăm sóc tận giường cơ, đâu đến lượt em hỏi han ân cần nữa, phải không? Vẻ mặt Liên Nhược Hạm đang cười đó, nhưng khi nói lại cắn chặt từng chữ, từng chữ. Hạ Tưởng muốn chảy mồ hôi, vội nói. Bé Lê chăm sóc anh là việc hoàn toàn chính đáng, Nhất Phàm chỉ là hiếu kỳ, cô bé chỉ là đến làm loạn thôi. Còn về Nghiêm Tiểu thì, hình như cô ta chưa nói yêu cầu được chăm sóc tận giường, em đừng có mà ăn nói linh tinh không có chứng cớ. Có thật là không đó. Mắt Liên Nhược Hạm chớp chớp. Hạ Tưởng bị cô làm cho quay cuồng, dùng sức suy nghĩ. Nghiêm Tiểu thì đúng là có đến thăm hắn. Nhưng hình như chỉ có ngồi một lúc rồi đi. Lúc đó người ra vào nhiều, hắn cũng không nói chuyện riêng với cô ta, ở đâu ra mà nói là chăm sóc trên giường. Lại thấy Liên Nhược Hạm đang rất cố gắng nén cười, hắn liền hiểu ra, cười. Còn muốn dọa nạt người nữa không? Được, em nhớ đấy, càng học càng hư. Có phải đã bị tư tưởng tư lợi của chủ nghĩa đế quốc Mỹ ăn mòn rồi không? Nào có đâu, người Mỹ mà muốn đục ruộng em thì còn lâu ý. Liên Nhược Hạm, hứ, một tiếng, sau đó cắn vào tai Hạ Tưởng, nói. Là bé Lê nói cho em biết đó. Cô ấy nói, để em giám sát anh chặt thêm một chút, không thì anh lại chạy linh tinh. Hạ Tưởng không tránh được xấu hổ, chảy mồ hôi, có thật là mình xấu xa như vậy không? Không ngờ Liên Nhược Hạm nói ra một câu khiến hắn nhẹ lòng đi một chút. Ý của bé Lê thực ra là muốn nói, cô bé thấy rằng nếu so với em thì có thể anh sẽ nghe lời em hơn. Để em giám sát anh, sau này không để anh làm những việc nguy hiểm như thế nữa. Anh phải biết rằng, anh không chỉ là một người cán bộ, anh còn là chồng của người khác, là con của bố mẹ. Sau này cũng là cha của những đứa trẻ, trách nhiệm của anh rất lớn. Hạ Tưởng đã hiểu nỗi lòng của Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê, gật đầu thật mạnh. Anh hiểu rồi. Ăn cơm chưa xong, Hạ Tưởng cùng Liên Nhược Hạm đi bộ một lúc, sau đó về phòng nghỉ trưa. Đợi cho Hạ Tưởng ngủ thật say. Liên Nhược Hạm khẽ tỉnh dậy, quay nghiêng người ngắm nhìn hắn, thì thào nói. Đừng trách em nhé, em cũng là vì muốn tốt cho anh. Anh không biết rằng chuyện xảy ra với anh đã làm người khác sợ đến thế nào. Nếu anh cứ xông lên đầu tiên như thế, thì em thà không để anh theo chính trị. Em muốn điều anh đến Bắc Kinh, đến một ban yên lành ở đó một thời gian. Không phải là từng bước thăng chức sao? Ở đâu thăng chức mà chẳng giống nhau là thăng? Trong vô tình... Có vài cánh tay của vận mệnh đều đang hướng về Hạ Tưởng. Ngoài Liên Nhược Hạm âm thầm hành động ra, trong tỉnh, việc sắp xếp vị trí của Hạ Tưởng cũng dậy lên nhiều tranh cãi. Trong văn phòng bí thư tỉnh ủy, khói bay lượn lờ. Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng ngồi đối diện nhau, hai người không nói chuyện, chỉ là không ngừng hút thuốc. Ngay tại vừa rồi, Thôi Hướng đột nhiên tìm đến Diệp Thạch Sinh,
đề xuất Hạ Tưởng phó chủ tịch thường trực huyện An làm việc chăm chỉ, năng lực xuất sắc, đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện An gần 2 năm nay, lập được không ít thành tích. Vừa đúng lúc trưởng phòng tin tức của văn phòng tỉnh ủy về hưu, Thôi Hướng có ý điều Hạ Tưởng đảm nhận vị trên thay thế cho trưởng phòng sắp về hưu, đề bạt lên cấp cục trưởng. Diệp Thạch Sinh nghe xong phản ứng đầu tiên là, Thôi Hướng thò tay ra quá dài rồi, đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, đến vị trí trưởng phòng của văn phòng tỉnh ủy cũng nhắm lấy, có phải hơi nhàn rỗi quá không? Nghĩ lại lại thấy không đúng, Hạ Tưởng nhiều nhất đợi thêm một năm rưỡi nữa thì có khả năng sẽ được đề bạt lên chức chủ tịch huyện. Trong lúc thời cơ tốt như vậy ai lại mong muốn đến phòng tin tức văn phòng tỉnh ủy làm trưởng phòng? Rõ là từ cục phó được thăng lên cấp cục trưởng, nhưng thực tế thì lại từ phó chủ tịch huyện, có quyền lực thực sự lại bị đề bạt đến bộ phận nhàn rỗi, giống như kiểu rõ ràng được lên chức nhưng bên trong lại bị hạ bệ. Thôi Hướng đang muốn chỉ Hạ Tưởng. Diệp Thạch Sinh có ấn tượng bình thường với Hạ Tưởng, chỉ hơi đố kỵ mạng lưới quan hệ rộng trong thành phố và tỉnh của hắn. Cộng thêm lời nói của Cao Thành Tùng đã để lại ám ảnh trong lòng y, thế nhưng y vẫn không coi Hạ Tưởng là đối tượng đáng uy hiếp. Việc Thôi Hướng gấp rút nhảy ra, trực tiếp đề xuất với y về việc sắp xếp vị trí cho Hạ Tưởng rốt cục là mang ý đồ gì. Là hắn ta đã biến Hạ Tưởng thành người của mình để đến thăm dò y. Hay là mượn cơ hội đến sờ nắn y, xem y có đủ khả năng tạo dựng uy quyền của một bí thư tỉnh ủy. Diệp Thạch Sinh không tỏ ý kiến, đáp lại một câu. Sắp xếp như vậy hình như không được thỏa đáng mấy. Sau đó hai người bắt đầu không ngừng ngồi hút thuốc. Việc Hạ Tưởng bị thương phải nằm viện có Trần Phong và Hồ Tăng Chu cùng nhau đến thăm, Diệp Thạch Sinh biết. Cao Tấn Chu ở trên tỉnh và Tống Triều Độ cũng xuất hiện tại phòng bệnh của hắn, trong lòng y cũng đủ rõ, y hơi thất kinh trước mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng. Tuy từng có suy nghĩ trị hắn ta, nhưng cũng chỉ là nghĩ tìm cơ hội nào đó thích hợp điều Hạ Tưởng rời xa thành phố Yến. Điều đến huyện khác làm chủ tịch huyện mà thôi. Chỉ là Diệp Thạch Sinh không ngờ tới, ý muốn của Thôi Hướng muốn động đến Hạ Tưởng còn mạnh hơn cả y. Với lại đề nghị của y đã thể hiện rõ muốn diệt con đường tiền đồ chính trị của Hạ Tưởng. Điều đến văn phòng tỉnh ủy xong, cho dù là làm một nhiệm kỳ trưởng phòng, lần tới sẽ đường hoàng thăng lên chức phó giám đốc sở, đảm nhiệm một nhiệm kỳ phó chánh văn phòng tỉnh ủy, sau đó từ từ tích lũy kinh nghiệm, lai lịch, đến lúc thăng lên giám đốc sở. Trên cơ bản sẽ đảm nhiệm chức giám đốc một sở trực thuộc tỉnh hoặc bí thư đảng tổ. Cứ chậm rãi như vậy chặt đứt con đường chính trị bắt đầu từ địa phương của Hạ Tưởng. Nếu không bắt đầu từ địa phương được thăng chức dần dần theo từng bước thì rất khó tuân theo trình tự bình thường, từ thị trưởng đến bí thư thành ủy, rồi đến phó chủ tịch tỉnh, từng bước bước lên vị trí cao. Trên cơ bản có thể nói, hướng đi mà Thôi Hướng vạch ra chính là có ý muốn hủy diệt Hạ Tưởng. Đối với tiền đồ của Hạ Tưởng, Diệp Thạch Sinh không để tâm đến lắm, y chỉ quan tâm đến dụng ý thật sự trong hành động này của Thôi Hướng, là thử thăm dò cái đáy cuối cùng của y, hay chỉ đơn thuần là gây khó dễ cho Hạ Tưởng. Diệp Thạch Sinh luôn hoài nghi ý đồ của Thôi Hướng, luôn cảm thấy Thôi Hướng có thể cho Hạ Tưởng là người mình, nên muốn lấy Hạ Tưởng làm hòn đá kê chân, đến thăm dò y, sờ mó dây chốt của y. Tính cách Diệp Thạch Sinh không cứng rắn, chính là vì Cao Thành Tùng mà ra. Y làm chủ tịch tỉnh ở tỉnh Yến mà luôn phải chịu sự uất nghẹn. Bây giờ khó khăn lắm mới thoát khỏi cái bóng của Cao Thành Tùng thì lại nhảy ra một phó bí thư có ý đồ đoạt ban đoạt quyền rõ như ban ngày. Và còn có thêm một tên chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng luôn luôn ở bên quan sát chăm chú. Y bỗng nhiên thấy tình cảnh trước mắt của mình chẳng khá hơn so với thời kỳ dưới trướng của Cao Thành Tùng chút nào. Trong lòng Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên nổi lên sự tức giận. Tôi thấy không thích hợp lắm. Việc này tuy rằng sự suy xét của tỉnh ủy là xuất phát từ toàn diện, nhưng cũng phải trưng cầu ý kiến của thành ủy thành phố Yến. Diệp Thạch Sinh trầm tư một lúc, đem bóng vứt qua bên thành ủy thành phố. Y biết, bí thư thành ủy Trần Phong sẽ hết sức bảo vệ và ủng hộ Hạ Tưởng, chắc chắn sẽ không đồng ý với đề xuất của Thôi Hướng. Thôi Hướng nghe xong trong lòng thầm chửi, lão hồ ly này, vừa nhát gan vừa không có trách nhiệm, lại dám lấy Trần Phong ra hù dọa. Trần Phong đúng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng một mình ông ta cũng không thể bao bọc được cho Hạ Tưởng. Tỉnh ủy mà muốn điều động một phó chủ tịch huyện, chỉ cần nói với thành ủy một tiếng là được rồi, lại còn phải trưng cầu ý kiến của bọn họ sao? Lẽ nào tỉnh ủy không có cái quyền điều động bất cứ phó chủ tịch huyện nào trong phạm vi nội tỉnh nữa? Thôi Hướng ôn hòa hỏi lại. Chương 379, kết quả cho từng người. Lời này nói hơi quá đà rồi. Diệp Thạch Sinh cũng không mặn không nhạt nói lại.
Dù sao thành phố Yến cũng là thành phố cấp phó tỉnh, cho dù là không phải đi chăng nữa thì cũng là một cơ quan chính phủ bậc đảng bộ then chốt. Tỉnh ủy cũng không thể muốn điều ai là điều luôn, không thể không xem xét ý kiến thành ủy thành phố, sau này còn muốn triển khai công việc nữa không? Thêm nữa là, tôi thấy đồng chí Hạ Tưởng không thích hợp với vị trí trưởng phòng tin tức của văn phòng tỉnh ủy. Cậu ta còn quá trẻ, không đủ nhiều kinh nghiệm để có thể đảm đương công việc trên tỉnh ủy. Diệp Thạch Sinh cuối cùng cũng đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối. Thôi Hướng vẫn không chùn bước chút nào. Không chỉ có mỗi mình tôi nhận thấy đồng chí Hạ Tưởng phù hợp với vị trí trưởng phòng đó, Chủ tịch tỉnh Phạm cũng tán thành với ý kiến của tôi. Ngoài ra, tôi và Chủ tịch tỉnh là sau khi nghiên cứu kỹ càng đều cùng nhất trí cho rằng, đồng chí Tông Ứng Chí đảm nhận vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường là thích hợp nhất. Mí mắt Diệp Thạch Sinh nháy nháy vài cái, trong lòng giờ đã hiểu, Thôi Hướng là đang ra điều kiện trao đổi. Tông Ứng Chí là người của Diệp Thạch Sinh, đang giữ vị trí thị trưởng thành phố Tần Đường. Bí thư thành ủy cũ đã được điều đến Bắc Kinh, Diệp Thạch Sinh muốn phụ trợ Tông Ứng Chí lên cấp chính, nhưng lại gặp phải Thôi Hướng và Phạm Duệ Hằng liên kết phản đối, với lý do là khi Tông Ứng Chí vẫn còn đang giữ chức thị trưởng thành phố Tần Đường, kinh tế của thành phố trì trệ, không có tiến triển, Tông Ứng Chí nên phải có trách nhiệm lãnh đạo chính. Xét thấy thành tích của đồng chí Tông Ứng Chí không xuất sắc, năng lực chưa đủ, chưa xứng đáng để tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy. Diệp Thạch Sinh vốn là muốn dùng quyền uy của bí thư tỉnh ủy, gây áp lực lên hội nghị thường vụ thăng chức cho Tông Ứng Chí. Ai ngờ Mai Thăng Bình, người mà có mối quan hệ khá với y, cũng đưa ra ý kiến phản đối. Diệp Thạch Sinh thấy Chủ tịch tỉnh, Phó Bí Thư và trưởng ban tổ chức cán bộ đều phản đối, nên chỉ còn cách nén đề xuất xuống không đề cập tới nữa. Thôi Hướng nhắc lại chuyện cũ, còn dám lôi Phạm Duệ Hằng ra nói khiến cho Diệp Thạch Sinh càng thêm cảnh giác. Chẳng lẽ Thôi Hướng và Phạm Duệ Hằng đã kết thành đồng minh với nhau rồi sao? Trên thực tế, lúc đầu Diệp Thạch Sinh nghĩ rằng giữa Thôi Hướng và Phạm Duệ Hằng không có khả năng kết thành đồng minh. Phạm Duệ Hằng là người cùng đường với Cao Thành Tùng mới đúng, về tính cách thì không hợp với Thôi Hướng lắm, với lại y cũng phân tích ra được cảnh ngộ trước mắt của Phạm Duệ Hằng cũng giống với mình, chỉ cầu ổn định mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao tại tỉnh Yến xảy ra chuyện lớn như vụ Cao Thành Tùng, trên Bắc Kinh sẽ càng bảo thủ hơn với những yêu cầu mà tỉnh Yến đề xuất lên. Sau này, bí thư và chủ tịch tỉnh tại tỉnh Yến sẽ khó làm, thành tích chính trị không dễ được đề cao, chỉ còn cách chịu đựng, tích góp lai lịch, thậm chí có vài kỳ bí thư tỉnh ủy chỉ mới được làm ủy viên dự khuyết cho Trung ương, càng không có ai là ủy viên Bộ Chính trị. Có thể thấy Bắc Kinh đã thể hiện rõ sự định đoạt vị trí tỉnh Yến, chính là để bảo vệ Bắc Kinh, mưu cầu sự ổn định. Trong thời hoàng kim của Cao Thành Tùng, Phạm Duệ Hằng có quan hệ mật thiết với ông ta, tuy y đã thuận lợi lên chức chính, nhưng vẫn không thoát khỏi thời gian quan sát của Bắc Kinh đối với y, y cũng rất nỗ lực thể hiện mình để cấp trên yên tâm, nếu không cái vị trí chủ tịch tỉnh này cũng khó mà ngồi vững được. Chủ tịch tỉnh và phó bí thư bắt tay liên kết đối phó với người khác, Phạm Duệ Hằng sẽ chủ động khiêu chiến với uy quyền của bí thư, không sợ rước lấy sự bất mãn của cấp trên sao? Diệp Thạch Sinh không tin lắm lời Thôi Hướng nói, nghĩ đi nghĩ lại rồi cho rằng ông ta hơi phóng đại lên rồi. Thôi Hướng thấy Diệp Thạch Sinh nghi nghi, liền cười. Tôi đề nghị, sẽ do bí thư Diệp, chủ tịch tỉnh Phạm, tôi và trưởng ban Mai triển khai trước một cuộc họp nhỏ, nghiên cứu một chút về việc điều đồng chí Hạ Tưởng đến phòng thông tin văn phòng tỉnh ủy. Diệp Thạch Sinh sửng sốt, chuyện bé xé ra to vậy à? Việc điều động một phó chủ tịch huyện thôi mà cũng phải tổ chức cuộc họp bí thư tỉnh ủy, đùa hơi bị quá rồi. Thôi Hướng cười ha hả. Việc Hạ Tưởng chỉ là chuyện nhỏ đi kèm vào, chủ yếu là thảo luận vấn đề về đồng chí Tông Ứng Chí. Nếu hy sinh Hạ Tưởng để tác thành cho Tông Ứng Chí, Diệp Thạch Sinh sẽ chẳng có ý kiến gì. Tuy hơi có cảm giác bị người khác bức ép nhưng cũng tại Tông Ứng Chí kém cỏi, muốn đề bạt hắn ta cũng khó mở lời. Thôi thì hiếm khi Thôi Hướng tìm được lý do, nên Diệp Thạch Sinh đã thuận gió dòng buồm đồng ý với y. Diệp Thạch Sinh gật đầu, y biết, chỉ cần họp hội ý thông qua, vị trí bí thư thành ủy của Tông Ứng Chí cơ bản coi như đã nằm trong tay. Ý kiến của bốn vị ủy viên thường vụ đều thống nhất, thì trên cuộc họp hội nghị thường vụ sẽ không có tiếng phản đối. Chỉ là Hạ Tưởng, mặc kệ thôi, dù sao y cũng chẳng có quan hệ gì với Hạ Tưởng, hắn có tiền đồ hay không không đáng để tâm. Buổi chiều, buổi họp hội ý được mở ra. Cái khiến cho Diệp Thạch Sinh trong lòng bất an nhất chính là không nắm bắt được ý kiến của Mai Thái Bình.
Tuy rằng mối quan hệ giữa y và ông ta khá tốt, nhưng y cũng biết giữa Mai Thái Bình và Hạ Tưởng cũng có qua lại, và nghe nói Mai Thái Bình cũng thích Hạ Tưởng. Mai Thái Bình là một người rất ngoan cố, cho dù ông ta và y có mối thâm giao thế nào, nhưng chuyện mà ông ta đã quyết thì sẽ không dễ dàng nhường nhịn y. Chủ yếu là, Mai Thái Bình đến từ Bắc Kinh, lại là người họ Mai, nên ở tỉnh Yến ông ta có thể hành động độc lập, không nể mặt bất kỳ ai. Thân là trưởng ban tổ chức cán bộ, nếu như ông ta cứ nhất quyết chuyện công ra chuyện công thì đúng là chặn cổ được rất nhiều người. Buổi họp hội ý được cử hành tại văn phòng bí thư. Đầu tiên, Diệp Thạch Sinh phát biểu nói rõ nguyên do, đề xuất nên nghiên cứu lại vấn đề của đồng chí Tông Ứng Chí, sau đó chuyển chủ đề, đẩy bóng sang cho Thôi Hướng, nói. Đồng chí Thôi Hướng cũng có ý kiến muốn đề xuất, mời anh phát biểu ý kiến. Thôi Hướng đề xuất muốn đề bạt Hạ Tưởng đến văn phòng tỉnh ủy đảm nhiệm vị trí trưởng phòng tin tức ở đó. Vì đây là buổi họp hội ý nhỏ, nên mọi người có vẻ thoải mái hẳn ra, Phạm Duệ Hằng cười khỉnh nói. Một phó chủ tịch huyện mà lại phải đến văn phòng bí thư tỉnh ủy họp, đồng chí Hạ Tưởng mà biết được tin này thì không biết có cảm tưởng gì đây. Ha ha, đồng chí Hạ Tưởng có thành tích, có năng lực, nghe nói ở huyện An rất có tiếng tăm, là một đồng chí có tiền đồ tốt. Nếu điều đến phòng tin tức tỉnh ủy liệu có chút không biết trọng nhân tài rồi không? Trong lòng Diệp Thạch Sinh bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Phạm Duệ Hằng muốn phản đối? Không ngờ Phạm Duệ Hằng đổi hướng. Có điều nếu cứ loanh quanh mãi ở địa phương thì sẽ không hiểu tường tận chính trường là như thế nào, đến tỉnh ủy làm việc cũng tốt, phòng tin tức là nơi chuyên phụ trách thu thập dữ liệu, điều chỉnh, quản lý và chỉ đạo hệ thống mạng lưới thông tin toàn tỉnh, cũng là một bộ phận quan trọng. Có vị trưởng phòng trẻ tuổi như Hạ Tưởng cũng sẽ giúp ích cho phòng tin tức thích ứng với nhu cầu hiện đại hóa. Tôi thấy ý kiến này được. Một bộ phận vốn chẳng quan trọng, giờ qua lời nói của Phạm Duệ Hằng thì biến thành quan trọng. Thật đúng là lời quan nói ra, lý nào cũng là lẽ đúng. Mai Thái Bình không tỏ thái độ nói. Chuyện của Hạ Tưởng để qua một bên đã, chúng ta nên bàn về vấn đề đồng chí Tông Ứng Chí trước. Sau một hồi tranh luận sôi nổi, cuối cùng bốn người cùng nhất trí quyết định, xét đến việc đồng chí Tông Ứng Chí đảm nhiệm chức thị trưởng đã nhiều năm, cũng lập được không ít thành tích, với tinh thần động viên đồng ý để y đảm nhận chức bí thư thành ủy thành phố Tân Đường. Diệp Thạch Sinh thở phào nhẹ nhõm, không ngờ sự việc lại thuận lợi như vậy, vượt qua cả tưởng tượng của y. Y cho rằng Phạm Duệ Hằng và Mai Thái Bình sẽ đưa ra ý kiến phản đối, sự tán thành của Phạm Duệ Hằng nếu nói là nằm trong dự liệu, có điều là trong hợp tình hợp lý. Vậy thì việc Mai Thái Bình không chút ý kiến phản đối nào thì đã vượt ra ngoài dự đoán của y rồi. Tiếp theo là bàn về vấn đề Hạ Tưởng. Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh mỗi người đều nói theo cách riêng tán thành đề xuất đã đưa ra lúc trước. Phạm Duệ Hằng hơi trầm tư, cũng cất lời. Thái độ của tôi là lạc quan, cẩn thận. Phạm Duệ Hằng đồng ý rồi. Phạm Duệ Hằng đồng ý điều Hạ Tưởng đến văn phòng tỉnh ủy làm không phải là vì Thôi Hướng âm thầm tìm tới hắn trước. Cũng không phải xuất phát từ việc đưa Hạ Tưởng tới đó rồi không dùng. Y tự có suy nghĩ của riêng mình. Ban đầu là Đàm Long đề xuất với y, tốt nhất là đá Hạ Tưởng ra khỏi thành phố Yến vì mạng quan hệ của Hạ Tưởng hầu như đều nằm ở đây. Nhưng đột nhiên Thôi Hướng đề xuất với y điều Hạ Tưởng đến văn phòng tỉnh ủy, suy xét lại và thấy ý kiến cũng được nên đã đồng ý. Y coi trọng mạng lưới quan hệ và cái duyên của Hạ Tưởng, càng coi trọng đầu óc kinh doanh của hắn. Muốn nhân cơ hội này kéo Hạ Tưởng về bên mình để từ từ một mình sử dụng, sai khiến. Về phần bắt tay với Thôi Hướng để đối phó với Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng không ham thích lắm. Việc Cao Thành Tùng bị đổ đã cảnh tỉnh cho y rất nhiều, chính là muốn làm quan ở tỉnh Yến thì cần phải ổn định. Thà bảo thủ còn hơn cấp tiến, thà không có thành tích còn hơn đem nỗi phiền phức đến cho Bắc Kinh. Nói cách khác chính là, thà hy sinh lợi ích của tỉnh Yến cũng phải chiều ý của Bắc Kinh. Ai bảo Bắc Kinh là thủ đô cơ chứ? Tỉnh Yến là bình phong cho Bắc Kinh, là cửa nam cuối cùng của Bắc Kinh, vị trí chiến lược rất quan trọng. Còn tỉnh Yến có thể phát triển thành một tỉnh cường kinh tế, lại không đứng đầu sự quan tâm suy xét của thủ đô. Đối với Bắc Kinh mà nói, tỉnh Yến duy trì tình trạng không cao không thấp như hiện giờ, tiếp tục giữ được đường lối ổn định, bảo thủ mới phù hợp nhất cho lợi ích của toàn cục diện. Phạm Duệ Hằng chưa đến nỗi ngu ngốc bắt tay với Thôi Hướng ép vua thoái vị ngay trước mũi Bắc Kinh. Vài năm sau Diệp Thạch Sinh về hưu, thì y có thể thuận lợi tiếp nhận chức bí thư. Còn chủ tịch tỉnh có là ai lên thì cũng không phải phạm vi y quan tâm. Nói thật là, y cũng không muốn kết hợp với Thôi Hướng, vì hắn ta không dễ để bị người khác nắm bắt.
Ba người gật đầu rồi, chỉ còn ý kiến của Mai Thái Bình nữa thôi. Mai Thái Bình đáp lại một câu nhanh gọn đến bất ngờ. Cũng tốt, vậy thì điều Hạ Tưởng đến phòng tin tức tỉnh ủy, tôi đồng ý. Diệp Thạch Sinh kinh ngạc không ít, y luôn cho rằng Mai Thái Bình sẽ bảo vệ Hạ Tưởng, sẽ nêu đủ lý lẽ tranh luận một phen. Ai ngờ, Mai Thái Bình lại không chút do dự đồng ý, chẳng lẽ quan hệ giữa Hạ Tưởng và ông ta chỉ ở mức thường thường mà thôi. Mặc kệ, thuận lợi thông qua hai cái thảo luận rồi, mỗi người đạt được mục đích riêng, coi như vui vẻ cả bốn bên. Mai Thái Bình quay về phòng làm việc, ngồi trên ghế ngây người mất một lúc, lắc đầu cười rồi gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm. Có người muốn động vào Hạ Tưởng, muốn điều cậu ta đến làm trưởng phòng tin tức tỉnh ủy, tôi đồng ý rồi. Cái gì, chú, sao chú có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Hạ Tưởng đến phòng tin tức làm cái gì? Ngày ngày điều chỉnh tin tức, công văn, chú không phải làm thế là hại cậu ấy sao? Rốt cuộc là chú suy xét từ cái gì vậy? Mai Hiểu Lâm vội vàng nói. Mai Thái Bình cười một cách bất lực. Tính khí Mai Hiểu Lâm thế nào y rất rõ, giống giống với y hồi còn trẻ chính là khi gặp chuyện thì nhảy bật lên, có lúc khi nói chuyện thì nói những lời không suy nghĩ. Nhưng tính cách bộc trực, ngay thẳng đó lại có chút đáng yêu và chân thật. Trong gia đình ba đời nhà họ Mai thì Mai Hiểu Lâm là người được y yêu quý nhất. Việc cá nhân của Mai Hiểu Lâm lại không được thuận lợi, mới đầu y còn có ý gán ghép cô và Hạ Tưởng. Nhưng do vài lần thăm dò Hạ Tưởng, mới biết y đã đính hôn với con gái Tào Vĩnh Quốc nên đành thôi. Trên chính trường đều phải nể mặt lẫn nhau, sau lưng Tào Vĩnh Quốc không có đại gia tộc gì cả, nhưng Hạ Tưởng cũng không phải là kẻ tham phú phụ bần, y không có bản lĩnh cưỡng ép Hạ Tưởng cưới Mai Hiểu Lâm. Nếu chuyện bị đồn ra ngoài, ngoài bị mất mặt ra, không những Mai Hiểu Lâm không đồng ý, đến cả ông cụ cũng sẽ đánh cho y một trận. Tuổi tác lớn rồi, không còn khả năng gây ra chuyện hoang đường như ngày xưa được nữa. Có điều Hạ Tưởng lại rất hợp với tính khí của Mai Hiểu Lâm. Trong sự yêu mến Hạ Tưởng, Mai Hiểu Lâm cũng mang ý thích thích, điểm này là Mai Thái Bình nhìn thấy rất rõ. Thôi thì Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng không đến được với nhau, trên chính trường giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt. Mai Thái Bình cũng coi trọng năng lực của Hạ Tưởng, và Mai Hiểu Lâm lại rất nghe lời Hạ Tưởng, có Hạ Tưởng ở bên, Mai Hiểu Lâm sẽ bớt phạm nhiều lỗi sai sót. Tuy nhiên khi nghe Thôi Hướng đề xuất điều Hạ Tưởng đến văn phòng tỉnh ủy làm, mới đầu y định phản đối, nhưng trong chốc lát đã đổi ý, y nghĩ thông được một điểm, Hạ Tưởng đến văn phòng tỉnh ủy chưa chắc đã là chuyện không tốt, Thôi Hướng đa phần là muốn làm cho Hạ Tưởng nhàn rỗi. Đầu tiên là để cậu ta giữ chức trưởng phòng tin tức, sau đó cậu ta sẽ dần dần bị người ta quên đi, để cậu ta làm việc trong cơ quan vụn vặt, mài mòn góc cạnh, tê liệt gân cơ, cuối cùng sẽ giống như những người bình thường khác. Từ từ sẽ trở thành vị quan liêu nhỏ bé không thể bình thường hơn được. Có thể nói, cách giết người mềm dẻo thế này quả là không thường chút nào. Nhưng điều đến văn phòng tỉnh ủy rồi sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Hạ Tưởng. Mai Thái Bình dự định từ từ tìm cơ hội, một bước nhấc Hạ Tưởng đến làm bên cạnh mình, y có thể từ từ truyền thụ lại cho cậu ta mưu lược trong chính trường, bồi dưỡng Hạ Tưởng thành tướng của họ nhà Mai. Không phải Mai Hiểu Lâm có yêu mến và thích Hạ Tưởng sao? Được. Không thể đến với nhau thì bồi dưỡng cậu ta thành phụ tá cho Mai Hiểu Lâm, là người phát ngôn cho nhà họ Mai. Mai Thái Bình gửi gắm kỳ vọng rất nhiều ở Mai Hiểu Lâm, hy vọng cô ấy ít nhất có thể làm tới vị trí cấp tỉnh. Trong từng bước trên con đường thăng chức của cô mà có Hạ Tưởng ở bên cạnh phó tá, y tin có thể đạt thành công hơn một nửa. Chính vì những suy nghĩ đó mà cuối cùng Mai Thái Bình đã quyết định đồng ý với đề xuất của Thôi Hướng. Suy nghĩ của Mai Thái Bình chính là kiểu chim sẻ đứng sau bọ ngựa bắt ve, còn Thôi Hướng có suy nghĩ riêng của hắn ta. Y cũng có diệu kế mượn gió bẻ măng. Tuy rằng có rất nhiều cánh tay sau rèm muốn đẩy vận mệnh của Hạ Tưởng theo hướng mà họ định, nhưng nhân vật chính lại vẫn hoàn toàn không hay biết gì, và hắn còn đang rất bận. Con đường Sơn Thủy sắp được thông suốt, khu du lịch Tam Thạch cũng ở trong mùa du lịch thịnh vượng cuối cùng trong năm, làng du lịch sắp được làm xong. Và Tề Á Nam thì luôn tìm đến Hạ Tưởng bàn luận dự án đầu tư mới. Tóm lại, hắn không hay biết gì việc mình sắp phải rời khỏi huyện An, nghênh đón lịch trình mới, mà vẫn là đang một lòng vì công việc, bận đến nỗi không còn thời gian để thở. Phòng Ngọc Huy cũng trở nên thành thật rất nhiều, một lòng một dạ chăm chút cho dự án làng du lịch mới, kỳ vọng có thể lập nên một hình ảnh mới đầy tốt đẹp. Đương nhiên, trên thế giới này không có bức tường nào là không lọt gió được.
Mai Hiểu Lâm mấy lần gặp Hạ Tưởng có thái độ như có gì muốn nói nhưng lại thôi, khiến cho hắn sinh nghi. Sau đó trong một lần đi thị sát, trên đường đi, Mai Hiểu Lâm đã tiết lộ hành động sắp tới của tỉnh. Hạ Tưởng nghe xong, kinh ngạc một lúc, thật lâu không nói gì. Đến cả bí thư tỉnh cũng đã đồng ý rồi, chuyện coi như không còn nước để xoay chuyển. Bí thư tỉnh ủy nếu mà muốn điều động một phó chủ tịch huyện thì rất dễ dàng, Trần Phong dù có quyền thế mạnh thế nào cũng không dám làm trái với ý kiến của bí thư tỉnh ủy. Huống chi, cả bốn nhân vật cấp quan trọng đều gật đầu tán thành, sẽ không có ai dám có ý kiến phản đối nữa. Bình thường Hạ Tưởng chẳng bao giờ hút thuốc, nhưng giờ lại hút liền ba điếu mới có thể từ từ cân bằng trở lại. Nói thật, hắn bây giờ không muốn rời khỏi huyện An, vì huyện An hiện giờ giống như một chảo lửa nóng, là thời cơ tuyệt vời để thể hiện tài năng, và lại hắn cũng đã vạch kế hoạch cho bước tiếp theo, muốn tận mắt chứng kiến đường Sơn Thủy sau khi khai thông sẽ mang lại ảnh hưởng lớn thế nào tới huyện An và huyện Cảnh. Không ngờ, trong bỗng chốc lại sắp bị điều đến văn phòng tỉnh ủy làm việc. Tuy là được thăng cấp lên làm cục trưởng, nhưng lòng Hạ Tưởng lại không vui mừng chút nào, hắn biết rất rõ cái trò cho thăng chức nhưng lại tước đi quyền lực, nếu không là chủ ý của Thôi Hướng thì sẽ là chủ ý do Phạm Duệ Hằng lập ra. Cho dù ở tỉnh ủy có phó chủ tịch tỉnh Mã, Tống Triều Độ và Mai Thái Bình, muốn cho Hạ Tưởng phải chịu ấm ức cũng khó. Nhưng công việc ở cơ quan không phải bắt đầu bằng việc tạo phúc cho người dân, không phải là lý tưởng và hoài bão của hắn. Tuy rằng Mai Hiểu Lâm cũng nói xúc tích dụng ý của Mai Thái Bình, nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm giác không được dễ chịu. Nghĩ thêm một lúc nữa, hắn cười. Cũng tốt, đến văn phòng tỉnh ủy học hỏi làm thế nào để xử lý tốt hơn trong mối quan hệ giữa người với người cũng là thu hoạch lớn. Đều là công việc cách mạng, đều là vì nhân dân phục vụ đúng không? Mai Hiểu Lâm thấy hắn nghĩ thông suốt rồi nên cũng vui mừng, nói. Tôi cũng không nỡ anh rời đi. Nhưng anh được thăng cấp bậc khác cũng tốt. Đợi qua 2 năm nữa thì có thể trực tiếp làm bí thư huyện ủy rồi. Lời nói của Mai Hiểu Lâm mang chút dịu dàng, khiến Hạ Tưởng hơi hơi sửng sốt, không tự chủ nhìn cô ấy. Mai Hiểu Lâm như nhận ra được gì đó liền đỏ mặt, nói. Anh nhìn các gì chứ? Ngạc nhiên gì mà ngạc nhiên, tôi cũng là con gái, cũng có lúc dịu dàng chứ. Hạ Tưởng bị cô đùa liền bật cười, vuốt vuốt cái mũi nói. Cô mà không nói, tôi cũng quên mất cô là một cô gái. Mai Hiểu Lâm giận rồi, một phút tức giận cô hành động mà không suy nghĩ, đầu ngẩng cao, dùng sức ướn ngực ra phía Hạ Tưởng ra oai. Anh không có mắt à, tôi không phải con gái thì đây là cái gì? Hạ Tưởng đành chịu thua, trong số những người con gái mà hắn quen, thì Mai Hiểu Lâm là người có bộ ngực nhô cao nhất. Nhô cao thì tốt chứ sao, cũng đâu cần phải dùng sức ướn lên như thế. Chương 380, cáo biệt thâm tình. Gần đến tháng 11 rồi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, các dự án cũng theo đó mà hạ nhiệt dần. Cũng may là nhờ có thời gian Hạ Tưởng lên kế hoạch và quảng bá, mức thu hoạch của làng du lịch đã đem về thành tích đáng để ăn mừng, hoàn toàn vượt qua cả dự tính của Thẩm Lập Xuân, đến cả thành Đạt Tài cũng bị làm kinh động, đích thân gọi điện cho Hạ Tưởng, cùng hắn bàn luận về tính khả thi nếu xây dựng thêm làng du lịch tại huyện du lịch khác. Mức độ kinh doanh của làng du lịch đầy triển vọng thúc đẩy tính tích cực của phòng Ngọc Huy. Bất động sản Cát Thành cũng nhiệt tình không kém, đầu tư một lượng cực lớn về người và của, tăng ca thêm giờ mà thi công. Kiều Bạch Điền cũng đến huyện An vài lần, Hạ Tưởng cũng gặp từng qua hắn ta. Hai người chỉ nói chuyện qua loa, khách sáo vài câu, chứ chẳng có gì để mà nói. Hạ Tưởng không thích con người của Kiều Bạch Điền, với lại cũng chẳng có gì để nói với hắn ta. Kiều Bạch Điền ỷ thế có Đàm Long làm chỗ dựa, gần đây lại thân cận với vài vị lãnh đạo trên tỉnh nên không coi Hạ Tưởng một phó chủ tịch thường trực huyện bé nhỏ ra gì cả. Nửa câu nói chuyện cũng không hợp, Hạ Tưởng cũng không thèm phải chấp hắn. Sau khi biết mình sắp phải rời xa huyện An, mà vẫn còn dồn toàn tâm toàn lực lo liệu hoàn tất mọi chuyện đã là cố gắng không dễ gì rồi. Một tuần sau, tin bắt đầu được lan truyền đi. Đầu tiên là mấy vị lãnh đạo thành ủy thành phố Yến mở một cuộc hội ý. Sau cuộc hội ý, Trần Phong giận đến nỗi quăng vỡ cốc chén, rồi gọi điện đến tỉnh tranh cãi một trận nhưng không đạt được kết quả gì, nên đành bất lực chấp nhận sự thật. Hồ Tăng Chu ngồi yên lặng, lắc đầu thở dài. Tiểu Hạ, cậu đành phải tự lo cho mình thôi. Phương Tiến Giang và Vương Bằng Phi ngồi trong văn phòng hội ý với nhau, hai người ngồi nói chuyện một lúc. Trước khi đi, Phương Tiến Giang nói. Phó Bí Thư Vương phân tích rất có lý, Bí Thư Trần hơi kích động quá rồi.
Vương Bằng Phi xua tay, cười. Tiến Giang, Bí thư Trần kích động, giả làm thật thì thật cũng thành giả, không thể coi đó là thật được. Ông ấy lại không nhìn xa hơn chúng ta sao? Sự thật chứng minh rồi, tất cả những người coi thường Bí thư Trần đều có lúc phải hối hận. Phương Tiến Giang hiểu ra, nói. Tôi thì phục nhất cái kiểu thật thật giả giả của Bí thư Trần, toàn làm người khác không phân biệt được dụng ý thật sự của ông ấy. Vương Bằng Phi mỉm cười. Chuyện thật giả có ai lại có khả năng phân biệt được rõ ràng đâu. Có những lúc, thời gian giả quá lâu thì cũng có thể coi là thật luôn. Hạ Tưởng có suy nghĩ gì không? Phương Tiến Giang lại hỏi thêm. Suy nghĩ thì đương nhiên là có rồi, nhưng nếu để nghĩ thông được thì còn phải dựa vào chính cậu ta nữa. Chút thất bại này mà không vượt qua được thì sau này sao thành việc lớn. Vương Bằng Phi thể hiện rõ có khuynh hướng để Hạ Tưởng tự mình thích ứng, tự mình tiếp nhận. Thật ra thì Hạ Tưởng đã thản nhiên chấp nhận sự thật rồi. Chuyện trên chính trường, có những lúc phải biết chấp nhận những sự thật bất đắc dĩ. Chính là việc quan lớn hơn một cấp thì có thể chèn ép người khác, chỉ có chấp nhận rồi thì mới có suy nghĩ mới để nghĩ tới. Và lại, Hạ Tưởng không bao giờ tin có người muốn xử lý hắn thế nào thì có thể tùy ý động đến hắn. Cho dù đến văn phòng tỉnh ủy làm việc đi chăng nữa thì đã sao? Cho dù bị bỏ đó không được người khác coi trọng tài năng nữa thì cũng đã sao? Tống Triều Độ mất 2 năm nằm phục còn có thể tự đứng lên, huống chi mình được rút ngắn thăng chức, thăng lên cấp cục trưởng. Tuổi tác còn trẻ, lo gì không có ngày ngẩng cao đầu. Hạ Tưởng nghĩ thông rồi, nghĩ rất thông nên hàng ngày mới có thể vui vẻ bận với công việc. Thần thái của hắn khiến cho Phòng Ngọc Huy sau khi đã biết tin cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ. Hạ Tưởng không làm sao chứ? Hắn ta có đúng là chỉ nghĩ mình được thăng chức nên vui không? Đầu tháng 12, người của ban tổ chức cán bộ đến tìm Hạ Tưởng bàn chuyện, truyền đạt việc ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã có quyết định điều động hắn đến phòng tin tức tỉnh ủy đảm nhận vị trí trưởng phòng. Ban tổ chức chỉ thông báo kết quả cho đương sự, còn lý do thì tự mình suy đoán, chứ không có ai chịu trách nhiệm giải thích cho. Phải đợi đến ra năm nguyên đán ngày rộng tháng dài mới bắt đầu tính chuyện được, nói cách khác, lý tưởng nhất là có thể thoải mái nghỉ ngơi một thời gian. Hạ Tưởng còn khá cao hứng, tính đi tính lại thời gian, nhân cơ hội hiện tại có thời gian rảnh rỗi, kết hôn với cô bé, cũng là làm cho cô bé cảm thấy yên tâm. Cô tự nhiên cao hứng gọi điện thoại cho Tào Thù Lê Thương Lượng. Cô không có ý kiến gì với sự điều nhiệm của Hạ Tưởng cả, ngược lại cô cảm thấy hắn không tồi, ít nhất là không có gì nguy hiểm cả. Đối với chuyện kết hôn, chỉ có một điểm nhỏ. Anh còn chưa chính thức cầu hôn với em thì em đã được gả cho anh rồi, như vậy chẳng phải quá tùy tiện hay sao? Nghe nói, đàn ông sẽ không quý trọng những cô gái quá tùy tiện. Anh tìm cơ hội, nghĩ ra sáng kiến, phải có một kế hoạch thật chu đáo, sau đó chính thức cầu hôn em. Được không? Được. Được cái gì mà được? Anh và em đều đã đính hôn rồi, nếu em không lấy anh thì em lấy ai? Em lập tức đồng ý lấy anh, nếu không anh sẽ cho em đẹp mặt. Thôi được rồi, em đã sinh rồi, nếu còn sinh hơn nữa thì quá mê hồn rồi phải không? Nhìn anh quả thật đáng thương, đến nhà cũng không có để về, em chấp nhận anh và lấy anh, cho anh một mái ấm gia đình. Nhưng từ nay về sau anh phải ngoan ngoãn một chút, phải chăm chỉ tắm rửa, thay quần áo, phải làm vệ sinh thật tốt, phải ngủ sớm dậy sớm. Không được tùy tiện lên giường và ngồi lên ghế sofa. Hạ Tưởng giận dữ. Anh không phải con cún. Hai người cùng nhau cười to. Khâu Tự Phong triệu tập một cuộc họp cán bộ huyện, tuyên bố Hạ Tưởng sắp sửa bị điều đi chỗ khác, lập tức làm cả huyện chấn động. Rất nhiều người sau khi nghe được tin tức này cảm thấy không thể chấp nhận được. Phó Chủ tịch huyện Hạ làm tốt như vậy, vì sao phải điều đi chỗ khác chứ? Phó Chủ tịch huyện Hạ đã có những cống hiến to lớn đối với huyện An, ai lại không muốn nhân dân huyện An có một vị Phó Chủ tịch huyện tốt cơ chứ, hà cớ gì mà phải điều hắn đi chỗ khác? Âm thanh tranh cãi trong cuộc họp hết sức hỗn loạn, thiếu một chút nữa thì không thể khống chế được. Rất nhiều cán bộ cơ quan chịu ân huệ của Hạ Tưởng, rất nhiều người có trách nhiệm ở các ban ngành hưởng lợi từ đầu tư do Hạ Tưởng đem tới. Nhiều người biết đến thành tích của Hạ Tưởng, biết hắn là một nhân viên có trách nhiệm của huyện ủy và chính phủ vì dân mà công tác rất nhiệt tình. Rất nhiều ánh mắt hướng về Hạ Tưởng ở trên khán đài, trong lòng đồng loạt thốt lên. Vì sao vậy, Phó Chủ tịch huyện Hạ? Hạ Tưởng đón ánh mắt của mọi người, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn không khát vọng gì che ô cho vạn dân, chỉ hy vọng trước khi hắn đi có thể đón nhận ánh mắt công nhận của tất cả mọi người.
Nếu như trong ánh mắt đó mọi người có chút gì đó vấn vương và lưu luyến là hắn cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt của mọi người có sự lưu luyến. Hạ Tưởng nói một cách chân tình. Các vị lãnh đạo, các vị đồng sự, trong 2 năm tôi công tác tại huyện An, tôi đã được sự ủng hộ mạnh mẽ của Chủ tịch huyện Mai và của Bí thư Khâu. Tôi đã có được sự tương trợ to lớn của đồng sự, tôi cảm thấy vô cùng cảm tạ các vị. Tôi đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch huyện An, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và cũng là vinh dự và trách nhiệm của tôi. Tổ chức điều động tôi đến văn phòng tỉnh ủy công tác, tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của tỉnh ủy và thành ủy. Càng gần tới ngày ly biệt, tôi càng cảm thấy khó giữ được bình tĩnh. Mấy ngày liền, bà con thân thích của huyện An, cán bộ huyện An, và sự nghiệp tôi đã từng phấn đấu lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí tôi, hiển hiện trước mắt tôi như một bức tranh vậy. Nó giống như một bức tranh thủy mặc, một cảnh tượng thật chi tiết, thật khó quên, làm tôi cảm thấy xao xuyến, và nhớ nhung khôn nguôi. Quả thực huyện An là một nơi vô cùng quan trọng trong con đường làm quan của Hạ Tưởng. Từ ngày hắn làm phó chủ tịch huyện, đến ủy viên thường vụ, rồi đến phó chủ tịch thường trực huyện, có thể nói là làm đến đâu là để lại dấu ấn thành tích đến đó, cứ thế mà tiến cho tới ngày hôm nay. Huyện An đã được hắn tiến cử đầu tư hàng trăm triệu tệ để xây dựng thêm khu du lịch Tam Thạch, xây dựng công viên, cải tạo nhà khách huyện ủy, xây dựng đường Sơn Thủy. Từng sự kiện sâu chuỗi lại, như mới xảy ra ngày hôm qua làm sao có thể nào quên. Những năm tháng ở huyện An là những năm tháng khó quên nhất trong cuộc đời của tôi, là những trải nghiệm quý báu trong sự nghiệp của tôi, là vầng hào quang trong quá trình công tác của tôi. Đội ngũ cán bộ của huyện An rất tốt, rất có trình độ và giác ngộ chính trị. Họ là những người dám nghĩ, dám làm và làm được việc. Họ là những người bình thường và vĩ đại và đã tạo nên sự phát triển và tiến bộ của huyện An. 2 năm qua, mỗi sự hình thành quyết sách, mỗi sự thúc đẩy thuận lợi trong quá trình công tác của chúng ta đều là biểu hiện của tinh thần đoàn kết cao của toàn thể bộ máy lãnh đạo. Tôi cùng đại đa số các cán bộ quen biết và không quen biết đã cùng nhau sớm chiều, đồng cam cộng khổ, cùng chèo chống con thuyền trong bão tố, viết nên bản anh hùng ca vì sự phát triển của huyện An và hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta đã cùng nhau chịu trách nhiệm, chịu áp lực, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau thức suốt đêm hôm, sát cánh bên nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn, chúc mừng thành công của chúng ta. Chúng ta cùng chung sự nghiệp, cùng chung mục tiêu phấn đấu. Tất cả những điều này đã làm cho chúng ta trở thành đồng chí, đồng sự, bạn bè rất tốt của nhau. Tình nghĩa này đã trở thành tài sản quý giá nhất trong cuộc đời của tôi. Tình cảm đồng chí cùng chung chí hướng còn quý báu hơn cả tay chân. Tình cảm đồng chí chân thành, chất phác còn cao thượng hơn cả kim lan. Tôi sẽ nhớ mãi những năm tháng đẹp đẽ công tác ở huyện An. Tôi vô cùng quý trọng và nhớ mãi sự ủng hộ giúp đỡ của các đồng chí. Tôi càng quý trọng và nhớ gấp đôi tình cảm nồng hậu thắm thiết của các đồng chí ở huyện An. Khâu Tự Phong trong lòng rất cảm phục, không đành lòng nghe tiếp. Hắn hơi cúi đầu, sự đột ngột rời đi của Hạ Tưởng, đối với hắn là một sự đả kích không nhỏ. Từ chỗ đối đầu và phản cảm. Đến mức không thể hợp tác với Hạ Tưởng thì hiện tại lại trở nên tin tưởng và ỷ lại hắn, thậm chí còn dẫn tới tình bạn lý tưởng. Hạ Tưởng đã dần dần cải biến con người hắn rất nhiều, thậm chí lại là người dẫn đường đưa hắn lên phía trước. Hạ Tưởng phát biểu một cách hùng hồn, ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh hắn. Hạ Tưởng vừa đi, Khâu Tự Phong có cảm giác sẽ lâm vào cảnh tứ cố vô thân, không người chi viện. Hắn và Mai Hiểu Lâm luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Khi Hạ Tưởng còn ở đó, gã là cây cầu nối chắc chắn gắn kết giữa 3 người. Hạ Tưởng đi rồi, nói không chừng hắn và Mai Hiểu Lâm sẽ trở thành kẻ thù của nhau một ngày nào đó. Khâu Tự Phong nhìn sang bên cạnh thấy sắc mặt hơi biến đổi của Hạ Tưởng, trong lòng hắn như có một tia nắng chiếu, cảm giác giống như một cuốn tiểu thuyết đọc xong rồi bỏ đi. Sự ảnh hưởng của Khâu gia đối với tỉnh Yến là không đủ, nếu không thì đã có thể kéo mình lên tỉnh ủy. Ít nhất về sau có thể tìm một cơ hội nhảy ra bên ngoài, lại đi cùng với Hạ Tưởng, đồng cam cộng sự với Hạ Tưởng, thì cũng không phải lo lắng bị hắn âm thầm tính kế. Chỉ cần một lòng vì làm tốt kinh tế địa phương, Hạ Tưởng có thể phối hợp công tác tốt và là một người bạn đồng hành hợp tác hiếm có. Trong thời gian công tác tại huyện An 2 năm, tôi thực sự cống hiến hết mình vì nhân dân huyện An. Người thiên hạ là của thiên hạ, người huyện An vẫn là của huyện An. Huyện An có một lịch sử lâu đời. Có một nền văn hóa rực rỡ và một phong cảnh hữu tình. Nhân dân huyện An thông minh cần cù, chịu khổ chịu khó. Đây là một nơi thật tốt, làm tôi thực sự lưu luyến.
Thời gian tôi công tác ở huyện An tuy không dài, nhưng tôi thật sự yêu mến nơi đây. Nhân dân huyện An đã làm nên trí tuệ quyết sách và khoa học của tôi. Nhân dân huyện An đã giúp đỡ tôi vượt qua những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời. Nhân dân huyện An đã cho tôi những động lực mãnh liệt và những sáng tạo tuyệt vời trong công việc. Chỉ nghĩ tới những điều này đã làm cho tôi có một tinh thần làm việc không mệt mỏi, và một nghị lực phi thường không nề hà bất cứ việc gì. Trong hai năm này, cá nhân tôi mà nói, mặc dù có một chút đau khổ, mệt nhọc, mờ mịt và chờ đợi, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự sung sướng, thoải mái, tự tin và kiên định. Đây là những điều nhân dân huyện An đã cho phép và ban cho tôi. Sự thiết tha chân tình của nhân dân huyện An đã ăn sâu vào mạch máu của tôi, khiến tôi càng thêm tỉnh táo nhận thức đến trọng trách của mình. Nó như một nguồn lực giúp tôi vì đảng vì dân mà làm tốt hơn. Hạ Tưởng An nói rất có khí phách, nói xong câu cuối cùng, ánh mắt hắn kiên định nhìn vào từng người một. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên kéo dài không dứt, rất nhiều người nước mắt rưng rưng. Hạ Tưởng đứng dậy, cúi đầu nói. Cuối cùng, tôi muốn nói với mọi người ba câu từ đáy lòng, tôi chân thành mà cảm tạ nhân dân huyện An. Tôi thật sự rất quyến luyến mảnh đất huyện An này. Từ đáy lòng tôi mong ước huyện An ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Toàn thể mọi người đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay vang xa tận cuối chân trời. Khâu Tự Phong cuối cùng đôi mắt cũng đỏ hoe, hắn vỗ tay đầu tiên, và hăng say hơn bất cứ kẻ nào. Mai Hiểu Lâm mắt cũng chớp chớp, lại một lần nữa cô bị tình cảm mãnh liệt của Hạ Tưởng làm cho cảm động. Đến phòng Ngọc Huy cũng vỗ tay đến đỏ cả bàn tay, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thán phục. Nếu không phải Hạ Tưởng đứng sai chỗ thì hắn đã muốn kết giao với gã rồi. Hạ Tưởng còn trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, có trí tuệ chính trị, hơn nữa còn có tài ăn nói hạng nhất. Tất cả những ưu điểm hắn có đều là ưu điểm của một cán bộ ưu tú nên có. Người như vậy, trừ khi có người chèn ép, nếu không một khi hắn có cơ hội sẽ bay thẳng lên trời. Trận diễn thuyết vừa rồi ít nhiều cũng cho hắn ấn tượng tốt đẹp đối với kẻ mà bình thường y chỉ có ấn tượng rất bình thường. Đó là sự đấu sức chính trị và cũng là sự cạnh tranh lòng người. Sau khi tan họp, rất nhiều người vây quanh Hạ Tưởng, rất lâu mà không chịu ra về. Mọi người đều mồm năm miệng mười hỏi đến các vấn đề cần quan tâm, Hạ Tưởng vẻ mặt rất ôn hòa, nhất nhất kiên nhẫn trả lời vấn đề của từng người một. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, đám người mới chậm rãi giải tán dưới sự tận lực khuyên bảo của Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm. Hạ Tưởng trên thực tế đã làm xong tất cả thủ tục. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi huyện An. Khâu Tự Phong cũng biết tâm tình của hắn, liền thả hắn đi trước, hiện tại huyện An hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, trên cơ bản đi vào đường lối phát triển tốt. Trở lại văn phòng, Khâu Tự Phong nắm chặt tay Hạ Tưởng, nói một cách tâm huyết. Phó Chủ tịch huyện Hạ, quen biết cậu hơn 2 năm nay, tôi hôm nay lần đầu tiên nói với cậu một câu trong lòng. Làm đối thủ, tôi khâm phục cậu. Làm đồng sự, tôi kính nể cậu. Làm bằng hữu, tôi cảm tạ cậu. Nếu cậu coi tôi là một người bạn, tôi cảm thấy vinh hạnh là bạn của cậu. Khâu Tự Phong ít khi chân tình biểu lộ ra ngoài, Hạ Tưởng cũng thực sự bị y cuốn hút, liền vồn vã nói. Có thể quen biết được Bí Thư Khâu, dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Khâu, trong thời gian công tác ở huyện An 2 năm, cũng là 2 năm tôi cảm nhận mình trưởng thành rất nhanh. Có thể trở thành bằng hữu của Bí Thư Khâu là một thu hoạch rất lớn của tôi ở huyện An. Mai Hiểu Lâm cũng lập tức biểu lộ thái độ. Yên tâm đi Hạ Tưởng. Sau khi anh đi, tôi sẽ tận lực cùng Bí Thư Khâu cố tìm ra cái chung, gác lại những cái bất đồng, cùng nhau làm tốt kinh tế huyện An. Hạ Tưởng thấy Mai Hiểu Lâm có thể chủ động ý thức được vấn đề, liền nghĩ thầm, cô ta quả nhiên trưởng thành không ít, trước kia còn lo lắng cô ta ở vị trí chủ tịch huyện sẽ bị cười chê. Không ngờ, gánh nặng nhân vật số 1 của chính phủ giao vào tay cô đã làm cô ta trưởng thành lên rất nhiều. Có thể nói cực khổ tạo nên con người và trọng trách cũng tạo nên người. Hạ Tưởng còn quan tâm thế cục về sau của huyện An. Không biết đã chọn và định ra phó chủ tịch thường trực huyện chưa? Sau khi Đặng Tuấn Kiệt bị điều đi, người ta điều từ nơi khác đến một gã phó chủ tịch huyện, đồng thời là ủy viên thường vụ. Gã phó chủ tịch huyện mới đến là người thuộc phái trung gian, có lẽ là bởi vì không quen với tình huống nên trên cơ bản mọi việc đều đồng tình với ý kiến của bí thư và chủ tịch. Tạm thời còn chưa nhìn ra có gì uy hiếp. Mấu chốt là tân phó chủ tịch thường trực huyện là ai? Hiện tại huyện An có mấy người là phó chủ tịch huyện, nhưng người có thể một bước lên tới phó chủ tịch thường trực huyện đều không có đủ tư cách.
có lẽ là phải ở thành phố hoặc người từ nơi khác điều đến. Thành ủy trưng cầu ý kiến của tôi, là một phó cục trưởng của văn phòng tỉnh ủy, là người của phó bí thư Vương. Ý kiến của tôi là, chấp nhận sự an bài của thành ủy. Trong lúc Khâu Tự Phong nói chuyện không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng hiểu ý tứ của hắn. Nếu là người của phó bí thư Vương thì sẽ không là người ngoài. Để sau này tôi nói chuyện với phó bí thư Vương, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Khâu Tự Phong biết có lời nói của Hạ Tưởng là tương đương với phó chủ tịch thường trực huyện mới tới cũng sẽ đứng một bên cùng với hắn, hắn lập tức mừng rỡ. Cảm ơn phó chủ tịch huyện Hạ. Một tiếng cảm tạ này được nói vô cùng rõ ràng. Thế cục về sau của huyện An hẳn là cũng vững vàng hơn rất nhiều. Đã không còn Đặng Tuấn Kiệt thì phòng Ngọc Huy chỉ có một bàn tay không vỗ nên tiếng. Hơn nữa bây giờ hắn đang tập trung toàn bộ tinh lực đầu tư vào làng du lịch mới, lại còn nhận thêm trọng trách làm đảng ủy viên xã Đán Bảo, cũng sẽ không cố ý gây chuyện. Có một phó chủ tịch huyện thuộc phái trung gian, có một phó thường vụ là người một nhà, chỉ cần Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm không cháo trở, người khác nhất định sẽ không có cơ. Có thể nói huyện An có một thuận lợi phía trước. Hạ Tưởng thấy thời gian không còn sớm, đồ đạc ở văn phòng hắn cũng thu dọn xong, liền cáo từ Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, chuẩn bị về thành phố Yến. Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm cũng không miễn cưỡng, thông báo các ủy viên thường vụ khác, yêu cầu toàn thể bọn họ tập trung, tiễn đưa Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng biết lễ tiết trong quan trường, cũng không có ý định cự tuyệt. Toàn thể hơn 10 người ủy viên thường vụ huyện An, cùng với một số nhân viên công tác trong bộ máy chính phủ đưa Hạ Tưởng xuống lầu. Ở dưới lầu, tất cả mọi người đều ngây người ra. Chỉ thấy không biết lúc nào đầy người đông nghìn nghịt đứng ở tòa nhà huyện ủy, mọi người đều có vẻ mặt đen thui, người đầy bùn, tuy rằng mỗi người đều bẩn thỉu không ra sao, nhưng bọn họ đều có dáng người cao ngất đứng ở trong sân không nhúc nhích. Trông có vẻ họ như là những binh lính, cho dù chiều cao của họ cao thấp khác nhau, quần áo lôi thôi, nhưng ở họ đều toát ra khí thế sấm đánh cũng không sợ. Cầm đầu bọn người đó là Hùng Hải Dương. Hùng Hải Dương vừa nhận được tin, nghe nói phó chủ tịch huyện Hạ hôm nay sẽ từ biệt huyện An, lập tức chuyển thông báo tất cả công nhân. Nhóm công nhân nhóm lập tức buông tay công việc, ngồi trên xe tải chạy như điên đi vào tòa nhà huyện ủy để tiễn đưa Hạ Tưởng. Cuối cùng thì xe đến cũng kịp thời gian. Hạ Tưởng bị thâm tình hậu ý của đám công nhân làm cho cảm động. Hắn chẳng qua chỉ một lần giơ tay cứu giúp những người công nhân. Nhưng đối với công nhân, hắn luôn ở vị trí thứ nhất và đưa hắn trở thành anh hùng vĩnh viễn, cho nên hắn không muốn phải đối mặt với đám công nhân quá mức nhiệt tình và chân thành. Không ngờ, chỉ cần nghe tin là bọn họ lập tức chạy đến, không cần phải thông báo gì hết, tất cả đều đến đầy đủ không thiếu một người. Hạ Tưởng giả bộ nghiêm sắc mặt, phê bình bọn họ. Ông Hùng, ông hay thật đấy, làm sao có thể ngưng công trình để chạy đến tòa nhà huyện ủy chứ? Là công trình quan trọng hơn hay tiễn đưa tôi quan trọng hơn? Hùng Hải Dương muốn đi về phía trước bắt tay Hạ Tưởng, nhưng lại phát hiện ra hai tay bị dơ bẩn liền rụt tay trở về, nói một cách mạnh mẽ. Nếu không tự mình tiến đến đưa phó chủ tịch huyện Hạ, tất cả công nhân đều không đồng ý, tôi không dẫn bọn họ đến, chính tôi sẽ là người có lỗi với họ. Phó chủ tịch huyện Hạ, không đi được không? Phó chủ tịch huyện Hạ, ở lại được không? Chúng tôi cần anh. Phó chủ tịch huyện Hạ, bà xã nhà tôi nói anh thích ăn bánh lạc, cô ấy đang muốn làm cho anh vài cái bánh. Lẽ nào anh nói đi là đi chứ? Phó chủ tịch huyện Hạ, con tôi còn hỏi tôi, khi nào thì chú phó chủ tịch huyện có thể đến trường học thăm hỏi bọn nó? Bọn nó nói, bọn nó hy vọng chú phó chủ tịch sẽ đến thăm chúng nó, bởi vì lần trước chú phó chủ tịch huyện vừa đi thì bọn nó có bàn ghế mới cho năm học mới. Phó chủ tịch huyện Hạ. Hạ Tưởng cảm thấy mắt ươn ướt. Hắn và nhóm công nhân đã cùng đồng cam cộng khổ 2 tháng, chẳng những xâm nhập vào đời sống của họ mà còn hiểu biết gia cảnh của từng người bọn họ. Hắn thăm viếng rất nhiều gia đình và người già và bọn họ gần như không nói ra, nhưng đã coi như bạn bè tri kỷ của nhau. Khâu Tự Phong ánh mắt cũng đã ươn ướt, làm bí thư huyện lâu năm, là quan phụ mẫu cả một huyện, nhìn dân chúng kính yêu từ đáy lòng một gã phó chủ tịch huyện, cũng khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy 3 chữ quan phụ mẫu này thật đầy trọng trách. Mai Hiểu Lâm ánh mắt đã ươn ướt, tuy rằng cô không hiểu tình cảm giữa những người đàn ông với nhau, cũng không hiểu được sự nặng tình nặng nghĩa giữa những người chiến hữu với nhau, nhưng trong xã hội chân tình đều là tương thông, cô có thể cảm nhận được trước mắt mình là tình cảm nồng nhiệt của đám người dành cho Hạ Tưởng, một người mà bọn họ cảm thấy rất kính yêu.
Làm quan một chốn, tạo phúc một phương, không chỉ là nói không mà thôi, mà phải làm cho dân chúng phục tùng vui vẻ và nhất nhất là phải làm cho họ thành một khối, thành tâm suy nghĩ cho họ, lấy chân thành đổi lấy chân thành, thì mới có được tình yêu không chút pha tạp của dân chúng. Hạ Tưởng đi sâu vào đám người, bắt tay bọn họ và gọi họ tên từng người. Hắn nói ra ưu khuyết điểm của từng người. Rất nhiều người đều khóc, bởi vì Hạ Tưởng nhớ rất rõ khó khăn của từng gia đình và sự khó xử của bọn họ. Gã đã vì bọn họ mà giải quyết rất nhiều khó khăn thực tế, thậm chí hắn còn bỏ cả tiền túi ra cải thiện điều kiện sống cho rất nhiều người. Tuy phó chủ tịch huyện Hạ còn trẻ nhưng trong mắt họ, hắn xứng đáng là quan phụ mẫu.